Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, phong cách vẽ một mực đang biến, bao giờ cũng đều tại đột phá, không phải liền là đồng quái tiên sư nha. Sở dĩ, tam lãng ngươi là muốn cùng đồng quái tiên sư hợp thể nhỉ? Phi, ta tại sao phải cùng tính hắc quẻ hợp thể? Cuồng đao tam lãng nói, ta chính là ta, không giống bình thường ba. Bảy lãng. Đồng quái tiên sư nhẹ nhàng gõ gõ nguyên thần của mình mặt nạ ân, chờ lần này về hiện thế, có cơ hội đi ra thông khí, hắn liền dịch dung thành vân thức tử tiền bối bộ dáng tìm tam lãng đi. Quần bên trong đạo hữu một bên trò chuyện, một bên tiến về long huyết phân bộ lạc. Đậu đậu cõng Lý Âm Trúc cùng thông nương. Vũ Nhu Tử thận trọng đem tống thư hàng phóng tới trên phi kiếm, sử dụng kiếm quang nâng hắn, cùng sau lưng đậu đậu. Đối diện. Tạo hóa tiên tử nhìn thấy tạo hóa pháp vương về sau, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng bay về phía tạo hóa pháp vương, chuẩn bị trước về một chuyến Thích Ca Mâu Ni thân thể. Nhưng là, tạo hóa pháp vương hiện tại là nguyên thần hình thức. Tạo hóa tiên tử dạo qua một vòng về sau, đành phải trở về, lại chui vào đến tống thư hàng thể nội. Vũ Nhu Tử có chút hiếu kỳ nhìn qua biến mất tạo hóa tiên tử. Nói thật. Nàng thật sự rất ngạc nhiên tạo hóa tiên tử cùng tạo hóa pháp vương ở giữa có được cái gì liên hệ. Theo nàng biết, tạo hóa tiên tử là nho gia tiên tử. Mà tạo hóa pháp vương là Phật tông đệ tử. Vì cái gì trước đó, tạo hóa tiên tử sẽ một mực bám vào tạo hóa pháp vương trên thân. Cái này lúc, xích tiêu kiếm tung bay ở tống thư hàng bên người, thở dài, mỗi lần độ kiếp đều có thể độ như thế oanh oanh liệt liệt, đây là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Tiếp đó. Xích tiêu kiếm chuôi kiếm lại đối chuẩn Hoàng Sơn tôn giả chờ Cửu Châu nhất hào quần thành viên, lại nói, các ngươi hiện tại cũng là nguyên thần trạng thái A. Các ngươi nguyên thần bên ngoài tiếp tục đi bộ không có vấn đề sao? Không về trước đi. Chuôi này biết nói chuyện kiếm là lai lịch gì. Thiên phủ khí tông Dương Huyền chưa có tiếp xúc qua xích tiêu kiếm, dùng truyền âm nhập mật dò hỏi. Chuôi kiếm này, lai lịch cũng không nhỏ, chính là trường sinh giả thần binh, người gọi nó xích tiêu kiếm tiền bối là được. Nắm giữ hắn, có thể chém ra cửu phẩm phía trên hỏa diễm đao công kích. Lạc Trần Chân Quân cười truyền âm trả lời. Tống Thư Hàng đã từng tay cầm xích tiêu kiếm, chính diện chiến thắng bí đao thánh quân tin tức, tu sĩ nhật báo đều ghi danh. Về sau, quần bên trong thành viên cũng từ Tống Thư Hàng trong miệng, hiểu rõ liên quan tới xích tiêu kiếm một số cơ bản tin tức. Rõ ràng là một thanh kiếm, vì cái gì chém ra là hỏa diễm đao công kích? Thiên phủ khí tông Dương Huyền nghi ngờ nói. Bởi vì đao ý so sánh soái, xích tiêu kiếm tiền bối đột nhiên chuyển qua thân kiếm, nói, truyền âm nhập mật thời điểm, mời thêm cái mật mã. Nếu không, bằng vào ta trường sinh giả thần binh cảnh giới, chỉ cần cảm ứng được ba động liền có thể bắt được truyền âm nhập mật nội dung. Thiên phủ khí tông Dương Huyền vội vàng nói, thật xin lỗi, tiền bối. Thân là một thanh kiếm, chém ra lại là đao ý. Thân là khí tông thành viên, hắn có thể hiểu được loại thống khổ này. Thế là, Dương Huyền nhìn về phía xích tiêu kiếm ánh mắt bên trong, nhiều một tia ôn nhu. Xích tiêu kiếm. Cái này lúc, cuồng đao tam lãng nói, chúng ta muốn trở về, đến thông qua tống thư hàng tiểu hữu long lạc tiểu trợ thủ đem chúng ta vận chuyển về hiện thế nhục thân. Bất quá, tại trở về trước, ta nghĩ trước nghe một chút hắn giảng thuật một chút mặt trời nhỏ kế hoạch tới. Mặt trời nhỏ kế hoạch, xích tiêu kiếm hiếu kỳ nhìn về phía long lạc tiểu trợ thủ. Long lạc tiểu trợ thủ gật đầu nói, sau đó bắt đầu giải thích nói, mặt trời nhỏ kế hoạch, thông qua thánh giả không gian đại kiếp người tham gia khảo hạch, nguyện ý cùng long lạc lập thành khế ước, tại Hắc Long thế giới bên ngoài khung húc nhật vương tọa trên lưu lại ấn ký. Lập thành khế ước trở thành mặt trời nhỏ, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, nghe chơi rất vui dáng vẻ. Là tại húc nhật vương tọa bên trên lưu lại ấn ký, trở thành mặt trời nhỏ một bộ phận. Thông qua rất nhiều ấn ký. Cấu thành thuộc về Hắc Long thế giới mặt trời nhỏ. Long lạc tiểu trợ thủ trả lời. Lưu lại ấn ký, cần nỗ lực cái gì? Lại sẽ có cái gì hồi báo? Xích tiêu kiếm lên tiếng dò hỏi. Trở thành mặt trời nhỏ một bộ phận, chiếu cố Hắc Long thế giới, là đại công đức. Mặc dù không biết Long lạc muốn làm sao thao tác, nhưng lưu lại ấn ký dù sao cũng phải có nỗ lực mới đúng. Long lạc tiểu trợ thủ dừng lại một lát. Nó thương lượng năng lực cũng không cường đại. Một số quá mức phức tạp đồ vật, hắn không cách nào rất tốt giải thích rõ ràng. Thế là, hắn lựa chọn biểu thị một lần. Hắn hướng tống thư hàng gửi đi xin. Đốt long lạc hướng nhân viên quản lý xin biểu thị mặt trời nhỏ kế hoạch, có đồng ý hay không, có,
hay không? Cái này xin vẫn là hình chiếu đi ra, hiện lên ở Tống Thư Hàng trước mặt. Có thể là bởi vì ở đây thành viên, đều thêm qua Tống Thư Hàng hảo hữu nguyên nhân, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, đều có thể nhìn thấy cái này xin hình chiếu khoanh tròn. Đợi đã, Tống tiền bối không phải đã hôn mê sao? Hắn lựa chọn thế nào? Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Chẳng lẽ Tống tiền bối kỳ thật cũng không có hôn mê, chỉ là ở vào giả ngủ trạng thái? Lại hoặc là, trạng thái hôn mê Tống tiền bối cũng có thể tiến hành lựa chọn. Nhưng trên thực tế, hôn mê bên trong Tống Thư Hàng cũng không có chức năng này. Hắn không có lựa chọn có hoặc không. Cái lựa chọn này khung, một mực hiển hiện, không có biến hóa. Ước chừng hơn 10 giây sau. Xin hình chiếu khung hình ảnh biến động. Bởi vì nhân viên quản lý thời gian dài không có phản ứng, 10 giây sau, sẽ tiến vào tự động lặng yên quá trình, ngầm thừa nhận tuyển hạng vì có. Tiếp đó, một cái đếm ngược công năng xuất hiện. Bắc Hà tán nhân. Còn có loại này thao tác, cuồng đao tam lãng xoa cằm, rượu nha. Hoàng Sơn tôn giả, sơ lược hố. Chờ Thư Hàng tiểu hữu sau khi tỉnh lại, phải nhắc nhở hắn đem cái này tự động ngầm thừa nhận công năng cho hủy bỏ rơi, nếu không có trời mới biết lúc nào liền bị hố. Ước chừng lại qua 5 giây sau, mắt thấy đếm ngược thời gian sắp kết thúc. Cái này lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên mở mắt. Đếm ngược lập tức đình chỉ. Tống tiền bối, người tỉnh rồi. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng khó khăn nhẹ gật đầu, vừa rồi một mực ngủ thật tốt, nhưng chẳng biết tại sao, đột nhiên lại mơ tới cùng Nho Gia Thánh Nhân tại trên tầng mây dạo bước. Lần này hắn vừa quay đầu lại, hướng về phía ta mỉm cười, nói cho ta biết hắn đang nghiên cứu sáu mắt nhện độc. Ta lập tức bị làm tỉnh lại, luôn cảm giác có người tại lừa ta. Luôn cảm giác có người muốn mưu hại chấm. JPG. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Có phải hay không là bởi vì tạo hóa tiên tử trở lại thân thể ngươi nguyên nhân? Tạo hóa tiên tử trở về rồi. Có khả năng này, trong tay nàng mang theo thánh nhân trong mắt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó thấy được trước mắt mình cái này hình chiếu xin khung. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng dò hỏi. Đốt Long Lạc hướng nhân viên quản lý xin biểu thị mặt trời nhỏ kế hoạch, cần nhân viên quản lý hiệp trợ, có đồng ý hay không, có, hay không? Mặt trời nhỏ kế hoạch, biểu thị, Tống Thư Hàng nhìn về phía cuồng đao tam lãng, là hướng tiền bối nhóm biểu thị sao? Dứt lời, hắn đưa tay điểm hướng có tuyển hạng. Muốn làm sao biểu thị? Tống Thư Hàng lại hỏi. Cần nhân viên quản lý phối hợp, Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng trả lời. Hảo hảo biểu thị, ta phải ngủ tiếp một hồi. Tống Thư Hàng phất phất tay, thân hình lại cuộn thành một đoàn, mơ mơ màng màng tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Từ đầu tới đuôi, hắn tựa hồ cũng còn không chính thức thanh tỉnh. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, phát ra kim loại cảm nhận thanh âm, chấp hành nhân viên quản lý mệnh lệnh, biểu thị mặt trời nhỏ kế hoạch. Rút ra Long Lạc để đó không dùng lực lượng, xây dựng húc nhật vương tỏa. Một lát sau, từ Long Lạc bên trong, có một cái đã sớm chuẩn bị sẵn sàng húc nhật vương tỏa hệ thống, bị lấy ra. Xây dựng một cái thuộc về Hắc Long thế giới mặt trời nhỏ. Sớm tại viễn cổ thời đại trước đó, ngay tại Long Lạc kế hoạch bên trong. Thậm chí cả cái húc nhật vương tọa hệ thống, đều đã trải qua chế tạo thỏa đáng. Chỉ là bởi vì ma đế ảnh hưởng, húc nhật vương tọa kế hoạch bị vô hạn gác lại. Bây giờ, ma đế đối Long Lạc ảnh hưởng bị tiêu trừ, cái này mặt trời nhỏ kế hoạch bị một lần nữa lấy ra. Húc nhật vương tọa, là từ nguyên một cục xương cấu thành, chỉnh thể hiện lên hình cầu. Vương tọa vô cùng to lớn. Nó chân thực lớn nhỏ đủ để bao phủ một cái quốc độ. Lúc vừa bị lấy ra, giả thiên cái địa, bao phủ mấy chục cái Long Lân tiểu thế giới. Về sau, tại Long Lạc tiểu trợ thủ khống chế bên dưới, hắn hóa thành một cái bóng rổ lớn nhỏ, phù hiện ở trước mặt mọi người. Tại cái này quả cầu xương cốt nội bộ, điêu khắc một chương lại một chương bảo tọa, lít nha lít nhít tràn đầy nội bộ không gian, số lượng ước chừng gần vạn số lượng. Đây chính là húc nhật vương tọa. Tam lãng tò mò nhìn cái này hình tròn xương cốt. Biểu thị bắt đầu, Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Từ húc nhật vương tọa vị trí trung ương, có một chương bảo tọa sáng lên, ngưng tụ thành một cái phù văn thuật thức, trôi hướng Tống Thư Hàng. Hoàng Sơn tôn giả, quả là thế. Cái gọi là biểu thị, là dùng Tống Thư Hàng tới làm đạo cụ, đem chọn cái quá trình, hiện ra cho đám người. Phù văn thuật thức rơi vào Tống Thư Hàng bên người lúc. Đại biểu Tống Thư Hàng tại Long Lạc bên trong ID bá Tống sáng tỏ mà lên,
cùng phù văn thuật thức tiến hành tiếp xúc. Đồng thời, bá long cổ thánh long ấn tự động tế ra, tại cái kia phù văn thuật thức trên phủ xuống ấn ký. Khế ước hoàn thành, Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở, bởi vì là biểu thị nguyên nhân, biểu thị sau sẽ dùng nhân viên quản lý quyền hạn giải trừ khế ước. Lập thành khế ước quá trình rất đơn giản, không có phức tạp nghi thức. Long Lạc hiện tại mỗi một phần năng lượng đều rất trân quý, tuyệt sẽ không lãng phí ở sức tưởng tượng nghi thức bên trên. Có thể giải trừ, cái kia còn tốt, Hoàng Sơn tôn giả nhẹ nhàng gật đầu. Đặt xong khế ước về sau, Tống tiền bối có thể thu được biến thân năng lực sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ, sẽ không có loại công năng này đi. Bắc Hà Tán Nhân nói, nếu quả như thật có biến thân năng lực, cảm giác sẽ rất cay con mắt. Húc Nhật Vương tọa phù văn thuật thức trở về, rơi xuống trung ương tấm kia bảo tọa phía trên. Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái viên kia phù văn thuật thức, ngưng tụ ra Tống Thư Hàng bộ dáng. Chừng 40 tuổi đại thúc Tống Thư Hàng, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng tiểu hữu bỏ ra cái gì đại giới? Hoàng Sơn tôn giả dò hỏi. Nhân viên quản lý cùng Húc Nhật Vương tọa bên trong bảo tọa nối liền lại cùng nhau, từ đó về sau. Nhân viên quản lý ý thức có thể vượt qua không gian hạn chế, tùy thời xuất hiện tại bảo tọa phía trên. Chỉ cần tiêu hao nhất định tinh thần lực, Long Lạc tiểu trợ thủ bắt đầu giới thiệu lập thành khế ước về sau, phải bỏ ra đại giới. Nhưng nó vẫn chưa nói xong thời điểm, bên người đột nhiên hiện lên một trận không gian ba động. Bạch tiền bối thân ảnh hiển hiện, trên vai của hắn ngồi xổm chuột hamster hào, Tống Thư Hàng, giảng pháp nghe xong đi. Ta hiện tại đến khảo hạch một chút. A, choáng đây. Bạch tiền bối hiếu kỳ ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên cạnh, trước đó còn nhảy nhót tưng bừng, nói thế nào choáng liền hôn mê. Cái kia giảng pháp hắn xem hết rồi. Bạch tiền bối, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, có mấy vị thành viên nghi hoặc lên tiếng nói. Nhưng để cho lên tiếng về sau, bọn hắn lại cảm thấy không đúng. Trước mắt vị này bạch tiền bối làm sao cho người ta một loại run sợ cảm giác. Không phải nhịp tim, mà là tâm can phát run. Nha. Mọi người tốt a, đang chơi cái gì đâu? Bạch tiền bối hỏi. Vũ Nhu Tử nhấc tay, trả lời, Tống tiền bối tại cùng Húc Nhật Vương tỏa ký kết khế ước, trở thành mặt trời nhỏ. Khế ước, hắn ký loạn thất bát tào khế ước thật là không ít. Bạch tiền bối nói, sau đó hắn đứng dậy mắt nhìn Húc Nhật Vương tỏa cùng Tống Thư Hàng ở giữa khế ước. Không phải liền là muốn làm cái mặt trời nhỏ nha, phiền toái như vậy làm gì? Lại phải khế ước. Lại phải nỗ lực kỳ hoa đại giới. Sửa lại, muốn giao đại giới đều lau, đổi thành cái này. Bạch tiền bối dứt lời, lấy ra một cái biết khiêu động trái tim. Ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim. Bạch tiền bối đã thành công phá giải, còn chế tạo ra ngụy chế phẩm. Lúc đầu nói chế tác được về sau, sẽ đưa Tống Thư Hàng một cái, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Tại bạch tiền bối dưới sự chủ trì. Cùng Húc Nhật Vương tỏa ký kết khế ước cần thiết trả ra đại giới, tất cả đều bị xóa đi. Hết thảy đại giới, toàn bộ từ viên này ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim để thay thế. Mấy người các ngươi có phải hay không cũng phải cùng cái này Húc Nhật Vương tọa đặt trước khế ước. Nhân lúc còn nóng đều đưa khế ước ký kết, cầm chút chỗ tốt. Dù sao đại giới đều từ viên này trái tim đến thanh toán. Bạch tiền bối xoay đầu lại, đối Vũ Nhu Tử cùng Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên nói. Ta muốn ký, ta muốn ký. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Sau đó tại bạch tiền bối thao tác bên dưới, Long Lạc tiểu trợ thủ để Vũ Nhu Tử cũng cùng Húc Nhật Vương tỏa ký xuống khế ước. Khế ước sau khi hoàn thành, Vũ Nhu Tử cảm ứng đến trạng thái bản thân, nói, loại cảm giác này tốt thú vị, chỉ cần ý thức tiến vào vương tọa bên trong, ta phảng phất liền biến thành mặt trời nhỏ đồng dạng. Bạch tiền bối nhìn Vũ Nhu Tử một chút. Chính là tiểu cô nương này sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, tiểu cô nương này quả nhiên cũng có chút không giống bình thường. Tỷ như, thần kinh của nàng cũng giống như Tống Thư Hàng, thô đến không biên giới. Ngoại trừ ngay từ đầu có chút ước thúc bên ngoài, đằng sau cơ hồ không bị hắn cửu u chúa tể khí chàng áp chế. Mà bên cạnh, cái khác Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, Đậu Đậu thậm chí là Xích Tiêu Kiếm, đều bởi vì hắn cửu u chúa tể cường đại khí chàng, lộ vẻ rất không được tự nhiên, không dám tới gần hắn. Có lẽ, hai người này thần kinh cũng sớm đã xấu lắm. Tiền bối, các ngươi không ký sao? Vũ Nhu Tử lại xoay đầu lại, nhìn về phía Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên khác. Ký,
Cuồng Đao Tam Lãng kêu lên. Mặc dù cảm giác trước mắt Bạch Tiền Bối cho người ta áp lực rất lớn, bản năng tại nói cho hắn biết muốn rời xa trước mắt Bạch Tiền Bối, có bao xa liền chạy bao xa. Nhưng là càng là trong lòng hoảng sợ, Tam Lãng cũng cảm giác càng là kích thích. Loại kích thích này lão thoải mái, để Tam Lãng tráng lên lá gan, xông tới. Có Tam Lãng mở đầu, lại thêm Bạch Tiền Bối bắt đầu tận lực thu liếm tự thân khí tức, ở đây tất cả điều kiện phù hợp người, đều cùng Húc Nhật Vương tọa định xong khế ước. Chỉ có lão tộc trưởng cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối không phù hợp yêu cầu. Ký không được ước, phảng phất lập tức bị cô lập. Chuột hamster hào từ đầu tới đuôi không nói một lời, yên lặng ở tại chủ nhân trên bờ vai. Sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu vọng thiên, thầm nghĩ trong lòng, ta chủ A, ngài thế nhưng là cửu U Chúa Tể A. Không có việc gì, cửu U Chúa Tể cũng có tâm tình tốt thời điểm. Bạch Tiền Bối nói, hắn đánh giá cái này Húc Nhật Vương tọa, đem thứ này từ giữa bên ngoài đến nghiên cứu một lần. Thứ này trên có một ít kỹ thuật, có thể cấy ghép đến mặt trời nhỏ ngươi mau lên số 233 trên người. Tất cả mọi người ký xong khế ước, đón lấy đến lên không đi. Bạch Tiền Bối nói, cần ta hỗ trợ sao? Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu. Sau một khắc, cái kia bóng rổ lớn Húc Nhật Vương tọa đằng không mà lên, càng bay càng cao. Trong nháy mắt, đã đến Hắc Long thế giới bên ngoài. Sau đó, Húc Nhật Vương tọa hiện ra chân thân, hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, đem quang mang chiếu cố Hắc Long đại lục. Ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim vì Vương tọa cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Tất cả cùng Húc Nhật Vương tọa ký kết khế ước thành viên, cảm giác thể nội có ấm áp chi ý phun lên, một thân linh lực bắt đầu sinh động. Mà lại, theo Húc Nhật Vương tọa dâng lên, khế ước lực lượng bắt đầu phản hồi. Tất cả ký kết khế ước thành viên, tinh thần lực chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Mặc dù tăng trưởng tốc độ rất chậm, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng, góp gió thành bão, lâu ngày đêm trưởng xuống dưới, tăng trưởng tinh thần lực tổng lượng sẽ phi thường có thể nhìn. Tống Thư Hàng lại làm giấc mộng, hắn mơ tới bản thân trở thành mặt trời, thăng lên chí cao chỗ, chiếu rọi Hắc Long thế giới. Còn tốt không tiếp tục làm nho gia thánh nhân mộng, Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại thật có chút sợ nho gia thánh nhân. Trở thành mặt trời kinh lịch, Tống Thư Hàng cũng không lạ lắm. Trước đó, sắt thép hóa thân cũng bị cuốn vào đến Thái Dương thuyền nghi thức bên trong, trở thành mặt trời nhỏ, quay chung quanh Hắc Long thế giới xoay tròn. Tống Thư Hàng thỉnh thoảng sẽ cùng sắt thép hóa thân đồng bộ, như thế nào để mặt trời nhỏ quay chung quanh thế giới xoay tròn kinh nghiệm vẫn phải có. Hắn bắt đầu có ý thức khống chế mặt trời nhỏ, chậm rãi xoay tròn lấy. Lúc còn nhỏ, ta vẫn có một ý tưởng, dựa vào cái gì nhà chúng ta mùa đông đều muốn run lẩy bẩy đông lạnh thành chó, nhà khác mùa đông lại là mặt trời chó trang mặc áo cộc tay. Làm mặt trời, đương nhiên muốn công bằng, tất cả mọi người phơi đều mới là nha. Tống Thư Hàng nói, Hắc Long thế giới cùng địa cầu không giống nhau, hắn không có nam cực bắc cực, không có sông băng hòa tan nguy cơ, muốn làm sao phơi liền làm sao phơi. Tống Thư Hàng quyết định làm một khỏa công bằng mặt trời, tranh thủ để Hắc Long thế giới mỗi một hẻo lánh, đều có thể công bằng đạt được dương quang phổ chiếu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Một ngày này, thời gian qua đi nhiều ngày Hắc Long thế giới mọi người, lần nữa gặp được ấm áp mặt trời nhỏ. Rất nhiều người không khỏi vươn tay ra, đi đón cái kia để cho người ta ánh mặt trời ấm áp. Mà tại mặt trời nhỏ dâng lên đồng thời, Hắc Long thế giới đám người lại trong lòng hơi động. Loại kia có đại lão nhân tiền hiển thánh cảm giác, lại đến. Nhưng lần này cảm giác, cùng trước đó hơi có khác biệt. Hắc Long thế giới đám người ngẩng đầu lên, liền thấy được một vị anh tuấn, trên mặt cười xấu xa nam tử, xuất hiện tại hiển thánh không gian bên trong. Thân ảnh này tốt nhìn quen mắt. Đây không phải tại Bá Long Cổ Thánh hiển thánh thời điểm, hiện lên ở Bá Long Cổ Thánh sau lưng một vị sao. Cùng trước đó hiển thánh đồng dạng, có Long Dực giáng lâm tại nam tử này sau lưng, Long Dực lại chuyển hóa làm Long Ấn. Trên đó dùng hoa hạ văn tự cùng Hắc Long thế giới văn tự khắc họa lấy một cái thánh hào. Tam Lãng Cổ Thánh. Lần này hiển thánh, giới hạn tại Hắc Long thế giới. Liền thánh ấn lớn nhỏ. Cũng phải so trước đó đậu đậu, Vũ Nhu Tử, Tiểu Âm Trúc cùng Tống Thư Hàng nhỏ hơn một chút. Đây thật là bình thường hình thức hạ Hắc Long thế giới hiển thánh. Đồng thời, huyền thánh giảng pháp trình tự, cũng bị Long Lạc hệ thống khứ trừ. Thay vào đó,
là hướng Hắc Long thế giới biểu hiện đại biểu cho Cuồng Đao Tam Lãng cùng Húc Nhật Vương Tọa ký kết khế ước phù văn. Cái phù văn này, đại biểu cho Húc Nhật Vương Tọa, cũng đại biểu cho Cuồng Đao Tam Lãng. Chỉ cần ghi khắc cái này khế ước phù văn, Hắc Long thế giới người tu luyện có thể thông qua pháp thuật, cùng Tam Lãng Cổ Thánh tiến hành viễn trình câu thông, hướng Tam Lãng Cổ Thánh tư vấn trên việc tu luyện gặp gỡ nan đề. Đương nhiên, loại này tư vấn là muốn trả tiền. Trả tiền sau ma lực cùng tinh thần lực, Cuồng Đao Tam Lãng cùng Long Lạc 7, 3 chia cắt. Thậm chí, nếu như Hắc Long thế giới người tu luyện có thể nỗ lực để Tam Lãng Cổ Thánh động tâm bảo vật, còn có cơ hội triệu hoán một tôn Tam Lãng Cổ Thánh hình chiếu phân thân hạ giới. Cái này Hắc Long thế giới hiển thánh sau công năng, sâu phát nổ a. Cuồng Đao Tam Lãng cảm thán nói, hiện thế đều không loại này cách chơi. Bộ này hình thức, luôn cảm giác Long Lạc chơi rất trượt. Tam Lãng hiển thánh hoàn tất về sau, tiếp lấy Diệt Phượng công tử đẩy kính mắt, soái khí đăng tràng. Mặt trời nhỏ xoay tròn lấy, cổ thánh nhân tiền hiển thánh cũng tại tiến hành đâu vào đấy. Tống Thư Hàng ý thức, rơi vào Long huyết tộc tòa thành bên trong. Ở nơi đó, Xích Đồng thiếu niên chính ngẩng đầu, nhìn qua mặt trời nhỏ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống Xích Đồng trên thân. Lúc này Xích Đồng da thịt như ngọc, thân thể tựa hồ cũng dài thịt một số, không giống trước đó như vậy gầy, mái tóc dài màu đen một mực rủ xuống tại đầu gối. Làm sao lại mơ tới Xích Đồng rồi? Chẳng lẽ, ta không phải đang nằm mơ, mà là ý thức thật sự xuất hiện ở Long huyết tòa thành bên trong? Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng cuối cùng thanh tỉnh một số. Ý thức của ta hóa thành mặt trời lên không, Tam Lãng tiền bối tại hiển thánh giảng pháp, ý thức của ta theo ánh mặt trời chiếu chú ý tại Long huyết tòa thành. Long Lạc tiểu trợ thủ trước đó đề cập tới Húc Nhật Vương tỏa kế hoạch. Thì ra là thế, hẳn là cái này Húc Nhật Vương tỏa kế hoạch nguyên nhân đi. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng ý thức quét về phía Xích Đồng. Bây giờ hắn thân là Long Lạc nhân viên quản lý, một cái ý niệm trong đầu đảo qua đi, liền cảm ứng ra Xích Đồng bây giờ trạng thái mới mấy ngày không gặp, Xích Đồng lại nhưng đã đột phá trăm ngày trúc cơ một bước này, thành công mở ra tâm khiếu. Làm sao lại nhanh như vậy? Tống Thư Hàng đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng lần trước gặp mặt lúc, Xích Đồng vẫn là gầy còm không chịu nổi, liền luyện một lần cương thủ cơ sở quyền pháp thiên, đều sẽ thổ huyết. Chẳng lẽ hắn thật sự tài khoản một lần nữa đăng ký rồi? Tống Thư Hàng nhớ tới lần trước, Xích Đồng bị Tạo Tiên ăn mày một kiếm đâm lật về sau, không đợi Tạo Hóa Tiên Tử sử dụng pháp thuật đem hắn phục sinh, chính hắn đặc thù thiên phú liền bị kích hoạt, bản thân hồi máu khôi phục lại. Nhưng là, liền xem như một lần nữa đăng ký tài khoản, liền xem như biến thành thiên tài. Mới mấy ngày thời gian, một hơi từ gầy còm thân thể nhảy đến trúc cơ hoàn thành, mở ra tâm khiếu, cũng quá nhanh một chút ha. Tại Tống Thư Hàng ý thức đảo qua Xích Đồng thân thể lúc, hắn tựa hồ lòng có cảm giác, lên tiếng kêu lên, tiên sinh. Trên tay hắn, cái kia thô giáp vòng đồng lập lòe tỏa sáng, trên đó che kín bá Tống Huyền Thánh con dấu. Không tệ, Tống Thư Hàng thanh âm, trực tiếp tại Xích Đồng bên tai vang lên. Tiên sinh, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, ta có phải hay không trúc cơ thành công? Xích Đồng lên tiếng hỏi. Không sai, bây giờ ngươi, cuối cùng là bước vào đến tu luyện cánh cửa. Tống Thư Hàng trả lời. Xích Đồng chờ đợi hỏi, cái kia tiên sinh, ta lúc nào có thể gặp Hắc Đồng ca ca? Ngươi vừa mới học bò xong, liền muốn học được chạy bộ sao? Tống Thư Hàng mỉm cười, thời gian của ta không nhiều lắm. Tại ta trước khi rời đi, ta sẽ vì ngươi truyền xuống truyền thừa. Chờ ngươi xung đột nhất phẩm dược long môn cảnh giới, bước vào nhị phẩm, cũng đem cương thủ tu luyện hoàn thành về sau, đã tới tìm ta truyền thừa đi. Chỉ cần đột phá ta lưu lại thí luyện, ngươi liền có thể thu hoạch được truyền thừa của ta, đạt được ta vì ngươi lưu lại tài nguyên tu luyện cùng đến tiếp sau công pháp. Sau đó, ngươi đã tới tìm ta đi, ta sẽ vì ngươi lưu lại một đầu thông hướng hiện thế thông đạo. Cái kia tiên sinh, nếu như ta không cách nào thông qua thí luyện đâu? Xích Đồng lo lắng hỏi hắn cho tới nay phế vật đã quen, đem bản thân nhìn vô cùng thấp, lòng tự tin thiếu nghiêm trọng. Nếu như ngươi không cách nào thông qua thí luyện, nơi truyền thừa sẽ sụp đổ không thấy. Tống Thư Hàng nói khẽ. Xích Đồng cắn răng, cái kia tiên sinh, ta muốn thế nào đi tìm truyền thừa chi địa của ngươi? Cất kỹ ta để lại cho ngươi vòng đồng, chờ ngươi thực lực, đạt tới đầy đủ cảnh giới, đem cương thủ tu luyện thành công về sau, hắn sẽ chỉ dẫn lấy ngươi, tiến về của ta truyền thừa chi địa.
Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Dứt lời, Tống Thư Hàng ý thức rút lui. Xích đồng trong tay nắm chặt vòng đồng, dùng sức nắm tay. Húc Nhật Vương tọa bên trong. Tống Thư Hàng ý thức trở về, nhưng chưa có trở lại nhục thân bên trong, mà là tiếp tục theo Húc Nhật Vương tọa vây quanh Hắc Long thế giới xoay quanh. Như vậy, rời đi Hắc Long thế giới trước đó, vẫn phải tìm một chỗ, móc một cái động phủ đi ra, bài trí một chút, thiết lập nơi truyền thừa. Trong lòng của hắn ám đạo, thiếu niên Xích Đồng, cùng Nho Gia Thánh Nhân, Vân Tước Tử ở giữa, có như không liên hệ. Đặc biệt là hắn cái chủng loại kia phục sinh thiên phú, cực kỳ giống Vân Tước Tử tiền bối. Sở dĩ, xem ở Thánh Nhân cùng Vân Tước Tử tiền bối quan hệ bên trên, Tống Thư Hàng chuẩn bị vì hắn lưu lại truyền thừa. Về phần có thể hay không đạt được cái này truyền thừa, liền nhìn Xích Đồng tự thân cố gắng. Tiểu gia hỏa này là cái chân chính chịu cố gắng người, điểm ấy cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Mặt trời tiếp tục vây quanh Hắc Long thế giới chuyển động. Cửu Châu Nhất Hào Quần cùng Húc Nhật Vương tỏa ký kết khế ước đạo hữu, một cái tiếp một cái ngưng tụ cổ thánh long ấn, tại Hắc Long thế giới hiển thánh. Bởi vì xóa đi huyền thánh giảng pháp khâu, Hắc Long thế giới hiển thánh tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Ngày kế tiếp, Tống Thư Hàng ý thức mới từ Húc Nhật Vương tọa bên trong trở về, trở lại nhục thân. Hắn mở to mắt, phát hiện mình chính nằm lì ở trên giường. Công đức xà mỹ nhân hai tay đặt tại hắn trên huyệt thái dương, trong bàn tay có chỉ rũ thuật quang mang tại hiển hiện, làm dịu hắn trên tinh thần thống khổ. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn cảm giác có người tựa hồ tại dẫm lên lưng của hắn. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn thấy tạo hóa tiên tử trần trụi hai chân, tại thay hắn dẫm lưng. Hôm nay, hai vị tiên tử là uống lộn thuốc. Gặp Tống Thư Hàng sau khi tỉnh lại, tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng nhảy lên, một cái xinh đẹp xoay người rơi xuống Tống Thư Hàng bên cạnh. Sau đó, nàng và tiên tử song song ngồi, hai vị tiên tử trong nháy mắt chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, chẳng lẽ ta còn chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ? Cái này lúc, Vũ Nhu Tử cùng Đậu Đậu đẩy cửa vào. A, Tống tiền bối tỉnh nha. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Cửu Châu Nhất Hào Quần các tiền bối nguyên thần, đều trở về sao? Trước kia hiển thánh sau khi kết thúc, liền từ Long Lạc tiểu trợ thủ đem các tiền bối nguyên thần đều đưa về. Vũ Nhu Tử trả lời. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Mặt khác, vị kia bạch tiền bối để ngươi sau khi tỉnh lại. Cũng nhanh chút đem chuột hamster hào nhân tiền hiển thánh trực tiếp xem hết, lần sau gặp mặt lúc hắn muốn khảo hạch ngươi. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Tống Thư Hàng cười khan một tiếng, ha ha, một hồi lập tức liền nhìn. Tiểu Âm Trúc tỉnh chưa? Tối hôm qua tỉnh một hồi, nhưng lại ngủ thiếp đi. Vũ Nhu Tử nói. Lý Âm Trúc thân thể, không biết đang phát sinh biến hóa gì, nàng lần này giấc ngủ thời gian quá quỷ dị. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Tiểu Âm Trúc. Nàng trước đó huyền thánh giảng pháp trình tự toàn bộ hành trình nằm ngủ, hiện tại sẽ tiếp nhận một số tinh thần trùng kích, ta đi xử lý một chút vấn đề này. Tống Thư Hàng ngồi dậy, lại nói, ta có phải hay không còn quên đi ai? Ngươi đã quên ta, thông nương thanh âm ở trong chăn bên trong vang lên. Tống Thư Hàng đưa tay sờ mó, đem khô héo thông nương mỏ đi ra. Hắn từ hạch tâm thế giới lấy một chén hoạt tuyền đi ra, tưới đến thông nương trên thân. Ta tại thiên kiếp không gian thời điểm đáp ứng ngươi, chờ đi ra liền cho ngươi tự do. Hiện tại, là ta thực hiện cam kết thời điểm. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sờ lên thông nương hành mầm, nói, ngươi tự do, thông nương. Ngươi căn hạ ngộ đạo thạch, từ hôm nay trở đi cũng thuộc về ngươi. Thông nương hành mầm nhẹ nhàng run lên. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử, ngươi tấn thăng ngũ phẩm đi. Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện, đan thành mấy văn. Long văn số lượng có hay không chín đạo? Không chín đạo, hắn liền đi nghiên cứu một chút long lạc quyền hạn, có hay không giống lúc trước bạch tiền bối loại kia thêm vào long văn thủ đoạn. Tống Thư Hàng tiếng nói vừa dứt, Vũ Nhu Tử biểu lộ lập tức liền cứng lại rồi. Sau đó nàng ủy khuất ngồi xổm xuống, ngón tay tại gian phòng trên sàn nhà chọc lấy, đâm một cái chính là một cái hố. Đông 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 trong nháy mắt. Trên sàn nhà liền có thêm 10 cái sâu cạn không đồng nhất trong suốt lỗ nhỏ. Tống Thư Hàng ở tại lầu các lầu 2, sàn nhà là làm bằng gỗ. Cái này lúc, ở vào nửa về hưu trạng thái, cả ngày đều rất nhàn. Long huyết phân bộ lạc lão tộc trưởng vừa vặn vào nhà, nhìn thấy màn này,
Tâm Hảo Tác Thư Hàng tiên sinh hiện tại ở tòa này lầu các thế nhưng là mới xây, mấy ngày nay vừa xây xong. Hiện tại cái này sàn nhà, xem ra lại phải thay đổi. Nhìn thấy ủy khuất Vũ Nhu Tử, Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Nói thật, như thế thất lạc Vũ Nhu Tử, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vũ Nhu Tử tính cách lạc quan sáng sủa, nàng mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tâm phiền tỉ như lạc đường cái gì, nhưng là trong sinh hoạt những thứ này tiểu phiền não, cũng không biết để cho nàng thụ đả kích mà thất lạc. Từ khi biết Vũ Nhu Tử đến bây giờ, Tống Thư Hàng còn chưa thấy qua nàng như thế thất lạc dáng vẻ ủy khuất. Tống Thư Hàng không khỏi vươn tay ra, sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, răng rắc cho Vũ Nhu Tử vỗ mấy tấm hình. Thất lạc Vũ Nhu Tử quá hiếm thấy. Nói không chừng đời này ngoại trừ lần này liền rốt cuộc không thấy được. Tống tiền bối, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, người không an ủi ta còn chưa tính, lại còn chụp ảnh thu thập tài liệu. Kỳ thật, Long Văn cái gì đều là hư, Long Văn cũng không đại biểu hết thảy. Tống Thư Hàng xuống giường, đi vào Vũ Nhu Tử bên người, ôn nhu an ủi, coi như không có 7, 8 đầu Long Văn cũng không cần như thế thất lạc. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, xoay người, đưa lưng về phía Tống Thư Hàng, sau đó tiếp tục càng dùng sức đâm sàn nhà. Đông đông đông, sàn nhà mới lại là một mảnh trong suốt lỗ thủng nhỏ. Bên cạnh, Đậu Đậu nhếch lên một cái nha, không lên tiếng. Lão tộc trưởng vuốt vuốt mặt mo không quan hệ rồi, dù sao đều muốn đổi, đổi một khối đổi hai khối, chênh lệch không lớn. Tống Thư Hàng ngắm nhìn Đậu Đậu, lại nhìn mắt càng mất mát Vũ Nhu Tử. Chẳng lẽ, Vũ Nhu Tử không có 7, 8 Long Văn, thậm chí ngay cả 6 Long Văn cũng không có. Không sao, Vũ Nhu Tử, coi như chỉ có 4 Long Văn, 5 Long Văn, tương lai vẫn như cũ là sán lạn. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta lúc đầu ngưng tụ bản mệnh kim đan thời điểm, chỉ có 3 Long Văn. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi. Kỳ quái, lấy Vũ Nhu Tử tư chất thiên tài, Long Văn số lượng làm sao có thể như thế ít? Chẳng lẽ... là bởi vì bị thiên đế phụ thân linh quỷ cưỡng ép kéo vào đến ngũ phẩm thiên kiếp, Vũ Nhu Tử cơ sở không đánh tốt, sở dĩ Long Văn số lượng mới có thể xa xa thấp hơn bình thường trình độ. Vũ Nhu Tử xoay đầu lại, ngắm nhìn Tống Thư Hàng, càng ủy khuất, nàng ngồi xổm nhảy mấy bước, nhảy tới xó xỉnh bên trong, bắt đầu ở nơi hẻo lánh trên sàn nhà đâm lên hang hốc. Tống Thư Hàng nhìn về phía Đậu Đậu, truyền âm nói, chẳng lẽ Vũ Nhu Tử liền 3 văn đều không có. Đậu Đậu khẽ gật đầu. Tống Thư Hàng. Hắn nhíu mày, không có khả năng a, lấy Vũ Nhu Tử tư chất, coi như tứ phẩm lúc cơ sở không đánh tốt, cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ có 1, 2 đầu rồng xăm. Vũ Nhu Tử, để cho ta nhìn xem ngươi kim đan được không? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Nói không chừng Vũ Nhu Tử đan văn là trong suốt, ẩn hình cái chủng loại kia, cần kích hoạt liền có thể hiện ra. Lại hoặc là... Vũ Nhu Tử kim đan đều xoắn thành cùng nhau, nhìn qua là một đầu, nhưng thật ra là 8, 9 đầu. Vũ Nhu Tử hướng về sau đưa ra tay phải của mình, đưa về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay nắm chặt Vũ Nhu Tử tay nhỏ, tinh thần lực thuận thế tiến vào đan điền của nàng bên trong. Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hàng mở ra bản thân bản mệnh đan điền. Đan điền của nàng so với bình thường ngũ phẩm tu sĩ muốn khổng lồ một vòng, trong đan điền. Một khỏa mượt mà kim đan lơ lửng, tản ra ánh sáng nhu hòa. Đồng dạng, nàng kim đan cũng so bình thường tu sĩ lớn hơn vài vòng. Tống Thư Hàng tinh thần lực vây quanh Vũ Nhu Tử kim đan dạo qua một vòng. Long Văn đâu? Hắn một đầu Long Văn đều không có nhìn thấy. Đúng, Tống tiền bối người bây giờ biết rồi đi. Vũ Nhu Tử ủy khuất vô cùng, ta liền giữ gốc Long Văn đều không có. Trên sách quả nhiên đều là gạt người. Đều nói tu sĩ chỉ cần tấn thăng ngũ phẩm lúc, lại kém, cũng sẽ có một đầu Long Văn giữ gốc. Nhưng bây giờ, nàng bản mệnh trên kim đan, căn bản không có Long Văn. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng tinh thần lực hóa ra hình người, lơ lửng tại Vũ Nhu Tử bản mệnh kim đan trước, Vũ Nhu Tử, người cái này kim đan có thể khó lường. Đây là không Long Văn kim đan. Vũ Nhu Tử, người cái này kim đan, vô cùng lợi hại. Chỉ sợ không thể so với cửu Long Văn kim đan kém. Tống Thư Hàng chân thành nói. Tạ ơn Tống tiền bối ngươi an ủi ta. Bất quá lần sau ngươi an ủi ta thời điểm, có thể hay không đừng nói quá khoa trương. Quá khoa trương, không được an ủi hiệu quả. Vũ Nhu Tử quan tâm trả lời. Tống Thư Hàng. Không có kim đan Long Văn,
ta liền kim đan cấu đồ đều không thể tiến hành, cũng không có biện pháp vẽ rồng điểm mắt, dạng này liền không có biện pháp tấn thăng lục phẩm. Ta cả một đời muốn bị vây ở ngũ phẩm, Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng, sẽ không, ngươi không cần lo lắng. Yên tâm đi, Tống tiền bối, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Vũ Nhu Tử chân thành nói, ta đã nghĩ kỹ, mấy ngày nay ta phải thật tốt nghiên cứu Hắc Long thế giới phương pháp tu luyện. Tu chân không được, ta liền chuyển chức, nói không chừng, ta có thể trở thành Hắc Long thế giới đại pháp sư. Đợi đã, Vũ Nhu Tử ngươi đừng vội. Tống Thư Hằng nói, người cái này không long văn kim đan thật sự rất lợi hại. Ta mới vừa nói hắn không thể so với cửu long văn kim đan kém, cũng không phải tin khẩu nói bậy. Tống Thư Hằng tinh thần lực từ Vũ Nhu Tử bản mệnh đan điền bên trong rời khỏi, hắn ngoặt một cái, ngồi xổm Vũ Nhu Tử trước mặt, chằm chằm vào nàng nói, kỳ thật, bạch tiền bối chính là không long văn kim đan. Ta mặc dù không biết bạch tiền bối đến cùng là mấy long văn, nhưng hắn không thể nào là không long văn kim đan. Vũ Nhu Tử nhìn lại Tống Thư Hàng, ta có lần tại quần bên trong nói chuyện phiếm thời điểm, gặp bạch tiền bối nhắc qua hắn trước kia kim đan cấu đồ sự tình. Ta nói bạch tiền bối, là bạch tiền bối, chính là ngày hôm qua vị kia. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, không long văn kim đan sự tình, ta cũng là nghe hắn chính miệng nhắc qua. Mà lại, không long văn kim đan, tấn cấp cũng cùng phổ thông kim đan hoàn toàn khác biệt. Tốt ha, ta bắt đầu có một chút tin tưởng Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Theo bạch tiền bối chính mình nói, không long văn kim đan căn bản không cần kim đan cấu đồ, cũng không cần vẽ rồng điểm mắt. Đối không long văn kim đan tới nói, đây đều là hư. Chỉ cần tu luyện lại tu luyện, ngày tu đêm tu, cảnh giới vừa đến, sau đó không long văn kim đan liền sẽ phun ra suối nước đến, hình thành linh hồ. Lại nói tiếp bước kế tiếp nguyên anh cảnh giới cũng không cần sợ. Vẫn là như cũ, cố gắng tu luyện. Ngày tu, đêm tu. Mỗi tu luyện một đoạn thời gian, không long văn kim đan liền sẽ phun ra càng nhiều nước suối đến, linh hồ sẽ càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, không long văn kim đan liền sẽ chìm vào đến đáy hồ, nở hoa kết trái, đem nguyên anh cho sinh ra. Tống Thư Hàng thật nhanh đem trong đầu của mình cùng không long văn kim đan có liên quan tri thức, thuật lại cho Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, thật sự. Thiên chân vạn xác. Sau 999 hoàng kim còn muốn thật. Tống Thư Hàng bảo đảm nói, tin tưởng ta, tin tưởng bạch tiền bối. Đây đều là bạch tiền bối chính miệng nói, tin tức nơi phát ra tuyệt đối đáng tin. Nói như vậy, không long văn kim đan không phải rất thoải mái. Căn bản không cần lo lắng long văn số lượng vấn đề, không cần phiền não kim đan cấu đổ muốn làm sao vẽ, không cần phiền não vẽ rồng điểm mắt kẹt chết cảnh giới. Một bên đậu đậu nhìn không được nói. Đây quả thực không nên quá thoải mái, cửa ải, bình cảnh không có thứ gì, chỉ cần ngày đêm tu luyện, liền có thể từ kim đan cảnh giới một đường đến thất phẩm nguyên anh tôn giả. Sở dĩ, ta mới có thể nói không long văn kim đan, không thể so với chín long văn kém. Tống Thư Hàng đưa tay, có chút đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vũ Nhu Tử đầu đồng dạng ngồi xổm tư thế, Vũ Nhu Tử so với hắn cao hơn. Tạ ơn Tống tiền bối, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Vũ Nhu Tử nói khẽ. Tống tiền bối là cái nhanh mồm nhanh miệng mặt cũng thẳng nam nhân, nàng vừa rồi một mực đang lặng lẽ chú ý Tống Thư Hàng bộ mặt biểu lộ. Từ mặt đến đọc đến tin tức lời nói, Tống tiền bối đối không long văn kim đan vô cùng có lòng tin, không phải an ủi nàng tìm lấy cớ. Có lẽ, không long văn kim đan thật sự rất lợi hại. Mà lại, giống như ngươi là không long văn kim đan bạch tiền bối, thế nhưng là bước vào tu sĩ giới đỉnh phong nhất. Sở dĩ, tương lai của ngươi. Đồng dạng bất khả hạn lượng. Chí ít, không có kim đan số lượng không đủ, sẽ kẹt chết tại cái nào đó cảnh giới hạn chế. Tống Thư Hàng nói bổ sung. Nói, hắn lại nhịn không được đưa thay sờ sờ Vũ Nhu Tử đầu. Tống đầu gỗ ưa thích sờ sờ các chủ đầu, nguyên lai thật sự sẽ lên nghiện nha. Trong lòng của hắn ám đạo. Sở dĩ, người đón lấy đến không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần thuận theo tự nhiên tu luyện. Lục phẩm linh hồ, thất phẩm nguyên anh ở trong tầm tay. Ta nhớ được, bạch tiền bối nói qua, chính hắn bế một cái tử quan, vừa ra tới liền thành công tấn thăng lục phẩm chân quân. Nói không chừng Vũ Nhu Tử ngươi bế cái đại quan, đi ra cũng liền lục phẩm. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất lạc hoàn toàn biến mất, ta sẽ mau chóng đuổi kịp Tống tiền bối cảnh giới của ngươi, lần này đến phiên ta theo đuổi Tống tiền bối.
ủng hộ. Tống Thư Hàng khóe miệng lộ ra ý cười, ta lại ở lục phẩm cảnh giới chờ ngươi đuổi theo, siêu việt ta. Hắn cảm giác mình cuối cùng có chút đại tiền bối cảm giác. Bất quá Tống tiền bối, ngươi tại sao phải xưng một vị khác bạch tiền bối vì bạch tiền bối? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bạch rất manh, Tống Thư Hàng nhanh mồm nhanh miệng mở cái trò đùa. Sau một khắc, đột nhiên có một cái pháp khí từ trên trời giáng xuống, vượt không gian mà tới. Đó là một cái to lớn bảo luân cái vòng bánh xe mà mấy con chuột chạt trong đó chính là chuột hamster sử dụng cái chủng loại kia, toàn thân từ không biết tên kim loại chế tạo, xem xét liền vô cùng kiên cố. Cái kia bảo luân khẽ hấp, liền đem Tống Thư Hàng hút vào trong đó. Tống Thư Hàng, cùng loại kia cần chuột hamster bản thân chạy bảo luân khác biệt, cái này bảo luân là tự động, mà lại xoay tròn đặc biệt nhanh. Tống Thư Hàng tay chân cùng sử dụng. Thật nhanh tại bảo luân bên trong bắt đầu chạy. Đậu Đậu móc ra một bản thi tập trạng vở, lật ra một tờ, tìm được, là câu này a ngươi nhìn, đó là nam nhân tại dưới trời chiều chạy, có mị lực như vậy. Bỏ đá xuống giếng đậu, Tống Thư Hàng thật vất vả điều chỉnh tiết tấu, bắt đầu chạy như điên. Chuột hamster vòng chạy mặc dù chuyển nhanh chóng, nhưng Tống Thư Hàng hiện tại thế nhưng là lục phẩm cảnh giới. Để cho mình chạy tốc độ cùng vòng chạy bảo trì nhất trí vẫn là rất dễ dàng làm được. Đồng thời, đang chạy thời điểm Tống Thư Hàng thử nghiệm kích hoạt đạp không mà đi cùng bộ bộ sinh liên năng lực thiên phú. Nhưng là cái này kim cương chuột hamster vòng chạy bên trong, có được cấm bay pháp tắc. Thân thể của hắn không cách nào đằng không mà lên, chỉ có thể đàng hoàng đi theo chạy. Cái này phải chạy đến lúc nào? Đậu Đậu mặt chó trên lộ ra nhân tính hóa khuôn mặt tươi cười. Hắn đem thi tập nhét về tới trên cổ mình túi bên trong, người chừng nào thì sinh ra ta sẽ không bỏ đá xuống giếng ảo giác. Đậu Đậu chính là Đậu Đậu, chưa từng có biến qua. Cái này vòng chạy, là vị kia bạch tiền bối ném tới pháp khí sao? Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi, ánh mắt của nàng nhìn qua cái này chạy bàn, đột nhiên cảm giác tốt thú vị, Tống tiền bối, ngươi chạy đã mệt sau đổi ta đến. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử cô nương thật sự không giống bình thường. Bạch tiền bối duy nhất một lần xoắn ốc thăng thiên phi kiếm, cửu châu nhất hào quần người gặp người sợ, mỗi người bị duy nhất một lần phi kiếm đưa lên thiên thời, đều là tiếng kêu rên liên hồi. Duy chỉ có Vũ Nhu Tử, cưỡi duy nhất một lần phi kiếm còn có thể hai. Tạo hóa pháp phương tiếng ca, nghe được người sẽ sinh ra các loại không tốt phản ứng, nôn mửa, buồn nôn, choáng đầu, run chân. Nhưng Vũ Nhu Tử cảm giác rất êm tai, mà lại nàng còn rất ưa thích nghe. Nàng cũng không phải đang thưởng thức tạo hóa pháp phương trong tiếng ca ẩn tàng tạo hóa tiên tử tiếng trời, mà là đơn thuần thưởng thức Thích Ca Mâu Ni tiếng ca. Ta cũng muốn xuống tới đổi lấy ngươi đi lên chơi, nhưng ta sượng mặt. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. Có thể là hắn vừa rồi liên tiếp kêu nhiều lần bạch tiền bối danh tự, sau đó tựa như là phần mềm chat công năng đồng dạng, đem bạch tiền bối cho đi ra. Nói đến, nhớ kỹ lúc trước hắn tại hiện thế cùng quần bên trong các tiền bối giới thiệu bạch tiền bối thời điểm, trực tiếp sẽ bị cách âm, biến thành một đống không có ý nghĩa thanh âm. Mà bây giờ ở vào Hắc Long thế giới bên trong, hắn có thể rất mau mắn đọc lên bạch tiền bối danh tự tới. Hắc Long thế giới quả nhiên cùng hiện thế có khác nhau. Lại hoặc là hắn cùng bạch tiền bối quan hệ càng ngày càng tán về sau, bạch tiền bối cho phép hắn hướng người khác giới thiệu bản thân. Đúng rồi. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, ngươi có thể tiến đến không? Ngươi là công đức chi thân, coi như tại cấm bay hoàn cảnh cũng có thể bồng bềnh. Nếu như ngươi có thể đi vào, tiến đến đem ta nâng lên đến. Tống Thư Hàng thấy được công đức xà mỹ nhân, trong lòng hơi động, lên tiếng nói. Công đức xà mỹ nhân duỗi ra một cái tay, hoa sen. Nghĩ nghĩ về sau, nàng lại duỗi ra một cái tay khác, mở ra bản thân thon dài 10 ngón. Không có vấn đề. Tống Thư Hàng kêu lên. Công đức xà mỹ nhân thân hình khẽ động, từ chuột hamster vòng chạy hàng rào khe hở bên trong chui vào, đi vào Tống Thư Hàng sau lưng. Nhưng sau một khắc, thân hình của nàng cũng bị hút lấy rơi xuống, chịu đến cấm bay pháp tắc ảnh hưởng. Liền nàng công đức chi thân, cũng vô pháp bảo trì lơ lửng trạng thái. Công đức xà mỹ nhân, tiêu chuẩn Tống Thị 4 tiếng kêu thảm pháp. Thế là, nàng chỉ có lội thật nhanh. Theo sát lấy Tống Thư Hàng bộ pháp. Cứ như vậy, chuột hamster vòng chạy bên trong, Tống Thư Hàng ở phía trước lao nhanh, công đức xà mỹ nhân sau lưng hắn nhanh chóng du động. Nhìn qua tựa như là xà nữ đang đuổi bắt đại thúc hình ảnh. Tống Thư Hàng,
Đậu đậu cười đi tiểu, hắn nằm dạp trên mặt đất, phát ra một trận quỷ dị chó tiếng cười, móng của nó dùng sức đập mặt đất. Có thể là bởi vì vừa tấn cấp nguyên nhân, lực đạo có chút thu lại không được. Móng vuốt vỗ, trên mặt đất liền một cái động lớn. Sau lưng, Long Huyết phân bộ Lạc lão tộc trưởng hít một hơi thật sâu, hắn phát hiện mình tâm thái đặc biệt tốt, tâm cảnh yên tĩnh tường hòa. Có thể là nhìn thấy Tống tiên sinh đang chạy vòng bên trong lao nhanh nguyên nhân. Tống tiền bối, mệt không? Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng, vẫn ổn, tạm thời còn chống đỡ được. Vũ Nhu Tử lại hỏi, cần ta an ủi một chút ngươi sao? Hoặc cho ngươi hát một bài cái gì không? Tống Thư Hàng vốn định đáp ứng, nhưng nghĩ đến Vũ Nhu Tử là tạo hóa pháp vương mê ca nhạc, lập tức bỏ đi ý nghĩ này, hắn dùng sức lắc đầu, không. Không cần. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, nàng điều chỉnh một cái tốt góc độ, móc ra điện thoại di động của mình, bắt đầu cho Tống Thư Hàng thu video. Tống Thư Hàng, tháng 6 nợ, trả lại thật nhanh. Làm ngươi ngẩng đầu ba thước có thần minh lúc, báo ứng liền sẽ tới đặc biệt hăng hái. Tống tiền bối, ngươi muốn chạy bao lâu? Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng, không biết a, cái này muốn hỏi Bạch tiền bối TW, thổ lộ tiếng lòng đi. Nói không chừng phải chạy đến Bạch tiền bối hết giận mới thôi. Đặt câu hỏi, tinh thần lực cùng linh lực ở giữa muốn lấy mấy so mấy tỷ lệ, mới có thể chuyển hóa làm niệm lực hình thức ban đầu. Cái này lúc, chuột hamster vòng chạy bên trong, có một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Tống Thư Hàng. Tống tiền bối, đây là nhiễm chân cổ ma giảng pháp lúc nội dung, đem tinh thần lực thần thức phối hợp năng lượng, chuyển hóa làm cường đại loại hình công kích niệm lực chi pháp. Vũ Nhu Tử ở một bên nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng, nhiễm chân cổ ma là ai a? Đạo này hào quá kỳ quái. Nhiễm chân cổ ma chính là ta. Cái kia thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói. Ngươi vị nào a? Tống Thư Hàng vừa chạy vừa hỏi chạy có chút choáng đầu, bất quá trong lòng hắn đã mơ hồ đoán đến thân phận của đối phương. Ngu xuẩn bá Tống Hào, thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu sao. Cái kia thanh âm uy nghiêm nhất chuyển, đổi thành chuột hamster hào manh manh tiếng kêu. Tống Thư Hàng, quả nhiên là ngươi a. Ngươi còn có 30 giây thời gian đến trả lời. Chuột hamster hào thanh âm lại đổi thành cái kia thanh âm uy nghiêm, đồng thời hắn lại bổ sung. Ta đã tận lực chọn đơn giản nhất vấn đề, nếu như ngươi cái này đều không đáp lại được, ta cũng không giúp được ngươi. Chuột hamster hào đối bá Tống Hào không có một chút hảo cảm, nhưng là... đối với đại thúc bộ dáng Tống Thư Hàng, lại ngoài ý muốn cảm giác không tệ. Hắn cảm giác đại thúc trạng Tống Thư Hàng, tương đối quan tâm, tính cách cũng tốt. Sở dĩ, thông qua chuột hamster vòng chạy giám sát, nhìn thấy ở bên trong chạy là Tống Thư Hàng đại thúc lúc. Hắn liền lặng lẽ sửa lại vấn đề trình tự, chọn đơn giản nhất vấn đề đến khảo hạch. Nhưng là, người giảng pháp ta còn chưa kịp xem a, ta vừa mới tỉnh đây. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Chuột hamster hào trả lời, vậy ta cũng bất lực, người chỉ có một bên chạy trước, đi một bên xem ta giảng pháp. Mặt khác, ta bên này đặt câu hỏi sẽ không đoạt, hết thảy 50 đề, đáp sai hoặc không cách nào trả lời lời nói, vòng chạy tốc độ lại không ngừng gia tốc. Phía trước đề tương đối đơn giản, người nhất tâm nhị dụng, một bên nhìn giảng pháp trực tiếp, một bên trả lời vấn đề đi. Nếu quả thật không đáp lại được, liền thử đoán xem đi. Hắn đã hết sức bên cạnh kích bên cạnh đập đập đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, phía trước vấn đề rất nhiều có thể khảo đoán. Vũ Nhu Tử, đáp án là cái gì? Tống Thư Hàng cơ trí kêu lên. Đoán đáp án, dung hợp tỷ lệ đáp án nhiều lắm, nếu có số lẻ, vậy căn bản không có cách nào đoán. Sở dĩ, còn không bằng nhờ người ngoài. Hắn chưa xem xong chuột hamster hào giảng pháp, nhưng Vũ Nhu Tử xem hết, nàng hẳn phải biết đáp án. Nhắc nhở, không cho phép nhờ người ngoài. Ngoại viện bài thi, trực tiếp phán định vì bài thi thất bại, vòng chạy tốc độ gia tốc. Chuột hamster hào nhắc nhở, mặt khác cũng đừng nghĩ đến truyền âm nhập mật, cái này vòng chạy là đặc chế, ngăn cách truyền âm nhập mật loại hình công pháp. Tống Thư Hàng. Đây là đem người hướng tuyệt lộ bức nha. Tống tiền bối ủng hộ. Vũ Nhu Tử khua tay nói, nàng lại đổi cái càng rượu quay chụp góc độ. Lần này thu video có thể cắt nối biên tập một chút, đến lúc đó phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần đi, nhất định rất có ý tứ. Bên cạnh, đậu đậu trong mắt chuyển động, thè lưỡi. Nó nghĩ tới rồi một cái chơi vui ý tưởng. Bất quá, cái này chơi vui ý tưởng muốn thả đến cuối cùng sử dụng. Đồ tốt muốn lưu đến cuối cùng chia sẻ. 7.
3. Tống Thư Hàng đành phải đoán mò nói. Đồng thời, hắn mở ra chuột hamster hào hiển thánh tiếp sóng, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Trả lời sai lầm, chuột hamster hào nói. Sau một khắc, chuột hamster vòng chạy tốc độ tăng lên gấp đôi. Tống Thư Hàng một trận quái khiếu, vội vàng tăng nhanh bản thân chạy tốc độ. Sau lưng, công đức xà mỹ nhân phát ra một trận êm tai tiếng cười, nàng cũng theo đó điều chỉnh bản thân tốc độ bò. Nàng cảm giác chơi rất vui vẻ. Đầu giường, tạo hóa tiên tử gặp công đức xà mỹ nhân chơi vui vẻ như vậy, lập tức bị hấp dẫn. Sau đó nàng cũng hướng phía chuột hamster vòng chạy bay đi, học trước đó công đức xà mỹ nhân động tác, ý đồ từ vòng chạy môn lan can khoảng cách bên trong xuyên thấu đi. Nhưng là, nàng chui vào một nửa thời điểm, bị kẹt lại. Là ý chí quá lớn, kẹp lại rồi. Lão tộc trưởng hiếu kỳ nói. Đậu đậu. Không, là pháp khí khóa chặt đĩa quay đại môn, bởi vì đặt câu hỏi khảo hạch đã bắt đầu, không cho phép có người xâm lấn. Chuột hamster hào trả lời. Tạo hóa tiên tử, a ngốc. Nàng thật không cam lòng. Đặt câu hỏi, vấn đề thứ hai, niệm lực cơ sở phương thức công kích có mấy loại? Chuột hamster hào lần nữa đặt câu hỏi nói. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, vấn đề như vậy vẫn là đơn giản nhất. Có thể đoán mò đi ra, đều đã trải qua tính đơn giản. Chuột hamster hào nói, đừng lãng phí thời gian, đề mục đều là ta chủ định ra. Mà lúc này, Tống Thư Hàng nhìn chuột hamster hào giảng pháp hình ảnh bên trong, chuột hamster hào mới ngưng tụ xong thánh ấn, liền giảng pháp đều không bắt đầu. Ta có bao nhiêu thời gian có thể bài thi? Tống Thư Hàng một bên chạy trước, vừa nói. 30 giây, chuột hamster hào trả lời. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nói, trong lòng của hắn bắt đầu yên lặng đọc giây. Hắn muốn kéo dài thời gian, tận lực kéo tới 30 giây, dạng này có thể nhìn nhiều một hồi chuột hamster hào hiển thánh giảng pháp nội dung, tốt trả lời vấn đề. Nếu như có thể mà nói, tận lực đừng kéo dài thời gian. Chuột hamster hào lại nhắc nhở nói, 50 đạo đề khiêu chiến, ngươi càng nhanh trả lời xong, đến lúc đó khiêu chiến thành công ban thưởng lại càng tốt. Còn có ban thưởng, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Có trừng phạt đương nhiên thì có ban thưởng, bá Tống Hào ngươi cũng là chúng ta người. Chuột hamster hào trả lời. Chính cái này lúc, giảng pháp tiếp sóng bên trong chuột hamster hào chính thức giảng pháp, hắn thật nhanh kể xong khúc nhạc dạo về sau, thẳng vào chủ đề, phổ thông niệm lực phương thức công kích, hết thảy có 7 loại. 7 loại, Tống Thư Hàng kêu lên. Trả lời sai lầm, chuột hamster hào nói. Tống Thư Hàng. Trả lời sai lầm, ta đây không phải án lấy tiêu chuẩn đáp án trả lời à, cái này đều có thể sai. Tâm tính đều muốn nổ tung được không? Trong lúc đang suy tư, nhân tiền hiển thánh giảng pháp trong trạng thái chuột hamster hào rồi nói tiếp, cái này 7 loại niệm lực công kích, quy nạp kỳ thật chỉ có 2 loại cơ sở phương thức công kích niệm lực trực tiếp công kích cùng niệm lực khống vật gián tiếp công kích. 7 loại phổ thông niệm lực phương thức công kích, đều là tại 2 loại trên cơ sở tiến hành kéo dài. Trừ cái đó ra, đặc thù niệm lực phương thức công kích đủ loại, nhưng tổng thể tới nói, có thể quy nạp vì 3 loại cơ sở phương thức công kích. Hết thảy 5 loại cơ sở phương thức công kích, tạo thành niệm lực hệ công kích cơ sở. Chuột hamster vòng chạy bên trong, chuột hamster hào thanh âm vang lên, đây chính là đưa phân đề, người cũng có thể sai. Tống Thư Hàng. Tâm tính triệt để liền nổ tung. Sau một khắc, chuột hamster vòng chạy chuyển động tốc độ, lại tăng lên một cái bậc. Tống Thư Hàng chỉ có không cam lòng tăng tốc bản thân chạy tốc độ. Hi hi ha ha sau lưng, tiên tử tiểu xà eo xoay nhanh chóng, ra rắn tẩu vị, chơi rất hay. Êm tai tiếng cười cùng Tống Thư Hàng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Tạo hóa tiên tử, A Đần. Nàng bị kẹt tại chuột hamster vòng chạy đại môn hàng rào khe hở bên trong, thân thể theo vòng chạy nhanh chóng xoay tròn lấy, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng. Không được, ha 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 uông đậu đậu lăn lộn đầy đất, lúc đầu hắn còn tại cân nhắc, muốn hay không trợ giúp bản thân cẩu hữu Tống Thư Hàng, tỉ như vượt lên trước bài thi cái gì. Kết quả, căn bản không cần hắn xuất thủ tương trợ, cẩu hữu Tống Thư Hàng đã liền sai 2 đề. Tống tiền bối ủng hộ, chỉ có Vũ Nhu Tử, phi thường có lương tâm thay Tống Thư Hàng cổ vũ động viên, sớm điểm đáp xong đề, đổi ta đi lên. Lại là sung sướng hòa bình một ngày a. Xích Tiêu kiếm tiền bối rơi xuống ổ chăn bên trên, tìm cái tầm mắt khoáng đạt vị trí, yên lặng xem kịch. Bên cạnh,
Thông Nương không nhúc nhích, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Thông Nương, tự do, làm sao không vui điểm? Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ nói. Thông Nương, hừm, ta đang tự hỏi hành sinh đại sự. Nói nghe một chút, ta nói thế nào cũng là trường sinh giả thần binh, mặc dù so ra kém ngươi chuôi này cửu tu phượng hoàng đao. Nhưng ta kiếm sinh kinh nghiệm phong phú, có cái gì phiền não cùng ta nói một chút, có lẽ ta có thể cho ngươi muốn một cái biện pháp giải quyết. Xích Tiêu Kiếm nói. Tiền bối, ta nếu là tự do về sau, ta tại trên mạng mua sắm, chơi game nạp tiền, tài nguyên tu luyện, công pháp đan dược, bế quan bí cảnh, động thiên phúc địa, có phải hay không đều muốn bản thân đi làm? Thông Nương hỏi. Xích Tiêu Kiếm. Sở dĩ hành tinh ngươi không muốn tự do sao? Kỳ thật tự do rất quý giá. Xích Tiêu Kiếm nói. Thông Nương, so dưỡng đao thuật còn quý giá sao? Đây là hai chuyện khác nhau, dưỡng đao thuật cùng tự do ta đều có thể đạt được. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Thông Nương nói. Đã như vậy, vậy ta hay dùng phong phú kiếm sinh kinh nghiệm, cho ngươi muốn một cái rượu chiêu đi. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đáng tin nói. Thông Nương lập tức nhãn tình sáng lên, tiếp cận Xích Tiêu Kiếm tiền bối sáng tỏ trên thân kiếm, chiếu rọi ra Thông Nương hơi có chút khô héo hành thân tới. Ngươi có thể cùng Tống Thư Hàng ký kết một cái cùng loại làm công hợp đồng, ngươi thay hắn làm công, hắn trả cho ngươi thù lao. Nhưng ngươi vẫn là tự do thân. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đề nghị, đã muốn đánh công, ngươi biết chút kỹ năng gì? Bóp hành mầm ngoại trừ. Rất nhiều. Thông Nương không tự tin nói. Tuyệt kỹ, nàng chỉ ít nắm giữ lấy hơn 200 loại không tái diễn. Tỷ như, yêu tình ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự. Mặt khác kỳ thật nàng sẽ còn quản lý linh thực, ở phương diện này nàng tựa hồ ngoài ý muốn có thiên phú, đây cũng là thực vật hình yêu tinh ẩn tàng năng lực. Vậy thì dễ làm rồi, đến lúc đó xuất ra người đắc ý kỹ năng, cùng Tống Thư Hàng ký kết một chương hợp đồng, phúc lợi nhất định phải tốt. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Thông Nương yên lặng điểm một cái hành mầm, không hổ là kinh nghiệm phong phú kiếm tiền bối, thời điểm then chốt chính là đặc biệt đáng tin. Một bên khác, Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng, một bên xem chuột hamster tà ma giảng pháp, một bên dựa vào mù mờ bài thi. Chuột hamster hào đã ra khỏi 10 đạo đề, cho tới bây giờ. Tống Thư Hàng một đề đều không có trả lời. Chuột hamster vòng chạy tốc độ đã ra tốc đến 10 cấp, nhanh đến không biên giới. Đậu Đậu đã cười đáp không thở nổi, hắn nằm dạp trên mặt đất, vô lực vỗ sàn nhà. Quá phế đi, Tống Thư Hàng ra hỏa này bài thi hoàn toàn không được a. Thậm chí đến đều không tới phiên hắn vị này cẩu hữu xuất thủ tương trợ, liền đã đạt thành 10 liên sai thành tựu. 7-8 phút sau, chờ chuột hamster hào hỏi thứ 20 để lúc, Tống Thư Hàng tuyệt vọng. Mỗi lần hỏi vấn đề, tổng là so giảng pháp phải nhanh hơn mấy cấp, cho tới bây giờ. Mỗi lần chuột hamster hào đặt câu hỏi, đều là giảng pháp còn không có giảng đến nội dung. Chuột hamster vòng chạy tốc độ đã tăng lên tới 20 cấp, cái tốc độ này cho dù là lục phẩm cảnh giới Tống Thư Hàng, muốn bảo trì tiết tấu cũng có chút không chịu đựng nổi. Tiếp đó, thứ 21 đề, chuột hamster hào thanh âm uy nghiêm vang lên. Có lựa chọn hoặc phán đoán đề sao? Tống Thư Hàng kêu lên, đầu năm nay khảo thí, chỉ ít đều có lựa chọn, nhiều tuyển đề cùng đề A. Chúng ta cũng phải rất thức thời a. Thật đáng tiếc, không có. Chúng ta cửu u thế giới nhưng không có lựa chọn. Chuột hamster hào nói, ta đều đã tận lực đem hỏi trước đơn giản vấn đề, không nghĩ tới ngươi một đề đều đáp không được. Vậy chúng ta thay cái phương thức. Tống Thư Hàng kêu lên, điền kỵ đua ngựa, khó khăn nhất vấn đề hỏi trước, dù sao đáp không được, liền dứt khoát đem những thứ này nan đề từ bỏ rơi. Sau đó, chờ ta xem giảng pháp tiếp sóng tiết tấu đi theo. Lại trả lời đơn giản vấn đề. Ngươi chắc chắn chứ? Chuột hamster hào nhìn về phía mình trong tay gần 300 đạo đề. Xác định, khẳng định, Tống Thư Hàng kêu lên. Thế là, sau 7 phút, 30 đề kết thúc. Tống Thư Hàng vẫn như cũ không thu hoạch được một điểm nào. Chuột hamster vòng chạy tốc độ đã thêm đến để cho người ta tuyệt vọng tốc độ. Tống Thư Hàng cá ướp muối đồng dạng ghé vào ổ quay bên trên. Tùy ý vòng chạy mang theo hắn điên cuồng chuyển động. Tiên tử giống như hắn, thật dài đuôi rắn mở rộng ra đến, dán tại ổ quay bên trên. Thứ 31 đề, chuột hamster hào nói. Mau ra đề đi, Tống Thư Hàng run rẩy nói mặc kệ đáp án là đúng hay sai, đã không quan trọng, nhanh lên đem 50 đạo đề đáp xong,
từ nơi này chuột hamster vòng chạy bên trong đi ra mới là vương đạo. Bốn người đề về sau, bị chuyển tới choáng đầu hoa mắt, dốc hết tâm can muốn thổ tống thư hàng, rốt cục đáp đúng hai đề. Đương 50 đề sau khi kết thúc, tống thư hàng tổng cộng đáp đúng 5 đề. Bài thi kết thúc, chuột hamster hào thanh âm vang lên. Tống thư hàng, uệ không được, muốn nôn, bây giờ có thể thả ta đi ra sao? Hắn sợ nhanh chứng, sợ xoay tròn chứng chỉ sợ lại phải nghiêm trọng. Thật đáng tiếc, ta chủ quyết định hợp cách tiêu chuẩn thấp nhất vì 10, không nghĩ tới ngươi liền 10 đề đều không đạt được. Làm trừng phạt, ngươi chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình từ nơi này vòng chạy bên trong ra ngoài. Chuột hamster tà ma đạo. Tống thư hàng. Nhắc nhở, muốn từ cái này vòng chạy bên trong ra ngoài, ngươi có thể sử dụng niệm lực phương thức. Chuột hamster hào nhắc nhở. Chủ nhân vì bá tống hào có thể sớm điểm học được niệm lực phương thức công kích, nhọc lòng đây. Sự thật chứng minh, càng là tuyệt cảnh thì càng có khả năng bước ra tiềm lực của con người. Chuột hamster hào mình tại chủ nhân dưới sự giúp đỡ, còn tốn nửa ngày thời gian, mới đưa niệm lực tu luyện hoàn thành. Mà tại dưới sự kích thích 45 ngăn chuột hamster vòng chạy tống thư hàng, tốn nửa giờ, liền thành công đem thần trí của mình cùng linh lực theo tỷ lệ phối hợp, tăng thêm bạch tiền bối nghiên cứu ra được chuyển hóa pháp môn, một hơi đem niệm lực ép ra ngoài. Tại niệm lực thúc đẩy sinh trưởng đi ra trong nháy mắt, tống thư hàng cũng cảm giác được mình và cái này chuột hamster vòng chạy kết hợp làm một thể, nói đúng ra, là hắn có được chuột hamster vòng chạy bộ phận quyền khống chế. Hắn có thể dùng niệm lực lựa chọn mở cửa, đóng cửa, đình chỉ cùng 50 cái ngăn vị gia tốc. Ngoài ra còn có một số tương đối phức tạp công năng, tống thư hàng không có tới kịp nhìn kỹ. Đình chỉ, nhanh đình chỉ, tống thư hàng hét lớn. Chuột hamster vòng chạy rốt cục bắt đầu chậm rãi dừng lại. A, ghé vào luân chuyển trên tiên tử nháy nháy mắt, ngừng. A ngốc, A đần, tạo hóa tiên tử không cam lòng kêu lên. Chờ chuột hamster vòng chạy sau khi dừng lại, tống thư hàng nhanh chóng dùng niệm lực đem cửa mở ra, dùng hết lực lượng toàn thân từ chuột hamster vòng chạy bên trong nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ hoàn thành, ta trở về phục ta chủ đi. Mặt khác, cái này chân thực phi luân là ban thưởng, ta chủ nói thứ này đưa ngươi. Chuột hamster hào thanh âm, tại tống thư hàng trong đầu vang lên, như vậy, ta bên này muốn gãy mất liên tuyến, gặp lại. Cái thanh âm này, là tâm linh giao lưu, chỉ có tống thư hàng có thể nghe đến. Tống thư hàng, uệ uệ. Ha 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 ha, tống tiền bối, đến ta. Vũ nhu tử để điện thoại di động xuống, sau đó thật nhanh bò vào đến chân thực cánh quạt bên trong. Nhưng là, ổ quay cũng không có chuyển động, đối diện chuột hamster hào đã cắt đứt quan hệ, không ai đặt câu hỏi. Vũ nhu tử, cái này máy móc bị hư sao? Nhưng nàng còn không có thử a. Nàng đợi cả buổi, thật vất vả tống tiền bối đi ra, đến phiên nàng, liền hỏng. Đổi ta đi thử một chút, đậu đậu chui vào. Vũ nhu tử một mặt thất lạc từ chân thực cánh quạt bên trong chui ra, ngồi xổm tống thư hàng bên người, lại bắt đầu trên mặt đất đâm hang hốc. Tống thư hàng nôn khan nửa ngày, rốt cục cảm giác đã khá nhiều. A, à, thật sự bị hư, gâu, đậu đậu tại chân thực cánh quạt bên trong trái đập phải đập, nhưng không phản ứng chút nào. Bởi vì hắn còn chưa mở ra, tống thư hàng nói, đang khi nói chuyện, hắn niệm lực khẽ động. Ba một tiếng, chân thực phi luân cửa đóng lại. Trò chơi bắt đầu. Mà lần này, đặt câu hỏi người đổi thành tống thư hàng, từ hắn đến điều khiển cái này pháp khí. Bỏ đá xuống giếng đậu nha, ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi hại ta hại ngươi, đem ta khoái hoạt xây dựng ở nỗi thống khổ của ngươi phía trên, đây chính là nhân loại cùng chó ở giữa sắt thép hữu nghị. A, máy móc lại tốt rồi, cái kia đổi ta lên trước a, tống tiền bối. Vũ nhu tử kêu lên, xếp hàng đều muốn trước đến phiên nàng mới là a. Không có việc gì, trước dùng đậu đậu làm thí nghiệm. Tống thư hàng lau mặt, nói. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Thư hàng nha, mở ra bài thi công năng đi. Liên quan tới đem thần thức chuyển hóa làm niệm lực vấn đề, vô luận khó khăn bao nhiêu, ta đều muốn bắt cái mắc điểm cho ngươi xem một chút. Đậu đậu dương dương đắc ý nói. Tống thư hàng, như ngươi mong muốn, đậu đậu. Vòng chạy bắt đầu chuyển động, ban đầu tốc độ cũng không nhanh, dù sao thao túng người đổi thành tống thư hàng, không bạch tiền bối thực lực như vậy. Đậu đậu nhẹ nhõm mở ra bốn chân, tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy chậm. Bài thi bắt đầu, đề thứ nhất,
người yêu nhất người là ai? Tống Thư Hàng thanh âm, từ chuột hamster vòng chạy bên trong truyền ra. Đậu đậu, đây là cái gì cậu thí vấn đề? Ngươi còn có 30 giây thời gian đến trả lời vấn đề này. Tống Thư Hàng thanh âm, vang lên lần nữa. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong tay, tựa hồ có một cái vô hình vật thể hình cầu ngưng tụ, đó là vô hình niệm lực, tại Tống Thư Hàng trong tay hóa thành hình cầu. Vũ Nhu Tử hai mắt càng phát ra sáng lên. Ha ha ha, ta yêu nhất người là ai? Loại vấn đề này, ngươi cho rằng có thể làm khó ta sao? Đậu đậu nhếch miệng lên, lộ ra sinh động như thật tiếu dung, đó là đương nhiên là Sở Sở a, ta trong cuộc đời không hối hận yêu nhất. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn về phía mình bàn tay, đột nhiên, trong tay của hắn nổi lên yếu ớt màu đỏ. Đây là cái gì? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Cái này chuột hamster vòng chạy pháp khí tự thân bổ sung một cái cùng loại độc tâm thuật pháp thuật, là bạch tiền bối kèm theo đi lên. Thông qua pháp thuật này, chúng ta có thể phán đoán đậu đậu có hay không nói thật. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Bài thi phương thức có hai loại, một loại là Tống Thư Hàng thiết tốt đề mục cùng đáp án, ấn tiêu chuẩn đáp án đến xác định đúng sai. Một loại khác chính là thiết một cái đề mục, thông qua bạch tiền bối kèm theo pháp thuật để phán đoán kết quả. Cái kia màu đỏ là chính xác sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Màu đỏ đương nhiên là sai lầm á. Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng. Trả lời sai lầm, chân thực phi luân bên trong truyền ra thanh âm của hắn, sau đó vòng chạy xoay quanh tốc độ tăng lên một cái ngăn. Đậu đậu bốn cái tiểu chân ngắn thật nhanh ra tốc, đuổi theo tiết tấu. Đậu đậu, làm sao có thể, ta thích nhất là Sở Sở, không có khả năng có lỗi. Có lẽ, người ưa thích chính là Hoàng Sơn tiền bối. Một bên Vũ Nhu Tử lên tiếng nói, yêu cũng không đại biểu cho tình yêu, còn đại biểu cho thân tình. Đề thứ hai, đậu đậu ngươi Sở Sở khống là thế nào tới? Đây là tư ẩn, ta cự tuyệt trả lời. Đậu đậu hừ lạnh một tiếng. Trả lời sai lầm, ổ quay tốc độ lần nữa tăng lên. Tốt tiếc nuối, ta đối đậu đậu Sở Sở khống tồn tại vẫn là cảm thấy rất hứng thú, hắn đến cùng là thế nào mắc loại bệnh này? Tống Thư Hàng nói. Ta cũng thế. Vũ Nhu Tử phụ nói, mặt khác lần sau có cơ hội, chúng ta đem đồng quái tiền bối gài bẫy cái này ổ quay bên trong đi. Nói không chừng liền có thể biết đồng quái tiền bối đến cùng là nam hay là nữ. Thứ ba đề, một tương bằng mấy? Ngươi lại muốn lừa ta? Cái này ngạnh ta biết, 11, một đàn dê thêm một đàn dê vẫn là một đàn dê, đúng hay không? Đậu đậu cơ trí nói. Không, kỳ thật đây là nói đưa phân đề, ta chỉ là thí nghiệm một chút. Gom góp 10 cái để mục gia nhập. Đáp án là 2, Tống Thư Hàng trả lời. Đậu đậu, trả lời sai lầm, ổ quay tốc độ lần nữa tăng lên. Đậu đậu tâm tính đều sập. Thứ tư đề, 2. Ngươi lại muốn biến đổi hoa văn lừa ta. Đậu đậu uông uông kêu lên. Không, đón lấy đến đều là góp đủ số đề, bởi vì cái này pháp khí muốn mở ra, đề mục ít nhất phải 10 đạo, nhiều nhất có thể ra 50 đạo, nhưng ta chỉ muốn ra 2 đề. Tống Thư Hàng nói, đậu đậu, nhật ngươi, xem ta hình miệng, nhật ngươi. Thật vất vả, 10 đạo đề kết thúc. Đậu đậu một mặt khó chịu, từ chuột hamster vòng chạy bên trong chui ra. Ngươi còn không bằng trực tiếp để cho ta trả lời thần thức chuyển hóa làm niệm lực vấn đề. Chính ngươi làm đề mục đều là thứ gì quỷ, Hàng Chí. Hắn khinh bỉ nói. Tống Thư Hàng vui a nói, ta chỉ là muốn thí nghiệm cái này pháp khí mấy cái công năng. Thuận tiện hố ngươi một chút. Đậu đậu, ngươi thật đúng là thành thật. Nói lừa ta liền lừa ta, đều không tìm lấy cớ. Đậu đậu cắn răng nói, một hồi ta lại chơi một lần, đừng có lại ra loại này vấn đề kỳ quái. Nếu không ta cắn ngươi, tốt nhất đổi về trước đó ngươi trả lời những vấn đề kia. Tốt tốt tốt, Tống Thư Hàng cười nói, đồng thời hắn từ không gian vòng tay lấy ra một trái loạn linh trái cây, hắn nương chào đại thúc lâu. Chuẩn bị thử một chút có thể hay không biến trở về nguyên lai tuổi trẻ bộ dáng. Bên người, Vũ Nhu Tử chui vào đến chạy chuyển bên trong, dọn xong tư thế, đến ta, đến ta. Tống tiền bối, ta muốn đáp 50 để khiêu chiến. Tống Thư Hàng, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu đi, Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử kêu lên. Vậy ta bắt đầu rồi. Tống Thư Hàng bắt đầu thao túng, đúng rồi, ta trước đem bài thi đổi một chút. Vừa rồi vẫn là đậu đậu vấn đề. Ta trước hoán đổi về liên quan tới thần thức chuyển hóa làm niệm lực vấn đề. Chuột hamster hào cắt đứt quan hệ trước, cái kia 300 cái để số liệu đều lưu lại,
lưu tại chuột hamster chạy bàn bên trong, Tống Thư Hàng có thể tùy ý hoán đổi. Nhưng là, Tống Thư Hàng vừa dứt lời, vòng chạy đã thật nhanh chuyển động. Ngay sau đó, trong đó cái kia Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, bài thi bắt đầu, đề thứ nhất, người yêu nhất người là ai? Tống tiền bối, đề mục của ngươi còn không đổi đây. Vũ Nhu Tử kêu lên, nàng bắt đầu thật nhanh bắt đầu chạy, bắp đùi thon dài di chuyển, đuổi theo vòng chạy chuyển động tốc độ. Tống Thư Hàng, trang bị vừa mới tới tay, rất nhiều công năng chưa quen thuộc. Đừng đổi a, đổi rất không ý tứ. Đậu Đậu vội vàng nói, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, Vũ Nhu Tử. Linh Điệp tiền bối nhân tiền hiển thánh huyền thánh giảng pháp trước đó liền kết thúc, sở dĩ Đậu Đậu không cần lo lắng mình bây giờ lời nói, sẽ bị Linh Điệp tiền bối cảm ứng được, không cần lo lắng bị Linh Điệp tiền bối truy sát. Đậu Đậu cho rằng, đây chính là hắn cùng Tam Lãng ở giữa khác biệt lớn nhất, như thế nào tác mà không tử mới là nó truy cầu. Nhưng là ta muốn khiêu chiến cái kia 50 đạo đề bài thi, cái kia càng có ý tứ. Vũ Nhu Tử trả lời, hai chân của nàng nhanh chóng di chuyển, cùng chuột hamster vòng chạy chuyển động tốc độ bảo trì nhất trí. Tống tiền bối ra đề mới 10 đạo, mà lại chỉ có phía trước 2 đạo là chân chính đề mục, đằng sau 8 đạo đề đều là góp đủ số học sinh tiểu học đề toán dùng Đậu Đậu lời nói tới nói, loại này đề sẽ hàng trí. Ngươi còn có 20 giây, Đậu Đậu nhếch miệng lên, lộ ra tiêu chuẩn chó cười mỹ nhan, thời gian này còn tại không ngừng giảm bớt. Tống tiền bối thay xong đề mục hay chưa? Vũ Nhu Tử hỏi. Lại cho ta một chút thời gian, Tống Thư Hàng trả lời. Không thời gian, vậy ta bắt đầu trước bài thi. Vũ Nhu Tử trả lời, ta nhưng là muốn bảo trì bài thi khiêu chiến, toàn thắng không bại nữ nhân, sao có thể thua ở đề thứ nhất trên. Muốn chính là loại khí thế này, bắt đầu bài thi đi, Vũ Nhu Tử. Trả lời đặc sắc ta có thể vì ngươi thêm điểm. Đậu Đậu lấy điện thoại cầm tay ra, đã sớm tại thu cái này đặc sắc một màn. Ta yêu nhất người, Vũ Nhu Tử một bên chạy trước, một bên nhanh chóng suy tư. Nói đến, Vũ Nhu Tử cũng đến yêu đương tuổi tác. Đậu Đậu thầm nghĩ trong lòng. Vũ Nhu Tử suy nghĩ sâu xa về sau, trả lời, tổng hợp đến xem, ta yêu nhất người, hẳn là cha. Có Đậu Đậu vết xe đổ, cái này yêu nhất người hiển nhiên bao quát tất cả yêu ở bên trong. Thân tình, hữu nghị, tình yêu thậm chí là đối sủng vật yêu thích, đều thuộc về yêu một loại. Đậu Đậu móng vuốt giơ điện thoại, tiếc nuối nói, ách. Câu trả lời này, nằm trong dữ liệu, nhưng thiếu khuyết kinh hỉ, khiến cho chó tiếc nuối. Bất quá cái video này, nếu là ta mang về bán cho Linh Điệp tiền bối nguyện ý ra giá bao nhiêu đâu. Đậu Đậu trong lòng đột nhiên nổi lên một cái ý niệm như vậy. Ý nghĩ này hiển hiện về sau, liền hãm không được xe. Nếu như Linh Điệp tiền bối thu đến cái video này, nói không chừng sẽ mỗi ngày lặp đi lặp lại tuần hoàn phát ra, chí ít có thể nghe tới mấy chục năm cũng sẽ không chán ngấy. Quay đầu ta liền nói chuyện riêng Linh Điệp tiền bối đi. Đậu Đậu thầm nghĩ trong lòng, riêng này cái video, hẳn là liền đáng giá một gian xa hoa động phủ. Có lẽ ta rất có làm ăn thiên phú cũng không nhất định. Thế nào, Tống tiền bối, đáp án của ta chính xác sao? Vũ Nhu Tử kêu lên. Ta xem một chút, Tống Thư Hàng một lần nữa vận chuyển niệm lực, tế ra điều phán đoán kia câu trả lời niệm lực cầu. Bên cạnh, Xích Tiêu Kiếm, Thông Nương, lão tộc trưởng đều ở vào xem kịch hình thức. Quả nhiên, tiên tử tại chạy vòng chạy bên trong, so chó cùng đại nam nhân muốn vui mừng mắt nhiều. Lão tộc trưởng xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ là đơn thuần cảm giác Vũ Nhu Tử đang chạy vòng chạy bên trong hình ảnh, tương đối vui mắt. Mặt khác lão tộc trưởng thẩm mỹ, kỳ thật cùng hiện thế nhân loại có chút khác nhau. Sở dĩ, hắn lại tại trong lòng tăng thêm một câu, đáng tiếc, cô nương này lớn quá trắng. Nếu như lại điểm đen, hình tượng này liền cực kỳ xinh đẹp. Lúc này, Tống Thư Hàng nhìn qua điều phán đoán kia câu trả lời niệm lực cầu. À, cái này đáp án tính là gì? Tống Thư Hàng nhìn qua niệm lực cầu. Lúc này niệm lực cầu đáp án ở vào đỏ lục giao thoa trạng thái, hắn lại đi lật xem pháp khí sách hướng dẫn sử dụng đi. Nơi xa, Đậu Đậu đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn trước gãy mất video thu, sau đó một lần nữa mở cái mới video, phía trên cái video này có thể không cần gia công liền bán Linh Điệp tiền bối một cái giá cao. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, chẳng lẽ Vũ Nhu Tử bài thi thất bại rồi? À, làm sao có thể à? Ta đáp án này đã tổng hợp cân nhắc qua.
Vũ Nhu Tử kêu lên. 30 giây thời gian sớm đã đi qua, bất quá bởi vì Tống Thư Hàng không cách nào phán đoán câu trả lời tính chính xác, chuột hamster vòng chạy còn chưa có bắt đầu gia tốc. Tìm tới phán đoán tiêu chuẩn, loại này đỏ lục giao thoa trạng thái, có hai loại khả năng. Một loại là đáp án còn chưa hoàn chỉnh, Vũ Nhu Tử ngươi chỉ trả lời một nửa. Một loại khác là đáp án có thật nhiều cái, Vũ Nhu Tử trả lời bên trong một cái. Tống Thư Hàng nói, nếu như là có thật nhiều cái câu trả lời chính xác, ta trả lời bên trong một cái, cũng hẳn là qua A. Vũ Nhu Tử nói, Đậu Đậu không phục nói, nhưng vạn nhất là đáp án của ngươi còn chỉ trả lời một nửa đâu. Lại nói, ta trước đó trả lời Sở Sở dựa vào cái gì nói ta là sai lầm tuyển hạng, ta đối Sở Sở một tấm chân tình, đời này không hối hận. Có thể là bởi vì ngươi Sở Sở nhiều lắm, cũng có thể là bởi vì ngươi yêu nhất người là thân tình liệt biểu bên trong Hoàng Sơn tiền bối. Tống Thư Hàng nói. Lại nói, Đậu Đậu chính thức tấn thăng ngũ phẩm về sau, sẽ còn đạt được cái thứ hai hình người trạng thái, cũng chính là ngũ phẩm đại yêu hóa hình. Nhưng nó chưa từng có ở trước mặt mình hóa hình qua. Đậu Đậu người đầu tiên hình hình thức, là tứ phẩm lúc thông qua kỳ ngộ thủ đoạn, sớm lấy được hình người, cùng Tống Thư Hàng rất tương tự. Nó hình thái thứ hai, có phải hay không là cái chó muội tử? Vậy ta lại trả lời một lần sao? Vũ Nhu Tử hỏi, nàng cảm giác vấn đề này biến có ý tứ đi lên, ngoài ý muốn chơi vui. Đậu Đậu, tới, lại đáp một lần. Vũ Nhu Tử bắt đầu trả lời, ta nghĩ đến cái thứ hai đáp án tương đối dài, đầu tiên, thân tình bên trong ta yêu nhất chính là cha Linh Điệp đạo nhân. Lần này, nàng cố ý đem phụ thân đạo hiệu phụ trên bởi vì nếu như là câu trả lời của nàng không hoàn chỉnh, nói không chừng cũng là bởi vì câu trả lời của nàng chỉ trở về cha nguyên nhân. Tiếp lấy Vũ Nhu Tử vừa tiếp tục nói, sau đó, ca sĩ bên trong ta thích nhất là tạo hóa Pháp Vương tiền bối, hắn ca ta thích nhất, ta là hắn trung thực phấn ti. Tống Thư Hàng, tạo hóa tiền bối có thể có Vũ Nhu Tử chết như vậy phen trung thành, tam sinh hữu hạnh nha. Đậu Đậu lập tức cầu khu run lên cầu đàn A, nói lên tạo hóa Pháp Vương tiếng ca, hắn liền nghĩ tới lần trước ngồi ở hàng thứ nhất, nghe tạo hóa Pháp Vương bắt đầu diễn sướng hội hồi ức, đó là hắn khuyển sinh bên trong bất kham nhất quay đầu chuyện cũ một trong, đời này nó đều sẽ không mặc cho người nào buổi hòa nhạc. Sau đó muốn nói nhân cách mị lực, ta thích nhất là Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối duy nhất một lần phi kiếm quá kích thích, song đuôi ngựa Bạch Tiền Bối cũng tốt khả ái. Đáng tiếc. Ta cùng Bạch Tiền Bối đơn độc tiếp xúc thời gian không nhiều, luôn cảm giác phần này yêu ở giữa, còn thiếu một chút đồ vật. Vũ Nhu Tử lại nói. Sách ta còn tưởng rằng Vũ Nhu Tử ngươi lại là ngoại lệ. Đậu Đậu lên tiếng nói. Thiên hạ tất cả mọi người ưa thích Bạch Tiền Bối hệ liệt, vốn cho rằng Vũ Nhu Tử thần kinh giống như Tống Thư Hàng xấu lắm, hai người này rất có thể sẽ ngoại lệ. Không nghĩ tới Vũ Nhu Tử yêu nhất người danh sách lớn bên trong, vẫn có Bạch Tiền Bối một chỗ cắm rùi. Ta tại sao phải đặc thù? Vũ Nhu Tử một bên chạy trước, một bên trả lời. Nhưng đột nhiên, nàng lại có cái suy nghĩ. Chờ một chút, Tống tiền bối. Phía trước đáp án từ bỏ. Vũ Nhu Tử nói, ta yêu nhất người, ta đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Tất cả của nó tên, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, Quái Lệ Lục Đậu Phượng. Đậu Đậu. Cái này ai tên A, cái tên này rất cổ quái. Ai đạo hiệu dài như vậy? Thông Nương hiếu kỳ hỏi. Hẳn không phải là đạo hiệu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng bổ sung, đây không phải một cái người A. Luôn cảm giác có rất nhiều người, đều bị Vũ Nhu Tử điểm danh. Sau đó nhiều người như vậy danh tự, bị dung hợp lại cùng nhau. Đúng, đây không phải tên của một người. Nhưng là, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn cũng là nhân. Dù sao, với ta mà nói. Hắn chính là như vậy tồn tại. Vũ Nhu Tử một bên chạy trước, một bên hì hì cười nói, nó là của ta tâm ma, ta cố ý bồi dưỡng lên tâm ma. Tống Thư Hàng. Ốc đặc. Cái gì? Nuôi thật lâu tâm ma. Nói tóm lại, không sai biệt lắm là ta tiếp xúc đến rất nhiều tiền bối, đạo hữu, thân nhân, sủng vật yêu nhất bộ phận, dung hợp tại cùng một chỗ, hình thành tâm ma. Có cha bộ phận, cũng có tống tiền bối người bộ phận, có bạch tiền bối mị lực. Có tạo hóa tiền bối tiếng ca, có Hoàng Sơn tiền bối phụ trách, còn có đồng quái tiền bối, lệ chi tiên tử, đông phương lục tiên tử, đậu đậu cùng diệt phượng công tử một số đặc điểm. Tạm thời chỉ có nhiều như vậy, dung hợp lại cùng nhau hóa thành tâm ma. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói.
Tống Thư Hàng, cái này có thể xem như tâm ma. Đúng a, là ta tất cả yêu nhất nhân tố dạng dung hợp, có thể nói là ta lớn nhất tâm ma. Nếu như là nó, hẳn là có thể xưng thượng là ta yêu nhất. Vũ Nhu Tử nói, lần trước, nàng độ kiếp thời điểm, một bên độ kiếp một bên tuần hoàn tạo hóa tiền bối Thất Sát Ca. Kết quả lần kia độ kiếp, nàng gặp được tâm ma. Tại độ tâm ma kiếp quá trình bên trong, nàng đem trong trí nhớ mình Thất Sát Ca ký ức đào móc đi ra, bắt đầu chia hưởng cho mình tâm ma nhóm cái kia phiên bản, là tạo hóa pháp vương cùng lệ chi tiên tử 360 độ đại phong xa phối hợp phiên bản, tiếng ca uy lực phi thường khủng bố. Chính là một lần kia, nàng gặp đến bản thân khả ái tâm ma nhóm. Nàng tâm ma kiếp bên trong, tâm ma số lượng rất khả quan, nhưng lại không chỉ là một đầu tâm ma, chỉ ít có mấy chục cái nhiều. Mà tất cả tâm ma, đều tại tạo hóa pháp phương Thất Sát Ca tiếng bên dưới, run lẩy bẩy. Tâm ma nhóm khóc hô hào muốn đầu hàng, lớn tiếng cầu cứu. Mà lại Vũ Nhu Tử cảm giác tâm ma tốt thú vị, rõ ràng là tâm ma, lại còn sẽ kêu tống tiền bối cứu ta cùng ba ba, kiếp sau ta còn muốn là con gái của ngươi loại hình không giải thích được. Tựa hồ mỗi cái tâm ma tính cách, đều có chút khác biệt. Vũ Nhu Tử lúc ấy, liền lưu lại cái tâm. Thiên kiếp kết thúc về sau, nàng còn muốn lấy có biện pháp nào không gặp lại thấy mình khả ái tâm ma nhóm. Về sau, khi nàng linh quỷ bị thiên đế cướp đi về sau, nàng thỉnh thoảng có thể từ linh quỷ nơi đó phản hồi đạt được rất nhiều tri thức cùng tin tức. Ăn lấy những kiến thức này cùng tin tức, Vũ Nhu Tử trong đầu hiển hiện bồi dưỡng một tôn thuộc về mình khả ái tâm ma suy nghĩ. Mà lại, nàng thật sự làm như vậy. Nàng còn làm thành công. Lượng tin tức thật lớn. Tâm ma của ngươi, hiện tại biến mất sao? Tống Thư Hằng hỏi, nếu như không biến mất, cái thiên kiếp này bên trong hẳn là sẽ hóa thành tâm ma kiếp mới đúng chứ? Tại a, ta gọi hắn đi ra. Vũ Nhu Tử nói. Một lát sau, tại Vũ Nhu Tử trong bóng tối, có một đạo đen kịt thân ảnh hiển hiện, hóa hình. Cái bóng kia hóa thành một cái màu đen Vũ Nhu Tử. Nàng sau khi xuất hiện, ngồi quỳ chân tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt, khí chất yêu nhã, các vị tiền bối nhóm tốt, ta là Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng. Vũ Nhu Tử còn tại chuột hamster vòng chạy bên trong bay chạy, cái bóng tâm ma là trực tiếp xuyên thấu qua vòng chạy lan can khoảng cách xuyên ra tới, rơi trên mặt đất. Bởi vì là cái bóng cấu thành, hắn là màu đen nhánh. Dứt lời về sau, tâm ma Vũ Nhu Tử khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp đảo qua ở đây chúng đạo hữu, mặt mỉm cười, an tĩnh ngồi quỳ chân lấy. Đây là một đầu an tĩnh mỹ nữ tử tâm ma. Ai nha, Long Huyết Bộ Lạc lão tộc trưởng lập tức nhãn tình sáng lên. Cái này nhan sắc mới đúng chứ, đen xinh đẹp. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền phù hợp Hắc Long thế giới thẩm mỹ quan. Đáng tiếc, hắn hiện tại đã là cái lão đầu tử. Nếu như hắn có thể tuổi trẻ cái chừng trăm tuổi, nói không chừng sẽ tranh thủ một chút. Vì tình yêu phấn đấu một đợt. Cũng không đúng, mặc dù cái này màu đen tiểu cô nương phù hợp Hắc Long thế giới thẩm mỹ, nhưng cùng Long Huyết Bộ Lạc thẩm mỹ, còn có chút chênh lệch. Tỷ như, cái này màu đen tiểu cô nương không có xinh đẹp long lân, cái này muốn giảm phân không ít, rất là tiếc nuối. Mà lại, cái này màu đen tiểu cô nương là cùng loại phân thân loại hình tồn tại, không phải bản thể. Trên cái thế giới này sự vật, tổng là có đủ loại thiếu hụt. Không có thập toàn thập mỹ chi vật, đây chính là nhân sinh a. Tống Thư Hàng nhìn qua cái này yêu nhã Vũ Nhu Tử tâm ma, trong lòng có thật nhiều muốn nói lời, nhưng cũng sương mắc tại cổ họng lung bên trong căn bản không biết muốn làm sao nói ra miệng. Làm sao lại có dạng này tâm ma? Cái này quá không khoa học, nhưng rất Vũ Nhu Tử. Thật sự chính là tâm ma. Cái này lúc, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lên tiếng xác nhận nói. Ta trước kia tiếp xúc qua ma tông có đại lão bồi dưỡng tâm ma chi lực, cùng Vũ Nhu Tử hiện tại tâm ma khí tức rất tương tự. Đích thật là tâm ma, chỉ cần trải qua tâm ma người, tại nhìn thấy nàng thời điểm liền có thể cảm ứng ra đến, nàng chính là tâm ma không có sai. Đậu đậu cũng khẳng định nói. Thông nương nói, nhưng là cái này tâm ma tính cách cũng quá tốt đi. Dù sao cũng là ta tất cả yêu nhất dung hợp lại cùng nhau kết quả nha. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Hai chân thon dài bước nhanh chóng. Nàng hiện tại tâm tình rất không tệ, đem bản thân tác phẩm hiện ra cho tiền bối cùng đạo hữu, là kiện phi thường vui vẻ sự. Tống Thư Hàng trong tay nắm lấy cái viên kia loạn linh quả, cắn một cái bên dưới hắn cảm giác mình muốn trước ăn một chút gì an ủi một chút. Cắn một cái sau đó,
Tống Thư Hằng cũng cảm giác trạng thái thân thể của mình phát sinh biến hóa. Nguyên bản đại thúc bộ dáng bắt đầu thật nhanh chút bỏ đến, khôi phục tuổi trẻ bộ dáng. Nha, xem ra vận khí của mình không tệ, một trái xuống dưới, liền khôi phục trẻ. Đang lúc Tống Thư Hằng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác mình thân thể bắt đầu rút lại, trong tay áo hai tay hướng trong tay áo thẳng đi. Tống Thư Hằng, không tốt. Thư Hằng ngươi làm cái gì? Đậu Đậu nhìn về phía Tống Thư Hằng. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng thân thể bắt đầu cố định, cuối cùng ổn định tại 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên bộ dáng. Không có việc gì, ăn mai loạn linh trái cây an ủi một chút, một hồi lại ăn mai thử một chút. Tống Thư Hằng dìu lên ống tay áo cùng quần. Cái này lúc, Vũ Nhu Tử kêu lên, Tống tiền bối, đáp án của ta đâu? Lúc này chính xác sao? Kém chút quên nhìn đáp án. Tống Thư Hằng vội vàng cúi đầu nhìn về phía cái kia niệm lực cầu. Tái rồi, niệm lực cầu tái rồi. Theo Tống Thư Hằng xác nhận, chuột hamster vòng chạy bên trong có thanh âm vang lên đáp án chính xác. Hi hi ha ha, ta liền biết chính ta không có sai. Vũ Nhu Tử dương dương đắc ý nói. Đáp án này hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta, nhưng không phải ta muốn đáp án loại hình. Đậu Đậu lần nữa tiếc nuối nói, đáp án này, không cách nào thỏa mãn nó bát quái dục vọng. Cái này lúc, cái kia vòng chạy bên trong thanh âm vang lên lần nữa, đề thứ hai, Đậu Đậu ngươi sở sở khống là thế nào tới? Vũ Nhu Tử, Tống tiền bối, kháng nghị, người đây là đang khó xử ta Vũ Nhu Tử. Ta làm sao biết Đậu Đậu sở sở khống là thế nào tới nhỉ? Đậu Đậu, sở dĩ, tại chuột hamster vòng chạy trên lao nhanh đi, Vũ Nhu Tử. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể trước đem chuột hamster vòng chạy dừng lại, sau đó lựa chọn lần nữa vấn đề, lần nữa mở ra. Tống Thư Hằng nói. Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói, không thể hiện tại đổi đề sao. Ta muốn toàn thắng không bại ghi chép. Chí ít ta hiện tại không có cách nào thao tác, một hồi ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút pháp khí này thao tác phương thức. Tống Thư Hằng nói, dứt lời hắn niệm lực khẽ động, trước đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Tiếp lấy hắn bắt đầu một lần nữa đạo nhập đề hải số liệu. Chuột hamster hào đem bạch tiền bối lưu lại 300 đạo đề, toàn bộ lưu lại. Đạo nhập về sau, Tống Thư Hằng lựa chọn ngẫu nhiên rút đề hình thức. Đợi đã, Vũ Nhu Tử, lần này đổi ta tới. Đậu Đậu ghé vào chuột hamster vòng chạy bên trên, nói, một cái người chơi một vòng. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, một người chơi một vòng. Sở dĩ đến phiên ta. Ta chơi một vòng sau lại đổi lấy ngươi tới. Đậu Đậu nói. Thế nhưng là, một người một vòng, cái kia hẳn là vẫn là ta chơi. Vũ Nhu Tử tay nhỏ từ hàng rào bên trong duỗi ra, sờ lên Đậu Đậu chó đầu, bởi vì Đậu Đậu ngươi là cậu cậu. Đậu Đậu. Vũ Nhu Tử, từ khi gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần về sau, biến hóa của ngươi quá lớn, hoàn toàn không phải lúc trước vừa thêm quần lúc cái kia khả ái Vũ Nhu Tử. Đúng rồi. Vũ Nhu Tử tiên tử ngươi cái tâm ma này, có cái gì công năng sao? Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ hỏi. Cái này tên là Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng tâm ma, từ đầu tới đuôi yên lặng ngồi quỳ chân tại bên cạnh, yêu nhã hào phóng, mặt mỉm cười. Không biết, ta chính là đưa nó bồi dưỡng được đến, có cái gì công năng còn chưa có thử qua. Kỳ thật đây là ta lần thứ nhất đưa nó triệu hoán đi ra cho người khác nhìn. Nếu không chúng ta thử một chút năng lực của nó. Vũ Nhu Tử ôm đầu gối ngồi ở chuột hamster vòng chạy bên trong. Nếu như là tâm ma lời nói, vậy nó hẳn là có được tâm ma các loại năng lực mới đúng. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Đậu Đậu, cái kia ta đi thử một chút, nghe sẽ rất thú vị dáng vẻ. Vẫn là ta tới đi, thiếu niên bộ dáng Tống Thư Hằng đưa tay nói, ta có lời hứa cùng chờ đợi tiên tử hộ thể, tâm ma đối ta ảnh hưởng sẽ xuống đến thấp nhất, nếu như chịu đến tâm ma ảnh hưởng. Cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Mà lại ta cũng đối Vũ Nhu Tử tâm ma năng lực cảm thấy rất hứng thú. Công đức chi quang khắc chế tâm ma lực lượng, ở đây cũng chỉ có hắn thích hợp nhất trở thành vật thí nghiệm. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, cố mà làm nói, vậy được rồi, ta liền đem cái này được thí nghiệm cơ hội giao cho ngươi. Vậy ta tạ ơn Đậu Đậu đi, Tống Thư Hằng cười nói. Vậy liền thử một chút, Vũ Nhu Tử đối với tim của mình ma đạo, Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng. Quái lệ lục đậu phượng, để Tống tiền bối nhìn xem năng lực của ngươi. Có cái gì thủ đoạn, đối Tống tiền bối thi triển nhìn xem.
Tâm ma cái bóng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nàng đứng lên, đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ váy dài. Sau một khắc, khí chất của nàng hoán đổi, từ ưu nhã hào phóng hoán đổi đến vũ mị dụ hoặc. Nàng đi vào thiếu niên Tống Thư Hàng trước mặt, có chút ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng Tống Thư Hàng cân bằng, kiều thanh kiều khí nói, Tống tiền bối. Xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc dụ, thông nương nhìn không được lên tiếng tới. Cái này lúc, tâm ma có chút cúi đầu, hướng phía thiếu niên Tống Thư Hàng bộ mặt hôn tới. A, đợi đã, chuột hamster vòng chạy bên trong vũ nhu tử vội vàng kêu dừng. Mời siêu độ ta đi, Tống tiền bối. Cái này lúc, tâm ma dùng chỉ có Tống Thư Hàng có thể nghe được thanh âm, ôn nhu nói. Nói xong, nàng tiếp tục hướng phía Tống Thư Hàng bộ mặt hôn tới. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng bộ mặt vị trí, công đức xà mỹ nhân đột nhiên toát ra, nàng xẹt tới, một thanh nhận lấy tâm ma hôn. Đậu đậu, Thư Hàng, người nói một màn này ta vỗ xuống đến phát cho linh điệp tiền bối sẽ như thế nào? Người còn có thể hay không vui sướng sống sót? Hắn cảm giác mình thương nhân chi hồn triệt để thức tỉnh, lấy cái video này làm giao dịch, nói không chừng có thể từ Tống Thư Hàng trong tay đổi được một cái kiểu mới nhất trò chơi máy tính. Ta sẽ như thế nào không biết, nhưng ngươi sẽ bị linh điệp tiền bối diệt khẩu, ta khẳng định. Tống Thư Hàng không chút do dự trả lời. Đậu đậu. Tất meo, Tống Thư Hàng nói rất hay có đạo lý. Làm ăn này không có cách nào làm. Cái này lúc, công đức xà mỹ nhân nhẹ nhàng ngửa ra sau, buông ra vũ nhu tử tâm ma, thân là tâm ma, cũng đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước, cẩn thận ta lập tức đem ngươi triệt để xua tan. Lần này nàng không dùng bóp tới lời kịch, mà là dùng chính nàng chân chính thanh âm phát ra tiếng, không biết có phải hay không ảo giác, luôn cảm giác tiên tử thanh âm, lại xốp giòn rất nhiều. Ta không có, tâm ma nhược khí nói. Bất quá đã Tống đồng ý, cái kia cho ngươi một điểm quyền hạn, nhưng muốn tại ta dưới sự theo dõi. Công đức xà mỹ nhân vươn tay ra, bốc lên vũ nhu tử tâm ma cái cằm, ta vẫn là rất ưa thích như ngươi loại này loại hình, đặc biệt ngọt ngào. Đặc biệt là nơi này, công đức xà mỹ nhân ngón tay thon dài mơn trớn tâm ma đôi môi đỏ thắm. Tâm ma cô nương ngượng ngùng nhắm mắt lại. Đậu đậu, tiên tử, tốt sẽ vậy. A a a, buông ra vị này da đen nữ sĩ, để lão phu đến a. Long huyết bộ lạc lão tộc trưởng mặt không biểu tình, nội tâm lại tại bắt cấp kêu to, không đúng. Lão phu đã tuổi đã cao, loại chuyện này đã không thích hợp để ta làm. Rất tiếc nuối. Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói, tiên tử, người hôm nay bỏ được giảng nhiều lời như vậy. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt. A a a a, nàng ngửa đầu một đợt kinh điển Tống thì kêu thảm, bất quá lần này nàng lại đổi phong cách, gào thảm thời điểm không còn chậm rãi ngã xuống giả chết, mà là giống người sói gào thét đồng dạng, bày ra ngửa mặt lên trời tư thế. Rõ ràng là tiếng kêu thảm thiết, lại phát huy ra không giống nhau hiệu quả. Tống Thư Hàng. Xích tiêu kiếm bay đến Tống Thư Hàng bên người, sử dụng kiếm nhọn vỗ vỗ bờ vai của hắn, học tập lấy một chút. Nhưng lời hứa cùng chờ đợi tiên tử loại này vẩy muội thủ pháp, ta không học được a. Tống Thư Hàng cười khổ nói. A, ngươi lại nhưng có thể nghe hiểu ta để ngươi học cái gì. Có tiến bộ a, xích tiêu kiếm kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng, ta vẫn luôn rất hiểu được không, chỉ là có đôi khi da mặt quá mỏng, có một số việc không tốt nói ra. Các ngươi đừng thật sự cho rằng ta ở phương diện này là ngốc tử được không? Đồng thời, Tống Thư Hàng vận chuyển năng lực thiên phú, ngưng tụ ra một đóa bạch liên, đưa về phía đỉnh đầu tiên tử. Tiên tử tiếp nhận bạch liên về sau, thân hình hướng về sau, thối lui đến Tống Thư Hàng sau lưng. Tống tiền bối, mời buông lỏng tinh thần. Cái này lúc, vũ nhu tử tâm ma điệp Tống bạch hóa hoàng. Quái lệ lục đậu phượng một mặt e lệ nói. Bị vẩy không nhẹ. Đáng tiếc nàng là màu đen da thịt, nếu không nói không chừng có thể thấy được nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Tiếp đó, nàng lần nữa tới gần Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng hôn hướng Tống Thư Hàng cái trán liền mặt cũng không dám hôn. Nhẹ nhàng hôn một cái về sau, tâm ma cô nương lui ra phía sau, an tĩnh đứng ở một bên. Có cảm giác gì không? Xích tiêu kiếm tiền bối hiếu kỳ hỏi. Hừm, còn tốt, cảm giác bị vẩy đến, Tống Thư Hàng nói. Xích tiêu kiếm tiền bối, ta không phải hỏi ngươi cái này, ta là hỏi ngươi bị tâm ma năng lực ảnh hưởng đến về sau, có cái gì cảm thụ. Các ngươi những thứ này có huyết nhục chi khu sinh vật chính là phiền phức. Tống Thư Hàng tay trượt đi,
đối Xích Tiêu kiếm tiền bối liên tiếp hai phát dưỡng đao thuật. Thật thoải mái, đừng có ngừng, Xích Tiêu kiếm tiền bối thư sướng nói. Đậu đậu, Tâm Ma cô nương, Thông nương, Vũ nhu tử, Xích Tiêu kiếm tiền bối hảo hảo chơi. Cụ thể trên không có cảm giác gì, người đối với ta dùng kỹ năng gì sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía Tâm Ma cô nương. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, Quái Lệ Lục Đậu Phượng hơi cúi đầu, không dám mắt nhìn thẳng đám người, ta lợi dụng tâm ma lực lượng, dẫn đạo ra Tống tiền bối các loại dục vọng, hắn một số muốn làm mà chuyện không dám làm, muốn nói mà không dám nói sự tình, đều sẽ bị tối đại hóa dẫn đạo đi ra. Tổng kết tới nói, chính là tiến vào muốn làm gì thì làm hình thức, muốn làm cái gì liền làm gì. Vọng Thiên, Dược Hoàn, Tống Thư Hàng nghe được muốn nói mà không dám nói sự, sẽ bị tối đại hóa dẫn đạo đi ra loại khả năng này về sau, cả người cũng không tốt. Ta Tống Mỗ người vốn là nhanh mồm nhanh miệng, liền mặt đều thẳng, hiện tại thuộc tính này còn bị tối đại hóa. Ta còn có thể cứu. Loại ảnh hưởng này sẽ kéo dài bao lâu? Dưới loại trạng thái này, ta phải cẩn thận tránh đi một số đại tiền bối, miễn cho không cẩn thận nói không trải qua đại não suy nghĩ sự tình. Tống Thư Hàng hỏi. Sẽ không thật lâu, Tống tiền bối có công đức chi thân hộ thể, nhiều nhất nửa ngày. Tâm Ma cô nương nói. Nửa ngày sẽ không có vấn đề, đúng rồi. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, Quái Lệ Lục Đậu Phượng, người qua đây, ta đem ngươi siêu độ. Tống Thư Hàng đối Tâm Ma cô nương ngoắc nói. Cô nương này trước đó không phải để hắn đưa nàng siêu độ nha, hiện tại chính là thời điểm. Không muốn Tống tiền bối. Tâm ma của ta như thế manh, tại sao phải siêu độ nàng? Vũ nhu tử kêu lên. Không không, hiện tại không cần. Tâm ma cô nương lắc đầu liên tục. Ngươi thật đúng là kỳ quái. Tống Thư Hàng nói. Cái này lúc, Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, đã dùng Long Lạc quyền hạn, đem Lý Âm Trúc tinh thần trùng kích tối nhược hóa, mỗi lần tinh thần trùng kích khoảng cách thời gian kéo dài đến dài nhất. Tống Thư Hàng trước đó tại giảng pháp không gian bên trong lúc, liền đối Long Lạc tiểu trợ thủ hạ đạt quá mệnh lệnh. Tối nhược hóa tinh thần trùng kích, nàng có thể thuận lợi vượt qua Tống Thư Hàng hỏi. Vấn đề không lớn, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, lên tiếng kêu, tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử đứng dậy, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau, rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt, lóe sáng con mắt nhìn qua hắn. Ngươi có thể hay không tạm thời ký túc đến tiểu âm trúc thể nội, trợ giúp nàng chống cự tinh thần trùng kích. Chính là tại nàng sắp không chịu đựng nổi nữa thời điểm, giúp nàng một chút. Nếu như chính nàng có thể tiếp nhận, cái kia tinh thần trùng kích liền để chính nàng tới. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tinh thần trùng kích mặc dù là giảng pháp thất bại trừng phạt, nhưng cũng là đối Lý Âm Trúc một loại ma luyện. Tạo hóa tiên tử nheo mắt lại, duỗi ra 10 ngón tay. 10 đóa hoa sen, không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử lắc đầu, thon dài hai tay chính diện, dù sao, chính diện, mặt trái. 100 đóa, Tống Thư Hàng hỏi. Tạo hóa tiên tử hơi suy nghĩ một chút, dùng sức gật đầu, Tống, Đần, tốt. Nàng lúc đầu chỉ là muốn 50 đóa hoa sen, đã Tống Thư Hàng hào phóng như vậy, nàng đương nhiên nguyện ý. Sở dĩ Tống ngốc. Vậy liền một lời đã định, Tống Thư Hàng nói. Tạo hóa tiên tử đứng dậy, lôi kéo bản thân mép váy, đối đại gia ra dáng đi cái thục nữ lễ. Sau đó, nàng thân hình lướt lên, hướng tiểu âm trúc ngủ đông vị trí lao đi. Hừm, nữ nhân phải bắt được nam nhân, phải bắt ở hắn dạ dày. Việc này trái lại cũng có không sai biệt lắm hiệu quả. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tiên tử, ta ngu xuẩn ca ca nha đến từ Cửu Châu Nhất Hào Quần, Điền Điềm phó đảo chủ Thanh Âm. Xích Tiêu kiếm, ngu xuẩn Tống Thư Hàng, bắt lấy nữ nhân dạ dày, người nhiều nhất trở thành nhà nàng đầu bếp. Tống Thư Hàng tay lại trượt đi, một phát dưỡng đao thuật rơi trên người Xích Tiêu kiếm. Lại đến một phát, Xích Tiêu kiếm nói. Tống Thư Hàng hôm nay đặc biệt hào phóng, lại bổ đưa một phát. Thông nương. Đột nhiên cảm giác đáng tin Xích Tiêu kiếm tiền bối, cũng có chút không đáng tin. Đúng rồi, Tống tiền bối. Người có muốn hay không cũng nuôi một đầu tâm ma chơi đùa. Vũ nhu tử ôm đầu gối ngồi ở chuột hamster vòng chạy bên trong, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ nhu tử tâm ma cô nương, nếu như ta tâm ma có thể biết điều như vậy, cũng có thể thử một chút. Nhưng ta sợ vạn nhất nuôi ra cái không bị khống chế tâm ma, sẽ rất phiền phức.
Lại nói, trước đó chơi quá hai, không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn thấy bị nuôi dưỡng ở trong lồng vũ nhu tử, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Đưa qua một hồi ta trước giáo tiền bối ngươi dưỡng tâm ma, nhìn xem có thể nuôi ra cái gì tới. Nếu có uy hiếp, liền sớm điểm xử lý sạch. Nhu Thuận lời nói liền giữ lại nuôi lớn. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, ý kiến hay. Mặt khác, ta cũng muốn lại nuôi một đầu cái khác tính cách tâm ma. Vũ Nhu Tử lại bổ sung. Tống Thư Hàng, tâm ma còn có thể dưỡng tốt mấy con. Không ai quy định một cái người chỉ có một loại tâm ma đi. Vũ Nhu Tử nói, ta lần trước độ 3 tấn tứ phẩm thiên kiếp lúc, liền thấy bản thân có mấy chục cái khác biệt tâm ma. Ta nghĩ đưa các nàng toàn nuôi đi ra. Tống Thư Hàng. Hắn lại nhìn phía Yên Tĩnh yêu nhã đứng ở một bên Vũ Nhu Tử tâm ma, luôn cảm giác loại này tính cách khác nhau tâm ma thiết lập, nhìn rất quen mắt. Hắn tựa hồ tại nơi nào thấy qua tương tự thiết lập. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên tiếng nói. Bạch tiền bối đi ra rồi. Vũ Nhu Tử hỏi. Không, ta nói là, nếu như Vũ Nhu Tử ngươi đem tất cả tâm ma nuôi đi ra, cảm giác tự cùng Bạch tiền bối thiên phú phân thân đồng dạng. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối phân thân, cũng là tính cách khác nhau, cùng bản thể tính cách khác biệt cực lớn. Mà lại, sẽ còn hố bản thể. Mỗi lần triệu hoán đi ra phân thân, tính cách đều không mang theo tái diễn. Hi hi ha ha. Nếu là tâm ma của ta có thể nuôi dưỡng thành bạch tiền bối loại kia phân thân ngược lại là rất thú vị. Vũ Nhu Tử nói, sau đó nàng đứng lên, Tống tiền bối, ta nghỉ ngơi tốt, ngươi đem đề mục đạo vào sao. Ta muốn bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. 300 đạo đề, ngẫu nhiên rút đề, không có vấn đề a. Tống Thư Hàng xác nhận nói. Hoàn toàn không có vấn đề, nhìn ta trùng kích mắc điểm. Vũ Nhu Tử khua tay nói. Thế là... Tống Thư Hàng một lần nữa mở ra chuột hamster vòng chạy. Mỹ Mỹ Vũ Nhu Tử cô nương, lại tại lồng bên trong bắt đầu chạy. Bài thi bắt đầu, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Hình tượng này tuyệt đối không thể để cho Linh Điệp tiền bối nhìn thấy, nếu không khẳng định là máu chảy thành sông chi dạ. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. Đậu đậu. Tại Vũ Nhu Tử vui vẻ chơi đùa thời điểm, Tống Thư Hàng đang trầm tư. Hắn cảm giác hôm nay đầu óc của mình đặc biệt rõ ràng, có rất nhiều muốn làm sự tình, phù hiện ở hắn trong đầu. Tỷ như, hắn đột nhiên cảm giác Long Lạc tiểu trợ thủ thật là một cái trợ thủ tốt. Có biện pháp nào không, đưa nó lấy tới bản thân hạch tâm thế giới, để nó thay bản thân quản lý hạch tâm thế giới. Tống, đột nhiên muốn đào hắc Long thế giới chân tường, Thư Hàng. Long Lạc tiểu trợ thủ thật sự rất tuyệt. Dù cho Long Lạc ý chí cô na nữ sĩ lâm vào ngủ say trạng thái, hắn vẫn như cũ có thể đem cả cái hắc long thế giới quản lý ngay ngắn rõ ràng. Tống Thư Hàng cái này nhân viên quản lý hầu như không cần bận bịu cái gì, chỉ cần tại một số sự kiện lớn trên làm quyết định là đủ. Nhưng là, Long Lạc tiểu trợ thủ chỉ có 20 ngày kỳ hạn, vượt qua về sau hắn hẳn là liền sẽ bị Long Lạc thu về. Vậy có thể hay không thừa dịp bản thân còn có được hắc long thế giới quyền hạn cơ hội? Đem Long Lạc tiểu trợ thủ cấy ghép đến bản thân hạch tâm thế giới, để nó thay mình quản lý hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng hiện tại hạch tâm thế giới, có chút loạn. Có viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có hạch tâm thế giới bản thân mọc ra diện tích, có hoạt tuyền, còn có lần trước cùng bạch tiền bối cùng một chỗ, đem mặt đất đều cắt qua đến, chỉnh thể cấy ghép tiến vào bí cảnh tử vong xâm lâm. Những vật này Tống Thư Hàng đều không có hảo hảo quy hoạch qua. Dù sao có bao nhiêu liền toàn nhét vào hạch tâm thế giới bên trong. Sở dĩ dẫn đến chỉnh thể trên rất loạn. Trừ cái đó ra, các loại linh thực, linh thú, vô hình kiếm cổ, còn có một đống lớn bảo vật, tất cả đều loạn thất bát tao nhét vào hạch tâm thế giới bên trong. Long Lạc tiểu trợ thủ, ta có thể tại ngày cuối cùng, đem ngươi cấy ghép đến ta hạch tâm thế giới bên trong đi không? Tống Thư Hàng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ, quyền hạn không đủ. Vậy có hay không những biện pháp khác, có thể vượt qua quyền hạn, đạt tới tương tự hiệu quả? Tống Thư Hàng hỏi. Có thể là chịu đến tâm ma cô nương năng lực ảnh hưởng, hắn cảm giác mình nội tâm dục vọng tựa hồ thật sự bành trướng, có rất nhiều muốn đồ vật, hắn đều muốn làm đến. Long Lạc tiểu trợ thủ lắc đầu, không có tìm thấy được có thể thay thế phương án. Tống Thư Hàng xoa cằm, bắt đầu suy tư. Đúng lúc này, thông nương đột nhiên lên tiếng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ đến cùng là một loại như thế nào tồn tại? Là một loại thiết lập tốt năng lượng chương trình, vẫn là Long Lạc phân thân.
hẳn là Long Lạc thiết lập tốt một loại trợ thủ trình độ, tăng thêm năng lượng hóa, cụ hiện hóa sản phẩm đi. Tống Thư Hàng trả lời. Như vậy, có thể hay không đưa nó copy một phần? Đã Long Lạc tiểu trợ thủ bản thể, không cách nào mang đi ra ngoài, cái kia phục chế một cái cùng loại công năng Long Lạc tiểu trợ thủ, sau đó đưa nó đóng gói mang đi, dạng này liền không có vấn đề a. Tựa như ta lợi dụng trò chơi bác soát ngũ tinh thẻ tím đồng dạng. Thông Nương trả lời. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Long Lạc tiểu trợ thủ, có thể thực hiện sao? Lợi dụng ta siêu cấp nhân viên quản lý quyền hạn, lại phục chế một cái Long Lạc tiểu trợ thủ đi ra. Long Lạc tiểu trợ thủ bắt đầu trầm mặc, bắt đầu nếm thử chấp hành Tống Thư Hàng mệnh lệnh, khảo thí có thể thành công hay không chấp hành. Một lát sau, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, đã kiểm tra xong, có thể phục chế một cái Long Lạc tiểu trợ thủ, nhưng trọng yếu nhất pháp tắc chương trình không cách nào phục chế. Tương đương với yếu hóa bản. Yếu hóa bản, có thể thay thế ta quản lý một cái tiểu thế giới không? Xung làm quản gia công năng. Tống Thư Hàng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ, hoàn toàn không có vấn đề. Phải chăng phục chế Long Lạc tiểu trợ thủ? Có, hay không? Đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là lựa chọn có rồi. Tống Thư Hàng nói. Mặt khác, đem Long Lạc tiểu trợ thủ danh tự thiết lập thành hạch tâm tiểu trợ thủ. Dù sao muốn đem Long Lạc tiểu trợ thủ chuyển rời đến hạch tâm thế giới, lại gọi Long Lạc tiểu trợ thủ liền lộ vẻ không thích hợp. Xác định thi hành mệnh lệnh, Long Lạc tiểu trợ thủ bình tĩnh nói. Tạ ơn, Tống Thư Hàng quay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thông Nương. Thư Hàng, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện, Thông Nương thuận thế nói. Tống Thư Hàng, chúng ta ký kết một chương làm công hợp đồng thế nào? Thông Nương nói. Tống Thư Hàng, làm công hợp đồng. Thông Nương, đúng, ta làm việc cho ngươi, ngươi trả cho ta phúc lợi. Tựa như lấy trước kia cung cấp ta tài nguyên tu luyện, cung cấp ta tiền trò chơi. Ta vì ngươi làm công làm việc. Tống Thư Hàng, nếu như vậy, ngốc hành ngươi cùng trước kia khác nhau ở chỗ nào? Có thêm một cái trên danh nghĩa tự do sao? Không được sao, Thông Nương có chút khẩn trương nói. Không, đương nhiên không có vấn đề, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Lúc đó tại thiên kiếp không thể gặp cái chết chi kiếp bên trong, Thông Nương dùng hành mầm đem tất cả mọi người bao khỏa. Tống Thư Hàng lúc ấy sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bên người một chỗ hành mầm, trong lòng liền hiểu được. Mặc dù không có nói ra, nhưng hắn trong lòng có thể cảm động. Kỳ thật, Thông Nương giống như kiểu trước đây ở bên cạnh hắn, với hắn mà nói cũng hoàn toàn không áp lực. Đã ngươi muốn lưu tại bên cạnh ta, như vậy chúng ta cũng phải cấp bản thân định một cái tiểu mục tiêu. Tống Thư Hàng đối Thông Nương nói, tuyệt đối không thể lãng phí ngươi thiên đạo cấp thiên phú, tiếp đó, chúng ta muốn càng thêm cố gắng tu hành mới là. Thông Nương thế nhưng là thông qua được không thể gặp cái chết đại kiếp tồn tại, thiên phú của nàng, tiềm lực của nàng, tư chất của nàng đều chiếm được thiên kiếp chính thức xác minh. Lần sau gặp gỡ Xích Tiêu Tử đạo trưởng lúc, ta muốn để hắn nhìn thấy một cái cường đại Thông Nương. Tống Thư Hàng nói, Thông Nương, Long Lạc tiểu trợ thủ, phục chế hoàn tất. Phải chăng đem hạch tâm tiểu trợ thủ cụ hiện hóa đi ra? Xác định, Tống Thư Hàng nói. Long Lạc tiểu trợ thủ duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ. 3. Sau một khắc, có một con thu nhỏ hình Long Lạc tiểu trợ thủ xuất hiện. Đồng dạng là da đen côn na nữ sĩ bộ dáng, bất quá chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ. Sáng sớm tốt lành, hạch tâm tiểu trợ thủ hướng nhân viên quản lý Bá Long Vân An. Hạch tâm tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra. Hạch tâm tiểu trợ thủ nhẹ nhàng rơi xuống Tống Thư Hàng lòng bàn tay, nàng nhấc nhấc váy dài, đối Tống Thư Hàng đi cái thục nữ lễ. Loại này lớn nhỏ, liền tiện tay xử lý nhân ngẫu không xê xích bao nhiêu. Thông Nương nói. Đậu đậu, nếu như là figure nhân ngẫu, ta có một cái rất ngạc nhiên địa phương ngươi hạch tâm tiểu trợ thủ có mặc quần sao? Có, đậu đậu tiên sinh. Hạch tâm tiểu trợ thủ xoay người lại. Nghiêm túc trả lời đậu đậu vấn đề. Thông Nương. Loại này quấy rầy vấn đề, lần sau ngươi có thể cự tuyệt trả lời. Tống Thư Hàng nói, tiếp đó, ta muốn đem ngươi đưa vào đến ta hạch tâm thế giới, sau đó ta sẽ cho ngươi quản lý hạch tâm thế giới quyền hạn, ngươi có thể đối ta hạch tâm thế giới tiến hành quy hoạch cùng điều chỉnh. Ta trước tiên có thể thử một chút, hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không có Long Lạc loại vật này. Sở dĩ hắn cũng không xác định mình có thể không thể giống Long Lạc tiểu trợ thủ như thế, đem chọn cái Hắc Long thế giới quản lý tốt.
hạch tâm tiểu trợ thủ bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng thử nghiệm đem hạch tâm thế giới bộ phận quyền hạn quản lý, đối hạch tâm tiểu trợ thủ mở ra. Để nó có thể đối hạch tâm thế giới đại bộ phận khu vực tiến hành phân chia, di động. Mở ra quyền hạn quá trình cũng không khó khăn, hạch tâm thế giới tại không túng tình huống bên dưới, có thể hoàn mỹ chấp hành Tống Thư Hàng mệnh lệnh. Hạch tâm tiểu trợ thủ tiến vào hạch tâm thế giới về sau, cũng không có lập tức hành động. Hắn lơ lửng ở hạch tâm thế giới không trung, trước quan sát Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới chỉnh thể hệ thống. Đồng thời, hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu hiển hiện, có hoa sen sợi dễ hiển hiện, cùng hạch tâm tiểu trợ thủ tiến hành tiếp xúc. Song phương hoàn thành tiếp xúc về sau, hạch tâm tiểu trợ thủ phát sinh dị biến. Vốn là da đen hắn bắt đầu phai màu, màu đen kịt rút đi, chuyển thành trắng noãn. Phía sau long dực biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đóa nở rộ bạch liên. Hoa sen nâng thân thể của nó. Đây là hạch tâm tiểu trợ thủ cùng hạch tâm thế giới hoàn thành trình độ nhất định kết hợp. Hoạt tuyền khu vực làm hạch tâm, thiên đình linh tuyền vì phụ thuộc. Sau đó là linh thực khu vực, phiến khu vực này có thể cùng tam thập tam thú thần bộ nhà vệ sinh, linh thú khu vực cộng đồng tính vào đến một cái khu vực. Hạch tâm tiểu trợ thủ thấp giọng nói. Hắn bắt đầu quy hoạch lên Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới cách cục. Mặt khác, linh thực số lượng quá mức thưa thớt, đẳng cấp hơi thấp. Linh thú số lượng đồng dạng không đủ. Thiên đình linh tuyền có thể dẫn đạo đi ra, tại hạch tâm thế giới giữa đất trống, bố trí ra hồ nước. Có thể ở bên trong gửi nuôi sống dưới nước linh thú hoặc đặc thù thú loại. Tử vong xâm lâm có thể tiến một bước cường hóa. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có thể theo hạch tâm thế giới hoạt tuyền làm trung tâm bắt đầu bố trí triển khai. Hạch tâm thế giới chủ thể diện tích vẫn như cũ không đủ, cần mau chóng mở rộng bản thân diện tích, có nhiều hơn có thể lợi dụng diện tích mới có thể chấp hành càng nhiều phương án. Mặc dù trực tiếp đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển vào đến, có thể mở rộng hạch tâm thế giới diện trình. Nhưng là đông chi điện, công đức điện loại hình mảnh vỡ, đều là thành hình kiến trúc. Trừ phi đưa chúng nó san bằng, nếu không chỉ có thể theo nguyên bản tác dụng đến lợi dụng. Mặt khác, chúng ta cần một ít nhân viên, quản lý linh thú, linh thực cùng hoạt tuyền. Những thứ này quản lý nhân viên không cần quá nhiều trí tuệ. Một cái đại thể khung kết cấu, phù hiện ở hạch tâm tiểu trợ thủ não hải. Sau đó, hắn bắt đầu cùng Tống Thư Hàng cùng Long Lạc tiểu trợ thủ tiến hành câu thông. Linh thực không đủ, linh thú không đủ, những thứ này đều không phải là vấn đề. Bởi vì Tống Thư Hàng bây giờ có được lấy Hắc Long thế giới quyền hạn quản lý. Hắc Long thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng lại không nhỏ. Mà tại Hắc Long thế giới bên trong, có được không ít hoang dại linh thực, còn có một số giá trị rất cao, tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn ma thú. Hạch tâm tiểu trợ thủ ý tứ chính là để Tống Thư Hàng thông qua Long Lạc, tại không sẽ ảnh hưởng Hắc Long thế giới vận chuyển điều kiện tiên quyết, chuyển di một nhóm giá trị tương đối cao linh thực cùng ma thú tiến đến. Diệu A, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn cứ làm như vậy. Thông qua Long Lạc tiểu trợ thủ, hắn có thể lợi dụng ở khắp mọi nơi Long Lạc, tìm thấy được một số chân quý linh thực, cùng một số dịu dàng ngoan ngoãn thích hợp bồi dưỡng ma thú. Xác định tọa độ về sau, lại tiến về đưa chúng nó bắt tới, cấy ghép đến bản thân hạch tâm thế giới bên trong. Đây mới là quyền hạn chân chính cách dùng. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, như thế nào làm một nhóm đáng tin nhân viên, quản lý linh thú cùng linh thực. Tống Thư Hàng suy tư. Lúc đầu hắn chuẩn bị hợp lý lợi dụng đệ tử của mình, làm cho các nàng đến quản lý linh thực cùng linh thú. Nhưng án lấy hạch tâm tiểu trợ thủ khổng lồ kế hoạch, đến lúc đó linh thực diện tích cùng linh thú số lượng sẽ rất khổng lồ, đệ tử của mình căn bản chiếu cố không tới. Vũ Nhu Tử, các ngươi Linh Điệp đảo có dược điền cùng linh thú viên loại hình địa phương sao? Linh Điệp tiền bối là thế nào xử lý nhân viên vấn đề? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vũ Nhu Tử, chúng ta Linh Điệp đảo có rất nhiều yêu điệp, hóa hình về sau đều xem như cha đệ tử, các nàng sẽ quản lý trên đảo đồ vật. Có chút công việc, không hóa hình yêu điệp cũng có thể làm. Mặt khác, cha còn có rất nhiều phổ thông đệ tử. A, không tốt, ta đang trả lời vấn đề A. Bài thi thất bại, vòng chạy tốc độ thêm ngăn, cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên. Vũ Nhu Tử là trả lời vấn đề đến một nửa lúc, lại quay đầu trả lời Tống Thư Hàng vấn đề, cứ như vậy bài thi liền thất bại. Tống tiền bối, đều là ngươi sai. Vũ Nhu Tử lệ rơi đầy mặt, đặc biệt ủy khuất. Thật xin lỗi,
là lỗi của ta. Tống Thư Hàng thành khẩn nhận lầm, đồng thời hắn khống chế không nổi hai tay của mình, lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra, đem ủy khuất Vũ Nhu Tử bộ dáng khả ái vỗ xuống. Vũ Nhu Tử tăng nhanh chạy tốc độ, đồng thời nàng hai mắt trừng mắt Tống Thư Hàng, đặc biệt u oán, lần thứ hai a, Tống tiền bối. Chúng ta muốn không còn là bạn a. Lúc này ngươi không an ủi ta, còn đập ta bị trò mèo ảnh chụp. Đợi đã, Vũ Nhu Tử, kỳ thật ta cũng không muốn đập. Không đúng, phải nói mặc dù trong lòng ta rất muốn đập, nhưng ta rất muốn khắc chế bản thân không muốn đập. Nhưng tay của ta dục dịch, làm sao cũng không nhịn được. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Trước đó hắn khắc chế không được bản thân, vỗ xuống thất lạc Vũ Nhu Tử. Sau đó hắn liền để ý, lần này nhìn thấy ủy khuất Vũ Nhu Tử lúc, đang chuẩn bị cố nén chụp ảnh dục vọng. Nhưng khống chế không nổi, tìm đường chết hai tay động so đầu óc nhanh hơn. Có thể là tâm ma ảnh hưởng nguyên nhân, Xích Tiêu Kiếm Tiền bối nhắc nhở. Thật là có khả năng, Tống Thư Hàng nói, thừa cơ lại nhiều chụp mấy bức chiếu. Tâm ma ảnh hưởng sao? Vũ Nhu Tử một bên chạy trước, một bên suy tư một lát, nói, tốt a, tha thứ ngươi, Tống tiền bối. Tạ tạ Vũ Nhu Tử tiên tử đại nhân có đại lượng. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên. Hi hi ha ha, Vũ Nhu Tử cười, lần nữa tiến vào bài thi khâu. Đậu đậu, sau đó, Tống Thư Hàng có phải hay không liền có thể bởi vì thụ tâm ma ảnh hưởng lấy cớ này, phóng túng bản thân. Vào chỗ chết tác. Làm sao có thể, Tống Thư Hàng thu hồi điện thoại, nghiêm túc nói, ta đối như thế nào khống chế tam lãng bệnh phát tác, vẫn có một chút kinh nghiệm. Mà lại, ta cũng thành công qua mấy lần. Đậu đậu lộ ra cái nụ cười giễu cợt, sau đó xoay người lại đậu đậu không muốn nói chuyện cùng ngươi, cũng đem cái mông đối hướng về phía ngươi. Trở về chính đề, Tống Thư Hàng nói, các ngươi nói, ta muốn từ chỗ nào tìm một đám đáng tín nhiệm thành viên, đến trồng thực linh thực cùng bồi dưỡng linh thú. Từ Hắc Long thế giới ngoặt một nhóm người tới, Xích Tiêu Kiếm Tiền bối đề nghị, trên thực tế, ngươi cứu được Long Huyết Phân Bộ Lạc, nếu như ngươi nói muốn tìm một nhóm tùy tùng, Long Huyết Phân Bộ Lạc hẳn là có người nguyện ý đi theo ngươi. Xích Tiêu Kiếm Tiền bối, là dùng tiếng Hoa giảng, hắn sẽ không Hắc Long thế giới ngôn ngữ. Cái này coi như xong, tính chất quá ác liệt, lừa gạt nhân khẩu cũng không phải chuyện tốt. Tống Thư Hàng lắc đầu nói. Mà lại, lão tộc trưởng chính một mặt mộng ép ngồi ở cách đó không xa, tựa hồ tại trầm tư cái gì đây? Nếu không Tống tiền bối cũng giống ta cha như thế, đi tìm một số tay chân chịu khó tiểu yêu tới, bồi dưỡng bọn chúng. Vũ Nhu Tử một bên chạy trước, vừa nói. Mái tóc dài của nàng theo chạy, không ngừng tung bay lấy. Rất là đẹp mắt lần này nàng là trả lời trước xong đề mục về sau, thừa dịp thời gian ở không cùng Tống Thư Hàng giao lưu. Hoặc là ngươi có thể học Tuyết Lang động chủ, cùng nàng dâu sinh một đám sói con, những thứ này sói con từng cái cũng có thể làm vô cùng. Đậu đậu xoay người nói. Tống Thư Hàng nói, chờ ta sinh ra một đám oát con, ta hạch tâm thế giới bên trong linh thực đều nguội. Tìm linh thú bồi dưỡng cũng giống vậy, thời gian quá dài. A. Chẳng lẽ Tống tiền bối tìm tới nguyện ý vì ngươi sinh tiểu Tống Thư Hàng người? Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi. Còn không có đâu, Tống Thư Hàng trả lời trong lòng của hắn có chút ý nghĩ, nhưng còn chưa kịp tới áp dụng. Hắn chuẩn bị chờ ra Hắc Long thế giới, liền thử một chút. Mặc kệ kết cục là thành công hay là thất bại, hắn dù sao cũng phải thử một chút. Lần này quần thể thiên kiếp cho Tống Thư Hàng tâm cảnh, mang đến một số biến hóa. Đám kia trong kia a nhiều tiên tử tiền bối, người ưa thích cái nào kiểu dáng. Nếu có cần, ta có thể trợ tiền bối người một chút sức lực nha. Kỳ thật ta cùng quần bên trong tiên tử môn quan hệ đều rất tốt, chúng ta có rất nhiều bí mật chủ đề, không chỗ nào không nói chuyện. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng tỏ, phát hiện chuyện đùa. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới trả lời, vừa trên đậu đậu thở dài, Vũ Nhu Tử, người tốt xấu cũng là một vị tiên tử. Mà lại cùng quần bên trong các tiền bối so ra, tuổi của ngươi cùng Thư Hàng không phải càng gần gũi sao? Vũ Nhu Tử tựa hồ đột nhiên phát hiện rất kinh ngạc sự tình, nàng chạy bước chân dừng lại. Sau một khắc, nàng cả người bị cuốn vào chuột hamster vòng chạy bên trong, ghé vào vòng chạy bên trên, bị thật nhanh xoay tròn. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, ngươi không sao chứ? Nếu không, ta trước đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Đừng ngừng. Tống tiền bối trước đừng ngừng bên dưới, để cho ta chơi trước một hồi. Vũ Nhu Tử ghé vào chuột hamster vòng chạy bên trong,
bị từng vòng xoay tròn lấy, nàng đột nhiên cảm giác cái này chơi rất vui, không muốn dừng lại. Tống Thư Hàng lại nói, ta một mực tống tiền bối kêu, tại trong lòng của ta, tống tiền bối giống như là ta cha cái kia bối phận, ta lại nhưng chưa từng nghĩ tới mình và tống tiền bối niên đại tới gần sự. Vũ Nhu Tử ghé vào chuột hamster vòng chạy bên trong, chân thành nói. Sở dĩ, trên thực tế cho đến nay, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Tống Thư Hàng cùng mình loại khả năng này. Tâm Ma cô nương khóe miệng co giật. Tại hạ bá Tống, tuổi tác 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nếu như ta có đắc tội địa phương, các ngươi tới đánh ta a. Công đức xà Mỹ nhân thức thời đoạt một đợt lời kịch tạo hóa tiên tử không ở, nàng đoạt lời kịch một điểm áp lực đều không có, đột nhiên cảm giác vui vẻ cảm giác thấp xuống không ít. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, nói thật, Vũ Nhu Tử ngươi lại tống tiền bối tiếp tục gọi, tiếp qua mấy năm sau, ta cũng sẽ đem ngươi coi thành nữ nhi bối. Nếu không thừa dịp hiện tại, ngươi đổi cái khẩu. Không thay đổi, tống tiền bối kêu thuận miệng, mà lại ta hiện tại đột nhiên sửa lại, hai người chúng ta ngược lại sẽ cảm giác rất xấu hổ. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, chờ ngày nào ta thật sự muốn thay đổi lúc, lại đổi không muộn. Tống Thư Hàng, có đạo lý. Bất quá tống tiền bối, cùng người khác kết làm đạo lữ sự tình, ta chưa bao giờ từng nghĩ, ta luôn cảm giác đây là rất lâu về sau sự tình. Vũ Nhu Tử suy tư nói, ta còn có rất nhiều ý nghĩ không đi hoàn thành, có rất nhiều sự tình muốn đi nếm thử, có rất nhiều chơi vui kích thích sự tình muốn đi tiếp xúc. Ta trong thời gian ngắn, sẽ không có muốn một cái đạo lữ ý nghĩ. Tống tiền bối người rất vội vã muốn Tiểu Thư Hàng sao. Vũ Nhu Tử cái đầu nhỏ bên trong, cho tới bây giờ, chưa bao giờ từng nghĩ cùng yêu đương có liên quan sự. Tại nàng cho rằng bên trong, yêu đương là cực kỳ lâu chuyện sau này, có lẽ là mấy chục năm sau, thậm chí có thể sẽ là càng lâu về sau. Trên thực tế không chỉ có là Vũ Nhu Tử, có không ít thực lực cường đại tu sĩ đều là như thế. Dài rằng giặc thọ nguyên, để tu sĩ tại đối mặt tình yêu thứ này lúc, phần lớn tùy duyên. Ta từ đầu tới đuôi, đều không nói mình phải lập tức sinh oát con. Tống Thư Hàng nói. Hì hì ha ha, Vũ Nhu Tử nghe vậy, cười hì hì. Nàng nằm sấp vòng chạy bên trong, theo vòng chạy không ngừng chuyển động. Đậu Đậu duỗi ra móng vuốt, mơn trớn đỉnh đầu của mình mau mau, Vũ Nhu Tử trả lời, quả nhiên cùng ta tưởng tượng không sai biệt lắm. Vũ Nhu Tử bây giờ tính cách, ngây thơ lãng mạn, cái đầu nhỏ bên trong căn bản không nghĩ quá nhiều chuyện phức tạp. Loại tâm tính này cùng tính cách, thật sự là tu chân lương tài. Tâm ma đều sợ nàng loại tính cách này. Nếu có người thích nàng bây giờ, thời gian ngắn tới nói, có đau đầu. Hiện tại Vũ Nhu Tử, căn bản không có yêu đương khái niệm. Trừ phi là lấy một loại oanh oanh liệt liệt phương thức, nhất cử đả động nàng. Đang khi nói chuyện, Đậu Đậu móc ra một bản tên là yêu đương 520 cái nhịp sách, lật ra một tờ nhìn một chút, hài lòng gật đầu, đem sách một lần nữa thu hồi, quả nhiên cùng trên sách miêu tả không sai biệt lắm. Các ngươi chủ đề, nhảy vọt khoảng cách thật đúng là rất lớn. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhìn không được, nhắc nhở, các người đang thảo luận không phải Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới như thế nào tìm kiếm gieo trồng linh thực cùng dưỡng dục linh thú thành viên sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối có thích hợp đối tượng? Tống Thư Hàng hỏi. Gieo trồng linh thực, nếu như là đê giai cái kia tùy tiện tìm một số hữu thần trí sinh vật là được. Nhưng nếu như là cao giai linh thực, liền cần chuyên môn linh thực sư. Linh thú dưỡng dục cũng giống như thế. Bất quá Tống Thư Hàng ngươi tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, phương diện này ngươi có thể từ đệ tử bắt tay. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công bản thân liền cần phối hợp linh thú thuần dưỡng cùng một chỗ tu luyện, mới có thể đạt tới hiệu quả lớn nhất. Đệ tử cũng không phải dễ tìm như vậy nha, Tống Thư Hàng nói. Đệ tử sự tình, ta không cách nào cho ngươi đề nghị. Bất quá linh thực sư, ngươi có thể đi thuê, chỉ cần ngươi ra được giá, có thể thuê đến thích hợp linh thực sư làm quá độ. Cụ thể làm sao thao tác, ngươi có thể hỏi thăm ngươi quần bên trong tiền bối, bọn hắn sẽ dạy ngươi làm sao thao tác. Thậm chí bọn hắn trong thế lực, nói không chừng thì có một nhóm để đó không dùng linh thực sư. Ngươi có thể ở tại bọn hắn nơi đó treo nhiệm vụ, thuê linh thực sư. Sau đó, ngươi đồng thời bắt đầu bồi dưỡng bản thân linh thực sư, quá độ kỳ sau khi kết thúc, liền có thể dùng bản thân linh thực sư tiền nhiệm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói. Ý kiến hay. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, cái kia tuần thú sư, ta cũng có thể đi tam thập tam thú thần tông đi thuê.
Ta nhớ được Hoàng Sơn tiền bối cùng Tam Thập Tam Thú Thần Tông có giao tình, nói không chừng có thể thuê một nhóm tới, trước tạm thời làm quá độ. Hiểu được suy một ra ba, vẫn được. Đậu Đậu ở một bên lời bình nói. Tống Thư Hàng, như vậy, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu. Chỉ còn chờ cơ hội, công đức xà mỹ nhân thật nhanh đoạt lời kịch. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút dương lên, không, ta chỉ thiếu linh thạch. Thuê linh thực sư hoặc tuần thú sư, đều muốn linh thạch. Mà ta hiện tại, trên người không mấy khỏa linh thạch. Cùng cực, tại nghèo đồng thời còn thiếu bạch tiền bối một không gian trang bị tám, cửu phẩm linh thạch. Mắc nợ từng đống. Công đức xà mỹ nhân. Sao có thể dạng này, nàng thật vất vả cướp lời kịch lại còn đoạt sai rồi. Công đức xà mỹ nhân thân hình lùi về Tống Thư Hàng thân thể, cảm giác không mặt mũi gặp người. Cái này lúc, Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói, bá long nhân viên quản lý, tìm thấy được đại lượng linh thực cùng ma thú, ta đem vị trí tọa độ gửi đi cho ngươi. Được, gửi đi cho ta. Ta thừa dịp mấy ngày nay, trước thu thập một đợt tài nguyên. Tống Thư Hàng nói. Mặt khác, béo cầu nữ sĩ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Tống Thư Hàng, cô na nữ sĩ không phải đã sâu ngủ sao? Xảy ra chút tiểu tình huống, ngủ say bên trong béo cầu nữ sĩ để cho ta thay nàng hỏi thăm, bá long nhân viên quản lý ngài hiện tại có rảnh rỗi hay không thời gian, có thể hay không thay nàng đi một chuyến Hà Chỉ Ma Đế Long Lạc tiết điểm. Nơi đó có ma đế lực lượng còn sót lại, không cách nào khôi phục. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, sau đó, béo cầu nữ sĩ sẽ nỗ lực để bá long nhân viên quản lý hài lòng thù lao. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ta thiếu chút linh thực sư cùng tuần thú sư. Bá long nhân viên quản lý, linh thực sư cùng tuần thú sư tại Hắc Long thế giới mặc dù có tương tự nghề nghiệp, nhưng bọn hắn không cách nào thoát ly Long Lạc hệ thống. Phương diện này, có lẽ chúng ta bất lực, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Linh thực sư hoặc tuần thú sư, cơ hồ mỗi một người tu luyện hệ thống đều sẽ có tương tự nghề nghiệp tồn tại, nhiều nhất thay cái khác biệt xưng hào. Pháp khí trang bị, linh thực, đan dược hoặc dược tề, linh sủng loại hình đồ vật, cơ hồ là mỗi cái hệ thống tu luyện ắt không thể thiếu nghề nghiệp. Nhưng là, Hắc Long thế giới hệ thống tu luyện không giống bình thường. Tại không có đạt tới 9 giai, siêu việt Long Lạc trước đó, bọn hắn thi pháp rất lớn trình độ dựa vào Long Lạc. Rời đi Hắc Long thế giới, những thứ này linh thực sư, tuần thú sư năng lực giảm xuống 80% trở lên. Tốt đáng tiếc, Tống Thư Hàng nói. Béo cầu nữ sĩ nói, nàng có thể trình độ lớn nhất trên để bá long nhân viên quản lý mang đi càng nhiều tài nguyên, mang về hiện thế đổi thành linh thạch hoặc vật ngươi cần. Long Lạc tiểu trợ thủ nhắc nhở. Tống Thư Hàng không có ý tứ cười khan vài tiếng. Mặc dù mình hao lông dê sự tình không có khả năng giấu giếm được Long Lạc ý chí cô na nữ sĩ, nhưng là bị đối phương trực tiếp nói ra, vẫn có chút không có ý tứ nói tóm lại, vẫn là bản thân ra mặt quá mỏng. Tốt a, ta đi xem một chút cái kia Long Lạc tiết điểm. Nhưng nếu như quá nguy hiểm, ta sẽ dây túng. Tống Thư Hàng nhắc nhở, chủ yếu là vừa đối qua một đợt Hà Chỉ Ma Đế, đối có chút hung ác. Nếu có nguy hiểm, độ nguy hiểm quá cao, bá long nhân viên quản lý có thể trước tiên rút lui, lấy bảo trụ bản thân là quan trọng nhất mục quan trọng đánh dấu. Ta cũng sẽ tùy thời tiếp ứng bá long nhân viên quản lý, cam đoan an toàn của ngươi. Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Tốt như vậy nói chuyện, Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Bởi vì chỉ có bá long nhân viên quản lý ngài còn sống tốt, mới có thể kéo đến đang cổ u thế giới chia địa bàn vị kia trợ giúp. Long Lạc tiểu trợ thủ đặc biệt thành thật. Tống Thư Hàng. Lúc này, ta ngoại trừ vọng thiên còn có thể như thế nào đây? Lại nói, khó trách bạch tiền bối tại cổ u thế giới không chịu trở về, nguyên lai tại chiếm núi làm vua bên trong. Tốt a, như vậy chúng ta đi thôi. Lại nói, ma đế tiết điểm cụ thể tại vị trí nào? Tống Thư Hàng hỏi. Lần trước là cô na nữ sĩ dẫn dắt cửu phẩm lôi kiếp, lại thêm cổ u hỗn độn ý chí mảnh vỡ, đem thiên kiếp hóa thành thiên phạt, mới đưa ma đế tiết điểm cho nổ ra tới. Ma đế tiết điểm vị trí cụ thể muốn từ nơi nào tiến vào, Tống Thư Hàng cũng không rõ ràng. Ta có thể trực tiếp vì bá long nhân viên quản lý mở ra tiến về ma đế Long Lạc tiết điểm cổng không gian, xin chú ý an toàn. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Tốt. Ta chuẩn bị một chút, Tống Thư Hàng đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt. Tộc trưởng, chúng ta mấy cái phải đi ra ngoài một bận, tiểu âm trúc vẫn phải làm phiền các ngươi chiếu cố một chút. Tống Thư Hàng nói,
tiểu âm trúc có tạo hóa tiên tử tại, an toàn trên khẳng định không có vấn đề. Lão tộc trưởng vỗ ngực nói, không có vấn đề, bao trên người ta. Thật vất vả có người mời hắn trợ giúp làm chút chuyện, lão tộc trưởng rất vui vẻ. Từ khi ở vào nửa về hưu trạng thái về sau, hắn cả ngày tại Long Huyết phân bộ lạc chơi bời lêu lổng, muốn làm chút chuyện đều không được làm. Vũ Nhu tử, muốn cùng ta cùng lúc xuất phát không? Tống Thư Hàng hỏi. Vũ Nhu tử nhãn tình sáng lên, có sự kiện lớn sao? Tống tiền bối. Hừm, chúng ta đi nhìn xem trường sinh giả ma đế đại lão ổ. Tống Thư Hàng nói, nói hắn trước đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Vũ Nhu tử lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, ta muốn đi, ta muốn đi. Nàng từ chuột hamster vòng chạy bên trong nhảy ra ngoài, lại đưa tay một chiêu, đem tâm ma triệu hồi cái bóng của mình bên trong đi. Đậu đậu muốn đi không? Tống Thư Hàng hỏi nói thế nào cũng là bản thân sắt thép cẩu hữu. Không, ta không đi. Đậu đậu nhìn qua chuột hamster vòng chạy, Vũ Nhu tử không chơi lời nói, đợt tiếp theo đến ta. Mặt khác, ta lưu lại cũng có thể hỗ trợ nhìn xem tiểu âm trúc. Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được ma đế, trường sinh giả loại hình chữ. Tống Thư Hàng gia hỏa này lại phải làm một đợt đại tân văn, hắn mới không cần cùng theo một lúc tìm đường chết. Tốt a, vậy ngươi chơi trước một đợt, ta thay ngươi mở ra tuần hoàn hình thức, chờ 300 cái vấn đề chơi tốt sau lại đi ra. Tống Thư Hàng nói. Tiếp lấy hắn đem xích tiêu kiếm tiền bối cùng thông nương mang lên. Một hồi nếu muốn đối ma đế lưu lại bẫy dập cái gì, xích tiêu kiếm tiền bối là đệ nhất chiến lực. Thông nương nắm giữ cửu tu phượng hoàng đao đồng dạng là không tầm thường chiến lực. Tại hắn bản mệnh đan điền bên trong Trung Yên Thánh Kiếm 6 trang cùng Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành 6 trang, đang to lớn linh hồ bên trong tiếp nhận tẩm bổ. Mặc dù hắn linh hồ bên trong không có hổ hồn, nhưng phỉ kình kim đan tựa hồ thay thế hổ hồn công năng, hắn tại chìm chìm nổi nổi đồng thời, sẽ liên tục không ngừng sinh ra có thể cường hóa pháp khí vật chất binh nguyên, tẩm bổ bản mệnh pháp khí. Ngoại trừ hai bộ bản mệnh pháp khí bên ngoài, Tống Thư Hàng đem bảo đao phách toái, món kia tứ phẩm cấp hắc thiết khôi giáp, diệt thần tử mẫu pháo, cùng từ nho ra lấy được tam phẩm nho ra phong thiện bút, còn có một đầu đã cơ hồ không dùng được khôi lỗi ngân long, cùng cái gì đều có thể bán đại lão cái chăn. Ngụy đều ném vào đến bản thân tiểu linh hồ bên trong. Những pháp khí này bên trong, có thật nhiều đều đã trải qua không phát huy được tác dụng. Nhưng là Tống Thư Hàng linh hồ quá nhiều, chống không cũng là lãng phí. Thế là mặc kệ là mấy phẩm pháp khí, tất cả đều ném vào tiếp nhận tẩm bổ. Chờ tẩm bổ sau một thời gian ngắn, cân nhắc đem những pháp khí này bên trong, không phát huy được tác dụng phát cho đệ tử hoặc thông nương đi. Chuẩn bị sẵn sàng. Long Lạc tiểu trợ thủ tại Tống Thư Hàng bên người, mở ra một cái vòng sáng thông đạo, có thể trực tiếp đến ma đế lúc trước cái kia Long Lạc tiết điểm phụ cận. Vũ Nhu tử, đứng sau lưng ta, Tống Thư Hàng nói. Đồng thời, hắn đem Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành 6 trang bên trong vương bá chuyên gia chi thuẫn, cự giải hoàng kim chiến giáp cùng thỏ ngọc tiên tử áo choàng tế ra, cho Vũ Nhu tử mặc vào. Thân hình của hai người chui vào vòng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Hiện thế, Châu Phi một chỗ sâu trong lòng đất. Công tử Hải ở chỗ này có một chỗ bí mật động phủ. Lúc này, hắn tiến vào chỗ này động phủ bên trong, ánh mắt ngưng trọng. Tại xác định kích hoạt ma đế truyền thừa về sau, hắn trở về đến hiện thế. Nguyên bản hắn chuẩn bị trước trở về Vô Cực Ma Tông, lấy 8 Long Văn Vô Thượng Kim Đan thân phận, tại Vô Cực Ma Tông tranh thủ đến một vị trí, lợi cho hắn tiếp xuống đại kế. Nhưng ngay hôm nay, ma đế truyền thừa lại nhưng tự chủ giải khai bước kế tiếp truyền thừa phong ấn. Vì để tránh cho truyền thừa bị người phát giác, công tử Hải Lâm thời cải biến chủ ý, trốn vào đến của mình bí mật động phủ bên trong đây chính là ma đế truyền thừa. Nếu như bị Vô Cực Ma Tông những người khác biết, những ma tôn kia, ma thánh tuyệt đối không ngại tới, cướp đi truyền thừa của hắn. Hắn cởi bao tay, nhìn qua lẳng lặng lấp lóe truyền thừa ma văn. Mặc dù kích hoạt lên truyền thừa, nhưng bước kế tiếp muốn làm sao tiếp thu. Công tử Hải suy tư một lát, đem tinh thần lực của mình tiếp vào đến ma văn bên trong. Trong lúc đang suy tư, ý thức của hắn phảng phất chịu đến dẫn dắt, bị đưa vào đến một cái hư ảo không gian bên trong. Đó là một chỗ cùng hiện thế thế giới hoàn toàn khác biệt. Mà cái thế giới này đang đứng ở tuyệt vọng tận thế. Đại địa tại oanh minh, tại băng liệt, hóa thành một từng cái vực sâu, phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Bầu trời tại sụp đổ,
hóa thành một khối lại một khối, từ không trung rơi xuống. Rất không chân thực, nhưng lại giống như thật như thế. Rõ ràng là tinh thần thể, nhưng công tử Hải lại phảng phất có được hết thảy ngũ giác. Hắn có thể ngửi được trong cái thế giới này, truyền đến trận trận hôi thối. Đó là trên chiến trường trồng chất như núi thi thể hư thối hương vị, còn có ma vật trong miệng dịch nhờn mùi hôi thối, còn có thú giới bài tiết vật kết hợp với nhau, tạo thành cấp thế giới mùi hôi thối. Không khí đều phảng phất bởi vì những thứ này hôi thối mà biến sền sệt. Công tử Hải cau mày, hắn không phải rất ưa thích loại cảm giác này. Phóng tầm mắt nhìn tới, thế giới tối tăm mờ mịt một mảnh, khắp nơi trên đất là thi thể, tràn đầy tử vong. Đúng lúc này, tại cái kia từng đống hư thối trong thi thể, có từng cây cây cột bay lên. Đó là ma đế ma thần trụ. Cái thứ nhất ma thần trụ, đều có được khác biệt tư thái, đại biểu cho ma đế khác biệt lực lượng cùng pháp tắc. Những thứ này ma thần trụ, hoặc dữ tợn, hoặc xấu xí, hoặc vặn vẹo. Nhưng cũng có mỹ lệ vô cùng, yêu diễm mị hoặc, vô thượng uy nghiêm ma thần trụ, bọn chúng nhất chính nhất phản, đại biểu cho ma đạo cực hạn. Đương ma thần trụ bay lên thời điểm, đống kia tích như núi thi thể biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trở thành ma thần trụ chất dinh dưỡng. Bầu trời không còn rơi xuống, mà là bị ma thần trụ một lần nữa trèo trống mà lên. Mặt đất không còn băng liệt, bị ma thần trụ trấn áp. Tối tăm mờ mịt tử khí, chuyển hóa làm ngập trời ma diễm. Nguyên bản tử địa, tại từng cây ma thần trụ bên trong, chuyển hóa làm ma đế quốc độ. Ma thần trụ chỗ đứng, đều là ma đế quốc độ. Công tử Hải nói khẽ. Đây chính là lực lượng. Đây là có thể tại trong cái nhấc tay chế tạo tận thế, lại có thể tại che trong tay trấn áp tận thế vĩ lực, là ma đạo cực hạn, cũng là hắn sắp lấy được truyền thừa. Mà hắn đối với mình có cao hơn yêu cầu, tương lai một ngày, hắn thậm chí muốn siêu việt ma đế, chế tạo to lớn hơn trên mặt đất ma quốc. Mặc dù cái này tương lai nghe tựa như là trò cười đồng dạng, tràn đầy không thực tế cảm giác. Nhưng người sống dù sao cũng phải có một mục tiêu, mặc kệ cái mục tiêu này phải chăng hoang đường, công tử Hải sẽ vì thế phấn đấu hoặc là trường sinh bất hủ, hoặc là oanh oanh liệt liệt chết đi. Đây là hắn, An Chi Ma Quân, chính năng ba người ý tưởng giống nhau. Như vậy bước kế tiếp, ta muốn làm sao tiếp thu ma đế truyền thừa? Khảo nghiệm lại tại địa phương nào? Hắn nhìn về phía từng cây ma thần trụ, như có điều suy nghĩ. Công tử Hải tinh thần thể tại cái này ma đế trong quốc gia bồi hồi, tìm kiếm lấy truyền thừa thời cơ. Trên tổng thể, tựa hồ không có thời gian hạn chế cảm giác. Công tử Hải nói khẽ, hắn một bên tại ma đế quốc độ bên trong tiến lên, một bên nghiên cứu mỗi một cây khác biệt ma thần trụ. Mỗi một cây ma thần trụ, đều có thể mang cho hắn hoàn toàn mới lĩnh ngộ, hoàn toàn mới tri thức. Có lẽ, cái này mỗi một cây ma thần trụ, đều là truyền thừa. Công tử Hải trong lòng suy tư nói. Đi tới, trong bất chi bất giác, hắn đi tới một cây to lớn vô cùng ma thần trụ trước mặt. Căn này ma thần trụ so cái khác ma thần trụ cao hơn ra gấp 10 lần. Rõ ràng trước đó tại ma đế quốc độ bên trong bồi hồi lúc, đều không có chú ý tới hắn. Đây mới là dấu ở ma đế quốc độ bên trong, chân chính truyền thừa. Công tử Hải đi tới nơi này căn ma thần trụ trước, ở sâu trong nội tâm khó nén mừng rỡ chi tình. Theo hắn tiếp cận ma thần trụ, to lớn ma thần trụ cảm ứng được hắn tồn tại, có ma diễm thiêu đốt mà lên. Ma diễm bên trong, có một tôn vô cùng to lớn thân ảnh, hình chiếu mà ra. Thân ảnh kia cao cao tại thượng, nhìn xuống công tử Hải, chỉ là nhìn thấy cái này hình chiếu. Công tử Hải liền cảm thấy để linh hồn run rẩy áp bách. Là ma đế, công tử Hải thầm nghĩ trong lòng. Nha, người tốt a, công tử Hải, nói thế nào tốt đây? Chúng ta thật đúng là tương đương hữu duyên đây. Cái này lúc, một cái mang theo giọng non nớt tại công tử Hải đỉnh đầu vang lên. Công tử Hải nghe được cái này tức thanh âm quen thuộc lại xa lạ, thật nhanh ngẩng đầu lên, đi lên nhìn lại. Sau một khắc, hắn thấy được một vị to lớn vô cùng thiếu niên. Thiếu niên kia dung mạo thanh tú, cười rộ lên lúc lộ vẻ vô cùng bình dị gần gũi. Lúc này, cái này to lớn thiếu niên hình chiếu, đang cúi đầu cười mỉm nhìn qua hắn. Cười rất khả ái. Công tử Hải sửng sốt 1% giây, ngay sau đó, hắn nhịn không được kêu thành tiếng, bá tống huyền thánh. Mặc dù là 12 tuổi thiếu niên bộ dáng, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra thiếu niên này thân phận. Thiên niên đệ nhất thánh, còn công lược huyền ma. Cổ thánh hai loại thánh hào. Là từ trước tới nay,
lên TV nhiều nhất nhân vật đáng sợ. Dù cho công tử Hải tâm trí lại thế nào kiên định, cho dù hắn tâm tư sâu bao nhiêu trầm, tại thời khắc này, vào lúc này, nơi đây nhìn thấy tuổi trẻ bản Tống Thư Hàng, hắn vẫn như cũ không cách nào khống chế tâm tình của mình, kêu to lên tiếng tới. Tại ma đế truyền thừa cuối cùng, lại thấy được bá Tống Huyền Thánh Tống Thư Hàng. Cái này so với hắn ba lần nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh lên TV chư thiên vạn giới trực tiếp, còn muốn kinh ngạc. Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Công tử Hải con ngươi không tự chủ được mở rộng. Hắn không muốn nhìn thấy đối phương, nhưng đối phương lại luôn lấy đủ loại khác biệt hình thức, cưỡng ép xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tuyệt vọng, hiện lên ở công tử Hải trong lòng, hóa thành khổng lồ trong lòng bóng tối, để hắn không thể thở nổi. Nhưng là, Tống Thư Hàng tại sao lại xuất hiện ở ma đế truyền thừa cuối cùng? Một lát sau, công tử Hải ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Coi như Tống Thư Hàng là thiên niên đệ nhất thánh, đồng thời ba lần trên chư thiên vạn giới nhân tiền hiển thánh, nhưng này cũng chỉ là huyền thánh, tại sao lại xuất hiện ở ma đế truyền thừa bên trong? Đây chính là ma đế truyền thừa, chư thiên vạn giới mạnh nhất ma đế truyền thừa, Tống Thư Hàng dựa vào cái gì xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, đây là ta thí luyện, là ma đế truyền thừa đối với ta ý chí xem xét? Công tử Hải trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Ma đế không có khả năng đem truyền thừa của mình, tùy ý lưu cho một cái phế vật. Sở dĩ, tại cái này ma đế truyền thừa bên trong, nhất định sẽ có đủ loại thí luyện. Mà lại, khẳng định là các phương diện thí luyện đều có. Ma Tông am hiểu nhất đùa bỡn nhân tâm, thân là vạn cổ đến nay cường đại nhất ma đế một trong, hà chỉ ma đế đùa bỡn nhân tâm thủ đoạn nhất định sẽ vượt qua chính mình tưởng tượng. Lấy hà chỉ ma đế tu vi, đem hắn trong lòng sợ hãi nhất chi vật hình chiếu đi ra, đơn giản dễ như thường. Nói cách khác, hiện tại phù hiện ở đầu ta đỉnh bá Tống Huyền Thánh, hẳn là nhân tâm thí luyện một cái khâu. Nói không chừng còn là đối mưu trí khảo nghiệm một trong. Công tử Hải trong lòng suy tư nói. Vừa vặn, ta cũng có thể cho mượn cơ hội này, đột phá trong lòng ma chướng. Công tử Hải ngẩng đầu lên, nhìn thẳng 12 tuổi bá Tống Huyền Thánh con mắt. Bá Tống Huyền Thánh là hắn trên con đường tu hành lớn nhất chướng ngại, là trước mắt hắn không cách nào chống cự đáng sợ đại địch, thậm chí một lần trở thành của hắn tâm chướng. Nhưng là, hắn sẽ không vĩnh viễn bị bá Tống Huyền Thánh khủng bố bao phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ trở thành một phương ma đế, lấy ma thần trụ cắm ra bản thân quốc độ. Ta không sợ ngươi. Công tử Hải nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người quần áo, trong ánh mắt hoàn toàn yên tĩnh, kiên định nói, ta sẽ không lại sợ ngươi. Trên bầu trời, cái kia 12 tuổi bá Tống Huyền Thánh, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi ý, một mặt mộng bức. Nét mặt của hắn quá tốt đoán, mặt quá thẳng. Ngươi không cách nào làm cho ta thần phục, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ siêu việt ngươi. Công tử Hải ưng thuận đại thể hoành nguyện, theo hắn lời thề, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên. Trong lòng, bá Tống Huyền Thánh ba lần hiển thánh mang đến cho hắn trong lòng bóng tối, bị khu trục trống không. Thiếu niên kia bá Tống nháy nháy mắt, nội tâm hí nhiều lắm, nhiều lời vô ích. Đã gặp mặt, ta dù sao cũng phải vì ngươi chừa chút lễ vật. Dứt lời, thiếu niên bá Tống trong hai con ngươi sáng lên. Mắt trái của hắn nổi lên quỷ dị quang mang, trong vầng hào quang ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, còn có đại từ ái, đại thương yêu. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có nho gia thánh nhân khuyến học thanh âm, theo quang mang vang động. Mang thai ngưng thị, công tử Hải trong lòng giật mình. Đang nhìn đến thiếu niên bá Tống trong mắt quang mang sáng lên trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng lăn lộn tránh né. Trải qua một lần mang thai ngưng thị về sau, hắn liền phân tích ra mang thai ngưng thị một số liệu. Một chiêu này một khi phát xạ đi ra, liền cơ hồ không cách nào lại tránh né, cơ hồ tại phát xạ trong nháy mắt, liền sẽ trúng chiêu. Chỉ có tại hắn phát xạ trước thời điểm, tiến hành dự phán, tránh né. Công tử Hải Anh Tuấn lăn lộn, xê dịch. Nhưng mà cũng không có chứng dùng. Từ thiếu niên bá Tống trong mắt bắn ra quang mang, đơn giản giống như là diệt thế chi trụ, tặc mẹ hắn thô. Công tử Hải tránh né nửa ngày, kết quả còn không chạy ra quang mang phạm vi bao phủ. Đắng chát bi kịch. 10 giây mang thai thể nghiệm nửa canh giờ sinh nở thể nghiệm, đưa cho người sử dụng công tử Hải. Công tử Hải phần bụng thật nhanh bành trướng, rõ ràng là tinh thần thể, là tinh thần tiến vào cái này truyền thừa thế giới lại còn chúng mang thai ngưng thị.
mang thai ngưng thị không chỉ là tác dụng tại nhục thân trên. Công tử Hải tiếng kêu rên liên hồi, hắn tinh thần thể quỳ trên mặt đất, cắn răng. Tống tiền bối, cảm giác hình tượng này tốt quỷ xúc. Cùng một thời gian, công tử Hải lại nghe thấy một cái êm tai thanh âm cô gái. Cùng Vũ Nhu tử, mỗi lần ta nhìn thấy Tống Thư Hàng sử dụng kỹ năng này thời điểm, đặc biệt là đối nam tính sinh vật sử dụng kỹ năng này lúc, cũng cảm giác tâm loạn như ma, không biết muốn làm sao hình dung. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tiền bối, tâm loạn như ma cái từ này, không phải như thế sử dụng. Vũ Nhu tử thiện ý nhắc nhở. Xích Tiêu kiếm tiền bối, dù sao chính là cái này ý tứ. Điều này nói rõ đạo tâm của các ngươi còn chưa đủ. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên, các ngươi nhìn thấy địch nhân mang thai, kỳ thật đây hết thảy đều là hư. Bất kể là mang thai cũng tốt, sinh nở thống khổ đến lăn lộn cũng được, kỳ thật chỉ là một loại pháp thuật hiệu quả mà thôi. Tự cùng chúng thuật trói buộc, suy yếu thuật, đâm mù đồng dạng. Chỉ bất quá pháp thuật này hiệu quả tên là mang thai mà thôi. Chỉ cần pháp thuật hiệu quả tốt xứ, vậy chúng ta tại sao phải để ý pháp thuật bề ngoài? Pháp thuật không xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Đáng tiếc, nho gia thánh nhân chi nhãn còn tại tạo hóa tiên tử trong tay, Tống Thư Hàng chỉ dùng của mình con mắt sử dụng mang thai ngưng thị, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Bất quá công tử Hải hiện tại là ngũ phẩm cảnh giới, bị Tống Thư Hàng lục phẩm cảnh giới áp chế, chắc lần này mang thai ngưng thị trên tổng thể uy lực còn qua đi. Nhưng ta cảm giác, Thư Hàng ngươi tiếp tục sử dụng pháp thuật này, về sau rất có thể sẽ tìm không thấy đạo lữ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở. Chư thiên vạn giới người tu luyện, đã từng đều bao phủ tại bá Tống Huyền Thánh ánh mắt bóng tối bên dưới. Tống Thư Hàng nếu là còn thường xuyên sử dụng mang thai ngưng thị, danh khí đánh đi ra về sau, chư thiên vạn giới nữ tu, ai dám cùng hắn kết đạo lữ. Tống Thư Hàng. Xích Tiêu kiếm tiền bối, tốt đâm tâm. Không biết a, ta cảm giác mang thai ngưng thị hẳn là rất thú vị. Đúng, nói lên mang thai ngưng thị, ta đến bây giờ đều không đích thân thể nghiệm qua. Cha hiện tại đã xuất quan, ta phải ngay lập tức đi tìm hắn hoặc liên hệ hắn mới là. Vũ Nhu tử nói, ta lúc đầu muốn cùng cha cùng một chỗ xem Tống tiền bối bá nho huyền ma giảng pháp tiếp sóng, ta một mực tồn lấy không thấy. Không biết cha bây giờ nhìn tiếp sóng không có, nếu như hắn đã nhìn, liền xáo trộn kế hoạch của ta. Xích Tiêu kiếm. Vũ Nhu tử ngươi muốn cùng cha ngươi cùng một chỗ xem bá nho giảng pháp. Ngươi đây là hố cha đây. Hắn não bổ bên dưới linh điệp huyền thánh cùng Vũ Nhu tử cha con cùng một chỗ nhìn Tống Thư Hàng bá nho huyền ma giảng pháp tiếp sóng, sau đó cha con song song mang thai quỷ xúc hình ảnh. Vọng Thiên, cái này phong cách vẽ thật đáng sợ. Nếu như vấn đề này thật sự phát sinh, linh điệp huyền thánh khẳng định đánh chết sẽ không lại để cho mình nữ nhi cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc. Chỉ cần là bình thường phụ thân, cũng sẽ không để nữ nhi cùng một cái chừng người liền dẫn đến đối phương mang thai nam tính tiếp xúc. Không gian truyền thừa bên trong. Công tử Hải nằm dạp trên mặt đất, hắn ôm bụng của mình, cắn răng cố nén thống khổ. Trên bầu trời, cái kia 12 tuổi thiếu niên bá Tống hình chiếu cùng cô gái kia thanh âm, nặng nề thanh âm nam tử giao lưu, truyền vào trong tai của hắn. Trong lòng của hắn bắt đầu hoài nghi mình trước đó phỏng đoán trước mắt chứng kiến hết thảy, còn có hắn hiện tại bên trong rất thật mang thai ngưng thị hiệu quả, thật là ma đế lưu lại thí luyện. Nếu như là thí luyện, hắn muốn làm sao thông qua? Nếu như đây không phải thí luyện, mà là bá Tống Huyền Thánh thông qua thủ đoạn nào đó, xuất hiện tại ma đế truyền thừa thí luyện bên trong. Công tử Hải ngẩng đầu lên, nhìn qua thiếu niên bá Tống, thử dò xét nói, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thiếu niên bá Tống mỉm cười, là duyên phận, hắn đem ta dẫn tới trước mặt của ngươi. Hữu duyên thật sự là có thể muốn làm gì thì làm đây. Công tử Hải. Hắn hiện tại vị trí, tựa hồ là không gian truyền thừa đi. Là hà chỉ ma đế tại nhân gian giới lưu lại truyền thừa sao? Xích Tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói. Thân là trường sinh giả thần binh, kinh nghiệm của nó vẫn là vô cùng phong phú. Thì ra là thế, cái này khả xảo, Tống Thư Hàng nói. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía công tử Hải, lại nói, không nghĩ tới, công tử Hải đạo hữu ngươi lại còn là đại khí vận người. Có thể được đến ma đế truyền thừa. Công tử Hải cưỡng ép giữ vững bình tĩnh cho mình, ngươi tại sao lại xuất hiện ở truyền thừa của ta bên trong? Đồng thời, hắn bắt đầu thử nghiệm thoát ly cái này truyền thừa tinh thần không gian. Hừm, hà chỉ ma đế phi thường cường đại khủng bố. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói,
ngày đó thiên thời, địa lợi, nhân hòa kết hợp với nhau, mới đỗi phát nổ hắn. Công tử Hải, thiếu niên bá tống trong miệng lời nói, loạn thất bát tao, nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Công tử Hải không có tin hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn không tin. Cùng một thời gian, công tử Hải trên MU bàn tay ma văn sáng lên. Sau đó, công tử Hải thân hình từ không gian truyền thừa bên trong cưỡng ép lui đi ra. Châu Phi, hắn lâm thời động phủ. Công tử Hải nhục thân đột nhiên mở to mắt, há mồm thở dốc, một thân mồ hôi lạnh. Hắn trước tiên nhìn về phía mình phần bụng, còn tốt, không có bành trướng. Sở dĩ, không gian truyền thừa trông được đến hình ảnh, đến cùng là ma đế thí luyện. Vẫn là ta thật sự thấy được bá tống. Công tử Hải nhìn qua trên MU bàn tay ma văn, rơi vào trầm tư. Không gian truyền thừa bên trong. Vũ Nhu tử thanh âm vang lên, tống tiền bối, công tử Hải chạy. Hừm, ta thấy được, Tống Thư Hằng nói, thật sự không nghĩ tới, công tử Hải lại nhưng đạt được ma đế truyền thừa. Nếu để cho hắn bình thường phát triển tiếp, nói không chừng hắn sẽ trở thành ma tông lại một tôn ma đế. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, nếu như Tống Thư Hằng không có tới Hắc Long thế giới, cái kia hà chỉ ma đế kế hoạch lớn có thể sẽ thành công. Hắn sẽ thay thế Long Lạc, chấp trưởng Hắc Long thế giới, đồng thời đồng bộ chấp trưởng cổ u thế giới. Nắm giữ hai cái này tiểu thế giới về sau, hắn đem tại trường sinh giả trên cảnh giới, càng tiến một bước, trở thành cùng loại cửu u chúa tể tồn tại. Thậm chí, nói không chừng tương lai hắn còn có cơ hội thăm dò bất hủ. Đến lúc đó, thân là ma đế người thừa kế, công tử Hải đem tiền đồ vô lượng. Không hổ là của ta nhân sinh đại địch công tử Hải. Tống Thư Hằng nói, hắn nhớ lại công tử Hải lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn bộ dáng. Thời điểm đó công tử Hải hóa thân thành huyết đao tông trưởng lão, mưu tính Tô Thị A Thất cùng A Thập Lục. Khi đó hắn, trên người có một loại mưu tính thiên hạ, thế gian vạn sự đều là tại tay ta khí chất. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bề ngoài, hắn càng là có được trích tiên khí chất, phiên phiên như ngọc. Là loại kia ra sân một cái thiếu dung, liền có thể khiên động vô số thiếu nữ tâm tồn tại. Khi đó, hắn phong cách vẽ chính là Tống Thư Hằng tha thiết ước mơ cái chủng loại kia. Cứ như vậy để cho hắn chạy thoát thích hợp sao? Xích Tiêu Kiếm tiền bối hỏi. Tống Thư Hằng gật đầu nói, không có chuyện gì, hắn trốn không thoát. Mà lại, nói không chừng ta còn có thể từ trên người hắn đạt được ma đế truyền thừa một số manh mối. Tống tiền bối ở trên người hắn động tay động chân, Vũ Nhu tử hiếu kỳ nói. Tống Thư Hằng lắc đầu, nói đúng ra, hẳn là ma đế truyền thừa tác dụng. Mặt khác, hà chỉ ma đế truyền thừa. Là ma tông đứng đầu nhất truyền thừa. Tống Thư Hằng mặc dù không tu ma đạo, nhưng là hoàn toàn có thể lấy tới tham khảo. Hắn tại tu hành tri thức phương diện, thật sự rất khiếm khuyết. Chờ hắn tham khảo hoàn tất về sau, còn có thể đem cái này ma đế truyền thừa bán cho quần bên trong tiền bối đổi linh thạch trả nợ đi. Quần bên trong Đông Phương Lục Tiên Tử còn có mấy vị thành viên, kỳ thật đều là ma tông thành viên. Sau đó, Tống Thư Hằng cái kia to lớn hình chiếu. Cũng từ không gian truyền thừa bên trong lui đi ra. Hắn, Vũ Nhu tử, Xích Tiêu Kiếm tiền bối, Thông Nương lúc này ngay tại ma đế cái kia Long Lạc tiết điểm bên trong. Chỗ này Long Lạc tiết điểm, đại bộ phận đều bị thiên phạt nổ. Về sau theo ma đế bị côn na nữ sĩ cùng Tống Thư Hằng chính diện đối một đợt, ma đế tiến vào sắp chết trạng thái, không cách nào lại duy trì chỗ này Long Lạc tiết điểm. Chỗ này Long Lạc tiết điểm hỏng mất 8 thành trở lên. Còn sót lại 2 thành, dựa vào ma đế còn sót lại ma thần trụ, đau khổ chống đỡ lấy. Lúc này, Tống Thư Hằng liền đứng ở một cây dài nhỏ ma thần trụ trước mặt, căn này ma thần trụ đối ứng ma đế truyền thừa, Tống Thư Hằng chính là thông qua căn này ma thần trụ, tiến vào công tử Hải không gian truyền thừa bên trong. Long Lạc tiểu trợ thủ, những thứ này ma thần trụ bên trên, có ma đế ấn ký sao? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Ở trên vai hắn. Long Lạc tiểu trợ thủ gật đầu nói, đúng vậy, mỗi một cây ma thần trụ trên đều có ấn ký. Điều này đại biểu lấy hà chỉ ma đế còn sống, mà lại mỗi cái ma thần trụ đối với ta có khắc chế lực lượng, là đặc biệt nhằm vào Long Lạc được luyện chế đi ra. Sở dĩ, Long Lạc lực lượng không cách nào phá hủy ma thần trụ, không cách nào đem cái này quái dị Long Lạc tiết điểm chữa trị. Nếu như ta đưa chúng nó thu nhập đến hạch tâm thế giới, ta hạch tâm thế giới có thể hay không bị ma đế phát hiện. Thậm chí bị khóa định. Tống Thư Hằng hỏi. Nhóm này ma thần trụ,
hắn rất muốn. Đặc biệt là căn này dài nhỏ ma thần trụ, thông qua hắn có thể dám khống công tử hải. Xích Tiêu Kiếm nói, người hạch tâm thế giới mặc dù phẩm cấp rất cao, xuất từ thiên đạo chi thủ, nhưng là hắn vẫn chưa hoàn thành tiến hóa. Tự cùng cửu tu phượng hoàng đao đồng dạng, nếu như người đem ma thần trụ thu nhập trong đó, ta đoán chừng có rất lớn tỷ lệ sẽ bị ma đế thăm dò đến hạch tâm thế giới. Đây là ban văn long thiên đạo chế tác đồ vật đặc sắc, hắn chế ra đồ vật rất nhiều đều là vật thí nghiệm. Sau đó, coi như bị người đạt được, cũng cần lần lượt tiến hóa. Ai cũng không biết ban văn long thiên đạo đến cùng muốn làm gì. Đã như vậy, cái kia chỉ có đưa chúng nó trước chuyển rời đến bạch tiền bối tà liên thế giới. Tống Thư Hàng nói, có loại ma đế đại lão ngươi đi bạch tiền bối hang ổ đi a. Bạch tiền bối bản thể, thế nhưng là một mực đang tà liên thế giới kén lớn bên trong đi ngủ đây. Họa Thủy Đông dẫn một chiêu này, Tống Thư Hàng dùng có thể chuồn đi. Bất quá, ta muốn làm sao đem những thứ này ma thần trụ rút ra. Tống Thư Hàng lại nói. Hắn thử trực tiếp mở ra hạch tâm thế giới, cưỡng ép thu lấy ma thần trụ. Nhưng ma thần trụ cùng long lạc tiết điểm hợp làm một thể, căn bản là không có cách bị chuyển di. Đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão luyện chế pháp khí, đều sẽ có khắc chế không gian lực lượng thủ đoạn, miễn cho bị đối thủ dùng không gian thủ đoạn lợi dụng sơ hở. Ma thần trụ loại vật này, hoặc là chủ nhân của bọn chúng có thể đem bọn họ rút ra, hoặc là chính là đưa chúng nó đánh nát đi. Dù sao là rất phiền phức đồ vật. Xích Tiêu Kiếm tiền bối trả lời. Nếu không tìm cái khác các tiền bối hỏi một chút, Vũ Nhu Tử nói. Bạch tiền bối hiện tại vội vàng tại cổ u thế giới chia địa bàn, không tốt quấy rầy hắn. Mà lại, ta hiện tại trạng thái, các ngươi cũng biết, căn bản khống chế không nổi bản thân. Trong thời gian ngắn thật không dám gặp hắn, sợ nhìn thấy hắn lúc, liền không nhịn được đối với hắn nói ra câu kia nhất tìm đường chết. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Câu nào? Đừng hỏi, Vũ Nhu Tử đừng có lại tiếp tục hỏi tiếp. Ngươi nếu là tiếp tục hỏi, ta nói không chừng liền không nhịn được trả lời. Mà nếu là ta nói ra khẩu, nhất định phải chết. Kết cục khẳng định không phải chuột hamster vòng chạy đơn giản như vậy. Tống Thư Hàng liên tục khua tay nói. Còn có thể khắc chế bản thân tìm đường chết dục vọng, Thư Hàng ngươi tiến bộ không nhỏ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối vui a nói. Tống Thư Hàng dương dương đắc ý nói. Ta nói qua, ta đối khắc chế tam lãng bệnh, vẫn có một chút kinh nghiệm. Cái kia đổi cái khác tiền bối hỏi một chút, ta có đôi khi có thể liên hệ với thiên đế dáng vẻ. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng liên tục phất tay, thiên đế cũng là đại phiền toái. Ta thử liên hệ cái khác tiền bối nhìn xem. Dứt lời, ý thức của hắn chui vào đến hạch tâm thế giới, hướng sở các chủ cùng quy tiền bối tư vấn ma thần trụ vấn đề. Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm ngồi xổm một bên. Vũ Nhu Tử nhẹ giọng hỏi, lại nói, Tống tiền bối câu kia không nhịn được nhất tìm đường chết, đến cùng là cái gì nhỉ? Nội tâm của nàng rất ngạc nhiên, trong óc nàng nhớ lại Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối ở giữa rất nhiều tìm đường chết khâu, nhưng không biết cái nào là nhất tìm đường chết. Cái này ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta luôn cảm giác không có nhất tìm đường chết lời nói, chỉ có càng tìm đường chết lời nói. Xích Tiêu Kiếm tiền bối lên tiếng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ Nhu Tử nói, cái này lúc, Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra, sở các chủ cùng quy tiền bối đều không thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Sở các chủ đối ma thần trụ loại vật này không hiểu nhiều lắm. Chủ yếu là nàng tương đối trạch, từ ngưng tụ ra bích thủy các về sau, nàng vẫn trạch tại bích thủy các bên trong. Quy tiền bối đồng dạng không am hiểu ma đạo tri thức, nếu như là cùng Bắc Phương Đại Đế có liên quan băng hệ năng lực tri thức, hắn ngược lại là rất tinh thông. Không có nhất tìm đường chết, chỉ có càng tìm đường chết câu nói này, ta rất thưởng thức. Tống Thư Hàng đối Xích Tiêu Kiếm cùng Vũ Nhu Tử giơ ngón tay cái lên, kỳ thật, câu kia nhất tìm đường chết lời nói, chủ yếu là sẽ kích thích đến bạch tiền bối, có thể là hắn hắc lịch sử bên trong một bộ phận. Nhưng là, nói ra câu nói kia kỳ thật không phải nhất tìm đường chết thủ đoạn. Trong đầu ta thì có cái to gan ý nghĩ, tỉ như ta có thể học tập đậu đậu, đem câu nói kia tập kết ca. Thậm chí ca khúc tiết tấu ta đều nghĩ kỹ. Vũ Nhu Tử. Xích Tiêu Kiếm. Ta cùng Vũ Nhu Tử là tại giảng thì thầm, ngươi làm sao đột nhiên liền hai đi lên. Ca điển kiểu hát có thể dạng này. Đương 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 thùng thùng đinh đinh đương đương. Tống Thư Hàng còn vì Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm tiền bối biểu diễn một lần trong đầu hắn kiểu hát.
Người dạng này hát đi ra không có vấn đề. Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi. Yên tâm đi, ta không có đem câu kia lời kịch niệm đi ra, liền sẽ không dẫm lôi. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, thăm dò, dò xét. Cứ như vậy một chút xíu thăm dò ranh giới cuối cùng. Sau đó liền sẽ dẫm tuyến. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng đưa tay, nhẹ nhàng đặt tại dài nhỏ ma thần trụ trên. Yên tâm đi, ta hiện tại trong lòng có thể nắm chắc. Không cần lo lắng cho ta sẽ dẫm tuyến. Đúng rồi, ta đột nhiên có cái phát hiện. Xích Tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng, các ngươi nhìn, căn này ma thần trụ dài ngắn cùng phẩm chất, giống hay không một cây. Vũ Nhu Tử nói thật nhanh, định hải thần châm. Công đức xà mỹ nhân toát ra, như ý kim cô bồng. Ây, ta nói là, hắn giống hay không một cây ống thép. Tống Thư Hàng đưa tay theo trên ma thần trụ, cảm giác rất thích hợp nhảy một chi múa cột, có muốn hay không ta nhảy một chi cho mọi người xem nhìn. Ta tại tiết mục TV trên nhìn qua, hẳn là sẽ nhảy một đoạn ngắn. Ta hiện tại trí nhớ siêu cường, tố chất thân thể cũng giống vậy, hẳn là lấy bắt trước được tám thành phía trên cảm giác. Được rồi, người nhảy lời nói ngẫm lại đều cảm giác cay con mắt. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, còn không bằng để Vũ Nhu Tử đến nhảy đây. Ta không học qua, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, ta đối vũ đạo hứng thú không lớn, bất quá học một ít ngược lại sẽ không quá phiền phức. Cái kia chỉ có lần sau, Tống Thư Hàng đột nhiên lại nói, ta nghĩ tới rồi một cái ý kiến hay. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Long Lạc tiểu trợ thủ, có thể đem cả cái mạng lưới tiết điểm cho cắt bỏ đi ra không? Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến Bạch Tiền Bối phong cách hành sự. Đã không cách nào đem ma thần trụ rút ra đi ra lời nói, như vậy. Sao không đem chọn cái mặt đất đều cắt đi, chỉnh thể dọn đi. Khảo thí, xác định mệnh lệnh, một lát sau, Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, khảo thí kết thúc, xác định có thể cắt bỏ nên mạng lưới thiết điểm, sẽ đối với Long Lạc tạo thành tổn thương. Phải chăng thi hành mệnh lệnh, có, hay không? Long Lạc tổn thương tại có thể phạm vi chịu đựng bên trong không? Phải chăng có thể khôi phục? Tống Thư Hàng hỏi, thân thể của hắn treo trên ma thần trụ, trạng thái của hắn bây giờ quá kỳ quái. Chỉ cần lên suy nghĩ về sau, trong lòng liền sẽ dục dịch ngóc đầu dậy, hận không thể đem suy nghĩ áp dụng. Tỷ như hiện tại, hắn liền điên cuồng muốn nhảy múa cột. Đơn giản tất đậu đậu. Có thể khôi phục, nhưng cần thời gian dài dằng dặc. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng, như vậy, xác định. Xác định cắt bỏ Long Lạc tiết điểm. Thi hành mệnh lệnh. Mặt khác, vẫn phải nếm thử phân tích ma đế truyền thừa phương thức. Tống Thư Hàng xoa cằm nói hắn còn chuẩn bị cho Xích Đồng bố trí một cái truyền thừa. Bắt trước ma đế truyền thừa cấu tạo một cái nơi truyền thừa, có thể hay không rất có khí thế. Bất quá, có thể hay không hù đến tiểu gia hỏa. Hừm, vậy cứ như thế quyết định, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nơi truyền thừa nếu là có thể đem Xích Đồng tiểu gia hỏa kia giật mình. Hắn mới có thể cảm giác truyền thừa đủ cường đại, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Ma đế, nhà ngươi truyền thừa sát ngoài, của ta. Cắt bỏ Long Lạc tiết điểm thời gian, so Tống Thư Hàng dự tính muốn dài rất nhiều. Long Lạc tiểu trợ thủ tại thi hành mệnh lệnh thời điểm, cần đem ma đế Long Lạc tiết điểm cùng bên cạnh một vòng Long Lạc võng, toàn bộ chặt đứt, cả cái đào ra. Bị cắt bỏ chỗ này tiết điểm khu vực. Khôi phục khủng bố phải kể tới 10 năm thậm chí thời gian dài hơn, tại cái này thời gian dài rằng giặc bên trong, vốn chỗ tiết điểm khu vực đem không nhận Long Lạc lực lượng che chở, trở thành cấm địa. Thậm chí nếu có mới từ bên ngoài đến lực lượng xâm nhập, khối khu vực này sẽ thành không đề phòng nhược điểm chí mạng. Sở dĩ, đem chọn cái Long Lạc tiết điểm khai quật ra về sau, Long Lạc tiểu trợ thủ lại tại phiến khu vực này trên không trải rộng ra từng tầng phòng ngự, đem phiến khu vực này triệt để cách ly. Hồi phục bá Long nhân viên quản lý, tiết điểm cắt bỏ hoàn thành. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Như vậy bước kế tiếp, Tống Thư Hàng giang hai tay ra, dọn xong tư thế, nói, đúng rồi, có biện pháp nào không đem Long Lạc tiết điểm khu vực thu nhỏ một số. Hạch tâm thế giới kinh lịch mấy lần thăng cấp về sau, nó chỗ lối vào đã làm lớn ra rất nhiều, nhưng còn không có lớn đến có thể trực tiếp đem chọn cái Long Lạc tiết điểm thôn vệ đi vào trình độ. Lần trước Bạch Tiền Bối đem chọn cái tử vong xâm lâm đem đến hắn hạch tâm thế giới, vẫn là đem rừng rậm liền mặt đất cắt thành khối nhỏ, một chút xíu chuyển di đi vào. Long Lạc tiết điểm bản thân liền là năng lượng cụ hiện hóa sản phẩm,
không cần thu nhỏ, hắn liền có thể thông qua các loại lớn nhỏ cổng không gian. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời. Vấn đề duy nhất, vẫn là về tới khởi điểm ma thần trụ trên có ma đế kèm theo khắc chế không gian lực lượng thủ đoạn. Ma thần trụ có thể hay không bị đẩy vào hạch tâm thế giới mới là nhất làm cho đầu người đau vấn đề. Đã như vậy, ta thử trước một chút, Tống Thư Hàng nói. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, một đóa trong suốt thủy tinh thấu hoa sen hình chiếu hiển hiện, hoa sen gốc có vô số sợi rễ mở rộng ra tới. Những thứ này sợi rễ thật nhanh quấn lấy cả cái bị cắt bỏ Long Lạc tiết điểm. Tống Thư Hàng bản ý là để hoa sen sợi rễ đem Long Lạc tiết điểm cho quấn lấy, đưa nó kéo về hạch tâm thế giới. Nhưng là, đường hoa sen sợi rễ tiếp xúc đến Long Lạc tiết điểm thời điểm, cái kia bị cắt bỏ Long Lạc tiết điểm. Liền bị hoa sen sợi rễ cho hấp thu. Tựa như là đem làm bọt biển ném vào đến trong nước, hắn sẽ tự động bắt đầu hút nước đồng dạng. Hoa sen sợi rễ vừa tiếp xúc với Long Lạc, liền trực tiếp đem Long Lạc cho hấp thu chống không. Kể từ đó, tất cả ma thần trụ đã mất đi thổ địa chèo chống, bạo lộ ra. Tống Thư Hàng. Tiếp đó, hoa sen sợi rễ vòng quanh từng cây ma thần trụ, đưa chúng nó từng nhóm kéo vào đến hạch tâm thế giới bên trong. Ma thần trụ bên trên có khắc chế không gian lực lượng thủ đoạn. Nhưng là, đường hoa sen hình chiếu dùng sợi rễ đưa chúng nó từ đầu tới đuôi bao khỏa một lần về sau, cái kia khắc chế không gian lực lượng thủ đoạn liền bị che đậy. Tống Thư Hàng, mặc dù xảy ra chút sai sót nhỏ, nhưng nói tóm lại coi như thuận lợi. Sau đó, bước kế tiếp. Ý thức của hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm tiểu trợ thủ đang bận rộn, hắn tại điều khiển tinh vi Tống Thư Hàng loạn thất bát tao hạch tâm thế giới. Thông qua không ngừng điều khiển tinh vi, tựa như là chơi ghép hình đồng dạng, một chút xíu di động, khiến cho hạch tâm thế giới đạt tới chỉnh chỉnh tề tề, mỹ quan hiệu quả. Gặp Tống Thư Hàng ý thức chuyển di sau khi đi vào, hạch tâm tiểu trợ thủ tiến lên, bá long quản. Hắn gọi vào một nửa lúc, đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì tại hạch tâm thế giới thời điểm, lại xưng hô Tống Thư Hàng vì bá long nhân viên quản lý đã không ổn. Hạch tâm thế giới là thuộc về Tống Thư Hàng thế giới, hắn không phải nhân viên quản lý, mà là toàn bộ thế giới người sở hữu. Hạch tâm tiểu trợ thủ ngừng lại một lát sau, nói, bá Tống tiên sinh, ngài chuyển di tiến vào đám kia ma thần trụ muốn thế nào xử lý? Ta muốn đem bọn chúng chuyển rời đến một địa phương khác. Tống Thư Hàng cười nói. Hạch tâm tiểu trợ thủ nháy nháy mắt, chuyển rời đến nơi nào? Xem ta, Tống Thư Hàng đứng ở hoạt tuyền bên cạnh, lên tiếng kêu lên, bạch tiền bối, mở môn. Ta có một nhóm đồ vật muốn gửi vào ngươi tà liên không gian. Khẩu lệnh, cái này lúc, mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 hào thanh âm vang lên. Tống Thư Hàng, lúc nào tà liên thế giới có khẩu lệnh rồi? Khẩu lệnh là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi mau lên T số 233, nếu như không biết khẩu lệnh, vậy liền kể chuyện cười. Ta chủ là như thế này hồi phục. Trò cười rất không ý tứ. Không bằng ta đến nhảy một chi vũ như thế nào. Tống Thư Hàng nắm lấy cơ hội, điên cuồng muốn biểu hiện tự thân dục vọng trong lòng hắn muốn nhảy múa cột. Người mau lên T233 hào trả lời, ta chủ nói không nên nhìn khiêu vũ, nếu như ngươi không trò cười, vậy liền hát chi ca đi. Cái này ta có thể am hiểu. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hắn vừa đã phổ ra một chi tiểu khúc, hiện tại chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Cái dám. Bài hát kia nếu là hát đi ra, hắn Tống Thư Hàng hôm nay liền xong rồi. Hạch tâm thế giới sẽ thành hắn mộ tràng. Đúng, cái này sáng ý không tệ a. Ngư Kiều Kiều đều có đáy biển mộ tràng, tương lai hắn hạch tâm thế giới mở rộng về sau, muốn hay không cũng làm phiến xa hoa mộ địa đi ra, chuyên môn cung cấp cho những cái kia có đặc thù yêu cầu người. Tỷ như huyền nữ môn vân thước tử, tỷ như mỗi một hệ đều muốn tu kiến mộ tràng số lượng tu nhất hệ. Lại tỷ như ưa thích dùng mộ tràng bố trí phục sinh thủ đoạn tu sĩ. Quảng cáo từ hắn đều nghĩ kỹ xa hoa hạch tâm thế giới chí tôn VIP mộ địa, tìm hiểu một chút. Bá Tống Hào, người ca hát thời điểm, cần ta vì ngươi phối âm không? Ngươi mau lên T số 233, khéo hiểu lòng người, dò hỏi. Tốt, Tống Thư Hàng trả lời, bất quá ngươi biết ta muốn hát cái gì? Đương nhiên, giữa chúng ta tâm hữu linh tê, một điểm liền thông. Người mau lên T số 233 nói. Dứt lời, hắn bắt đầu Tống Thư Hàng bắt đầu phối nhạc, đương 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 thùng thùng đinh đinh đương đương. Tống Thư Hàng khuôn mặt nhỏ lập tức liền bạch. Hát A,
ngươi làm sao không hát, ngươi mau lên T số 233 nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng, không dám hát, không dám hát. Cái này phố nhạc có vấn đề gì không? Ngươi mau lên T số 233 hỏi, cái này phố nhạc tiết tấu là ta chủ giáo ta, nói ngươi nhất định sẽ hát. Bá Tống Hào, sắc mặt của ngươi vì cái gì khó coi như vậy? Thân thể không thoải mái. Đúng đúng đúng, ta đột nhiên cảm giác có chút không thoải mái, ta khả năng thân thể có chút hư, ta phải đi bồi bổ. Tống Thư Hàng nói thật nhanh, khẩu lệnh sự tình chúng ta lần sau sẽ bàn, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Đang lúc cái này lúc, tà liên thế giới thông đạo mở ra. Bạch tiền bối lực lượng hiện lên, quấn lấy tất cả ma thần trụ, đưa chúng nó kéo vào đến tà liên thế giới bên trong. Ta chủ nói, đảm bảo phí tổn, một ngày một cái cửu phẩm linh thạch. Lần sau người hóa đơn nhận hàng thời điểm, duy nhất một lần thanh toán tiền. Mặt trời nhỏ cười nói. Ngay sau đó, cây kia nhỏ ma thần trụ lại bị ném đi trở về. Ta chủ nói, căn này là truyền thừa chi trụ, trên đó cấm chế đã bị phá giải, chính ngươi cầm chơi. Mặt trời nhỏ tiếp tục nói. Tà liên thế giới bên trong. Mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 lơ lửng ở trên bầu trời, tản ra ấm áp quang mang. Phía dưới, thánh viên đại kim cương hào nâng lên từng cây ma thần trụ, đưa chúng nó cắm ở tà liên thế giới mặt đất. Chuột hamster hào dơ một chương bản vẽ ở phía trên chỉ huy. Rất nhanh, Tống Thư Hàng chuyển rời đến tà liên thế giới tất cả ma thần trụ, bị xếp đặt thành trận. Từ trên hướng xuống nhìn lại lúc, có thể phát hiện đại trận này hợp thành một đóa hoa mai bộ dáng. Hừm, làm không tệ. Bạch tiền bối một tôn phân thân hài lòng gật đầu, có những thứ này trang trí vật phẩm, tà liên thế giới cũng trở nên càng thêm mỹ quan một chút. Tà liên thế giới vẫn là quá thê lương, coi như lần trước đem béo cầu hang ổ liền mặt đất khiêng tiến đến, nhưng vẫn là cảm giác quá trống trải. Hắn còn muốn nghĩ biện pháp hướng bên trong Nazi nhiều thứ hơn mới được. Chuột hamster tà ma, đáng tiếc, bá Tống Hào lại nhưng lại biến thành hài đồng bộ dáng. Hoàn toàn không bằng trước đó đại thúc bộ dáng đẹp mắt. A, không nghĩ tới chuột hamster hào ngươi ưa thích đại thúc loại hình. Bạch tiền bối phân thân kinh ngạc nói. Chuột hamster tà ma liền vội vàng lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm giác đại thúc bộ dáng bá Tống Hào, thoáng thuận mắt một chút. Hiện tại hắn biến thành hài đồng bộ dáng về sau, ta thấy thế nào đều không thích. Bạch tiền bối phân thân mỉm cười, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tà liên thế giới nhìn qua hạch tâm thế giới bên trong Tống Thư Hàng. Bá Tống Hào lên tới lục phẩm cảnh giới, dùng bao lâu? Bạch tiền bối nói. Chuột hamster Hào trả lời, khoảng 6 tháng đi. Nghĩ tới việc này, hắn liền toàn thân khó chịu. Lần đầu gặp lúc, bá Tống Hào tam phẩm, hắn tứ phẩm. Một tháng sau, bá Tống Hào liền đuổi kịp hắn, tấn thăng đến tứ phẩm. Qua một tháng nữa, bá Tống Hào đã ngũ phẩm vượt qua nó. Thật vất vả hắn cũng tấn thăng đến ngũ phẩm, kết quả bá Tống Hào cũng cùng trời tấn thăng lục phẩm, lại vượt nó một đầu. Tất bá Tống bên cạnh cái kia đậu đậu. 6 tháng, lục phẩm, thánh viên đại kim cương hào trừng to mắt cái này gọi Tống Thư Hàng tiểu gia hỏa, như thế sâu. Năm đó treo lên đánh chư thiên vạn giới nho gia thánh nhân, đều không như thế sâu ghi chép a. Tiểu gia hỏa này mở cái gì bài hách? Quá nhanh, bạch tiền bối phân thân nói khẽ. Bất quá, bá Tống Hào đạo tâm rất ổn, cơ bản không có vấn đề gì. Mà lại, tính cách của hắn nguyên nhân, nhất định hắn sẽ không bởi vì trong thời gian ngắn thực lực gia tăng mãnh liệt, mà quá mức bành trướng. Mặt trời nhỏ T233 Hào nói. Chuột hamster Hào, ta cảm giác hắn là bởi vì thường xuyên bị đại lão chính diện đối nguyên nhân, bởi vì đối hắn đại lão quá mức cường đại, dẫn đến hắn vẫn cứ có một loại ta còn rất nhỏ yếu trong lòng ảo giác. Nếu như không có thường thường đối hắn những cái kia đại lão, ta nhìn hắn đã sớm tâm lý bành trướng, nhảy đát. Xa không nói, nói ta cùng hắn ở giữa, hắn tấn thăng ngũ phẩm về sau, đối với ta liền bành trướng. Tỷ như lần trước, bá Tống Hào nhìn thấy hắn, hay dùng 8 tinh 8 toàn 8 hạch tâm đến đâm lòng của nó. Trong lúc này tâm đã sớm bành trướng được không? Ta ngược lại cảm giác bá Tống Hào đối mặt với ngươi lúc, từ đầu tới đuôi đều là một cái thái độ. Cũng không hề biến hóa, người mau lên T233 Hào đối chuột hamster Hào mỉm cười. Mặt trời nhỏ nhắc nhở. Chuột hamster tà ma. Bạch tiền bối phân thân đưa tay trên ma thần trụ nhẹ nhàng sao động lấy, đột nhiên nói, các ngươi nói, bá Tống Hào có phải hay không là đệ đệ ta? Mặc dù lần trước,
hắn tại cái kia bí cảnh không gian bên trong tiếp xúc đến ánh mắt nhìn qua tương lai trạng thái thiên đạo bạch lúc, cùng đối phương nói muốn cái muội muội. Nhưng lấy thiên đạo bạch cái kia khó chịu tính cách, nói không chừng sẽ càng muốn cho hắn cả cái đệ đệ đi ra. Tống Thư Hàng không phải bất luận người nào chuyển thế, không phải bất luận cái gì đại năng trùng sinh chi thể, coi như truy tìm tổ tiên mấy đời, cũng thật chỉ là người bình thường, không có cái gì dị thường. Điểm ấy, Bạch Tiền Bối lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua vài lần. Nhưng đây chính là nhất dị thường địa phương, rành rành như thế phổ thông, lại làm đến 6 tháng lục phẩm. Sở dĩ, hắn có phải hay không là thiên đạo Bạch âm thầm chuẩn bị cho mình đệ đệ? Không thể nào, ta chủ mị lực lớn như vậy, bá Tống Hào chỉ là diện mục thanh tú, hoàn toàn không có cái gì mị lực. Hắn tại sao cùng ta chủ so sánh? Chuột hamster Hào lắc đầu liên tục nói. Bất quá, bá Tống Hào lực tương tác rất lợi hại. Mặt trời nhỏ T233 Hào lên tiếng nói, hắn cùng bá Tống Hào tiếp xúc không mấy lần, đồng thời đều là bởi vì chủ nhân mệnh lệnh mới đi tiếp xúc với hắn. Nhưng tiếp xúc mấy lần về sau, hắn đối bá Tống Hào giác quan rất không tệ. Ta cũng chỉ là nói một cái khả năng mà thôi. Bạch Tiền Bối phân thân cười nói. Đối với hắn khả năng xuất hiện muội muội hoặc đệ đệ, trong lòng của hắn cũng có mấy cái suy đoán đối tượng. Cái thứ nhất, tự nhiên muốn thuộc Tống Thư Hàng tại hiện thế cái vị kia Bạch Tiền Bối. Cùng mình có được đồng dạng dung mạo, đồng dạng mị lực, đồng dạng khí vận. Bản thân lần thứ nhất đi tiếp xúc Tống Thư Hàng, kỳ thật chính là muốn từ Tống Thư Hàng trong miệng đạt được càng nhiều liên quan tới vị này hiện thế Bạch tin tức. Kết quả về sau, không biết là làm sao phát triển, hắn bây giờ cùng Tống Thư Hàng ở giữa tình cảm, so với cùng vị này hiện thế Bạch ở giữa tình cảm còn muốn càng thâm hậu. Mỗi lần Tống Thư Hàng bước ngoặt nguy hiểm kêu to Bạch Tiền Bối cứu mạng lúc, hắn liền sẽ có đủ loại đủ cảm giác. Cái thứ hai hoài nghi đối tượng, chính là Tống Thư Hàng bản thân. Bất kể là bản thân vẫn là vị kia hiện thế Bạch, cùng Tống Thư Hàng ở giữa giao tình cũng không tệ, có lẽ là cảm giác gia hỏa này thần kinh xấu lắm, là chư thiên vạn giới chỉ có thể đỉnh lấy bản thân mị lực, áp lực cùng mình trao đổi tồn tại. Sở dĩ bất kể là hiện thế Bạch cùng mình, đối gia hỏa này đều sẽ đặc thù chiếu cố. Mà lại, 6 tháng lục phẩm, chính là rất đáng được hoài nghi địa phương. Cái thứ ba đối tượng hoài nghi, cũng là hắn trước đó không lâu vừa phát hiện. Bạch Tiền Bối ánh mắt, xuyên thấu qua hạch tâm thế giới, nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Ngay từ đầu hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới cái này chân dài cô nương có gì có thể nghi địa phương, thẳng đến ngày ấy, hắn thấy được Tống Thư Hàng bản mệnh kình đan trên tinh lộ đồ. Tống Thư Hàng kình đan tinh lộ đồ bên trên, cái này Vũ Nhu Tử cô nương, ở vào bắt đầu cùng phần cuối, một cái người chiếm cứ hai cái vị trí. Mà trên đó, không có hiện thế Bạch vị trí. Nhưng là trong mắt hắn xem ra, ở vào tinh lộ cuối cùng đẩy cửa vào cái kia, cũng không phải là Vũ Nhu Tử, mà là hiện thế Bạch. Cái này có ý tứ. Trong mắt hắn hiện thế Bạch, tại Tống Thư Hàng trong mắt của mình xem ra, lại là một cái khác Vũ Nhu Tử. Sở dĩ, hắn đem Vũ Nhu Tử cũng xếp vào đến đối tượng hoài nghi bên trong. Nhưng là vị này Vũ Nhu Tử cô nương trên người, có rất nhiều nhân quả. Trong đó có một bộ phận khốn quả, kết nối lấy thiên đế. Sau đó lại thông qua thiên đế kết nối lấy béo cầu. Sở dĩ, Bạch Tiền Bối không cách nào khẳng định thiếu nữ này, đến cùng là thiên đạo Bạch vì chính mình âm thầm bố trí muội muội, vẫn là béo cầu đang làm sự. Ngoại trừ trở lên ba vị tương đối đáng giá đối tượng hoài nghi bên ngoài, còn có một cái lại càng không dễ thấy tồn tại. Tống Thư Hàng gia nhập cái kia Cửu Châu Nhất Hào quần quần chủ. Hoàng Sơn Chân Quân, hiện tại đã thăng cấp làm Hoàng Sơn Tôn Giả. Từ Tống Thư Hàng mở hạch tâm thế giới, Bạch Tiền Bối có thể đem bản thân bộ phận lực lượng thông qua hạch tâm thế giới hình chiếu đến hiện thế về sau, hắn liền thuận Tống Thư Hàng quan hệ nhân mạch, tại hiện thế dạo qua một vòng. Đại bộ phận Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, hắn đều âm thầm tiếp xúc qua, muốn giải Tống Thư Hàng hảo hữu có phải hay không cũng giống Tống Thư Hàng tốt như vậy chơi. Hoàng Sơn Tôn Giả thuộc về trọng điểm tiếp xúc đối tượng. Bạch Tiền Bối từng xa xa quan sát qua hắn. Sau đó phát hiện Hoàng Sơn Tôn Giả trên người, có loại cùng hắn rất tương tự hương vị. Nói đúng ra, là cùng lúc trước thân là Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang thời kỳ bản thân, rất tương tự hương vị. Lúc đó hắn, cũng cùng vị này Hoàng Sơn đồng dạng, chiếu cố trong sa mạc Bạch, thao nát tâm. Hoàng Sơn Tôn Giả cũng là như thế, rõ ràng chỉ là quần viên, thật muốn luận quan hệ, cũng không tính là nhiều thân mật quan hệ.
nhưng hắn vì cái này một nhóm Cửu Châu nhất hào quần thành viên, thao nát tâm. Hoàng Sơn Tôn giả tựa như là thanh sam thiếu niên lang thời gian bản thân. Mà hiện thế Bạch so với bản thân đến, càng giống là sa mạc thời kỳ Bạch. Lại nói, ta chủ, vừa rồi cây kia ma thần trụ, là ma đế truyền thừa a. Ném cho bá Tống Hào không có vấn đề sao? Cái này lúc, chuột hamster Hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tống Thư Hàng mặc dù tu luyện loạn thất bát tao, Phật môn, Đạo Tông, Nho Gia, đều tu luyện qua một điểm. Nhưng ma tông công pháp, cùng trở lên ba cái đều có khác biệt, tùy ý tu luyện, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Người đang lo lắng hắn, Bạch Tiền Bối mỉm cười nói. Làm sao có thể, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như hắn tu luyện ma đế truyền thừa kết quả tẩu hỏa nhập ma, tương lai ta liền không cách nào quang minh chính đại đem hắn đạp ở dưới thân, sẽ rất tiếc nuối. Chuột hamster tà ma ngẩng đầu lên, anh Tuấn vẩy bên dưới của mình kiếm sĩ bào. Yên tâm đi. Bạch Tiền Bối nói, mặc dù là ma đế truyền thừa, nhưng lại không phải đại gia tưởng tượng loại kia ma đế truyền thừa. Hà chỉ ma đế là cái người rất tự tin, am hiểu tại mưu tính bố cục. Hắn loại tính cách này, không đến tuyệt cảnh thời điểm, là sẽ không đem bản thân ma môn truyền thừa cho lưu lại. Mà cây kia ma thần trụ bên trong truyền thừa, đích thật là hà chỉ ma đế truyền thừa, lại không phải ma môn công pháp truyền thừa. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cây kia cấm chế bị xóa đi ma thần trụ, lại từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời ra ngoài. À, Tống Tiền Bối, căn này ma thần trụ không cách nào thu nhập hạch tâm thế giới sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, nói, căn này ma thần trụ trên cấm chế, ấn ký loại hình đồ vật, đều bị xóa đi. Hiện tại, hắn là chúng ta. Nói cách khác, người có thể từ phía trên đọc đến ma đế truyền thừa. Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng. Hắn nâng lên căn này ma thần trụ, cảm giác cái đồ chơi này vẫn có chút quá lớn. Thứ này có thể hay không giống như ý Kim Cô Bổng như thế, thu nhỏ một điểm. Nói thế nào cũng là ma đế pháp khí, có thể lớn có thể nhỏ hẳn là kiến thức cơ bản có thể a. Tống Thư Hàng đưa tay theo trên ma thần trụ, tiểu tiểu tiểu. Sau một lúc lâu, Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối. Hắn không có biến hóa. Hừm, ta thấy được, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Xoa bình, đường đường ma đế pháp khí, liền thu nhỏ đều làm không được. Bất quá, ta từ đó đọc đến ma đế truyền thừa bộ phận tin tức. Tống Thư Hàng lại nói. Hắn hiện tại, đột nhiên có chút chờ mong công tử Hải đọc đến ma đế truyền thừa trong nháy mắt. Tống Thư Hàng bây giờ có thể đọc đến ra ma đế truyền thừa chỉ là cái mục lục. Cụ thể còn cần công tử Hải nơi đó ma văn phối hợp, đem ma đế truyền thừa triệt để mở ra. Nhưng chỉ là nhìn thấy ma đế truyền thừa mục lục, Tống Thư Hàng đã có thể đoán được phần này truyền thừa là cái gì. Tống Tiền Bối, người cười thật là âm hiểm, Vũ Nhu Tử nói. Không phải âm hiểm, ta đây là cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn đem ma đế truyền thừa mục lục dẫn xuất đến, hiện ra cho Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối quan sát. Ma đế truyền thừa, 300 loại độc nhất vô nhị cắt chém thủ pháp, đặc thù bảo tồn phương pháp, để vật liệu mới mẻ hơn, hoàn mỹ kích hoạt nguyên liệu nấu ăn đặc hữu hương vị, linh lực còn có thể như thế sử dụng, linh lực để nguyên liệu nấu ăn biến càng mỹ vị hơn. Đây là ma đế nhà độc môn tiên chủ truyền thừa, thái cổ cấp chủ nghệ. Ngươi cho rằng ma đế truyền thừa chính là ma môn vô thượng bí pháp. Ngươi cho rằng ma đế truyền thừa liền sẽ đem tự thân ma thần trụ quốc độ truyền thừa ra ngoài. Ngươi cho rằng ma đế truyền thừa, liền sẽ là thẳng tới cửu phẩm kiếp tiên ma tu chi đạo. Quá ngây thơ rồi. Ma đế người mang vô số bí kỹ, truyền thừa của hắn đương nhiên cũng là đủ loại. Dựa vào cái gì ma đế không thể đem bản thân một thân thiếu ngạo thái cổ chủ nghệ truyền thừa tiếp. Một ngày kia ta nếu là thành đại lão, ta cũng nhất định phải đem bản thân các loại tuyệt kỹ làm thành truyền thừa lưu truyền xuống dưới. Tống Thư Hàng nói. Sau đó... Hắn bắt đầu suy tư bản thân tuyệt kỹ. Cơ sở kim cương quyền pháp, đủ loại cơ sở võ kỹ, trường tâm lôi. Ngoại trừ những thứ này tu luyện trên tuyệt kỹ bên ngoài, hắn còn nắm giữ lấy cái gì? Luyện đan thuật. Nhưng luyện đan thuật hắn sẽ chỉ luyện thối thể dịch, vẫn là dùng lò vi ba cái chủng loại kia. Như thế nào sử dụng đan lô đến luyện đan, hắn đến bây giờ đều không có nghiêm túc học qua. Tương lai một ngày nào đó,
có thiếu niên thiên tân vạn khổ tìm được bá tống đại lão truyền thừa, mở ra truyền thừa sau đạt được lò vi ba luyện đan bí pháp một phần. Thiếu niên sẽ điên mất. Quá thiếu đạo đức, vẫn là từ bỏ. Tống Thư Hàng lắc đầu. Bất quá, kỳ thật tu chân giới sẽ có hay không có rất nhiều nhàm chán tiền bối, chế tạo ra các loại nhàm chán truyền thừa, chờ lấy tương lai người hữu duyên phát hiện. Tống Thư Hàng cảm giác khả năng này rất lớn, dù sao, tu vi cao không có nghĩa là nhân phẩm liền tốt. Đúng rồi, nói lên làm truyền thừa, ta rời đi Hắc Long thế giới trước, còn cần làm cái nơi truyền thừa cho Xích Đồng. Tống Thư Hàng nói. Đến lúc đó, bản thân lò vi ba luyện đan kỹ năng, vừa vặn cũng có thể thả một phần tư liệu tại truyền thừa trong động, nói không chừng Xích Đồng cũng sẽ có phương diện luyện đan thiên phú đâu. Làm nơi truyền thừa, Vũ Nhu Tử nghe vậy, hai mắt sáng lên, Tống tiền bối, chúng ta cùng một chỗ chế tác đi. Muốn làm thế nào? Ta chuẩn bị án lấy ma đế truyền thừa vỏ, phỏng chế một cái tương tự nơi truyền thừa đi ra. Vừa vặn ta hiện tại có Long Lạc quyền hạn tối cao, hẳn là có thể làm cái không sai biệt lắm đổ vật đi ra. Sau đó, ta lại đem đến tiếp sau tu luyện công pháp, lưu một bộ. Mặt khác, lò vi ba luyện đan pháp, còn có cái gì thượng vàng hạ cám kỹ năng, đều có thể lưu một số. Tống Thư Hàng nói, ta cái này có ta tự sáng tạo luyện chế phi kiếm thủ pháp, luyện chế ra tới phi kiếm tốc độ nhưng nhanh lắm, chính là tương đối giòn, không thể dùng để chiến đấu. Có thể hay không cũng bỏ vào. Vũ Nhu Tử nhấc tay nói. Không có vấn đề, càng nhiều càng tốt. Tống Thư Hàng nói, đúng rồi, lại thả mấy cái thùng cánh gà đi vào, xem như hắn vượt quan sau khi hoàn thành ban thưởng. Ma đế tiên chủ bí pháp muốn hay không cũng bỏ vào. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lưu lại đồ vật loạn thất bát tao, hắn luôn cảm giác quá hố, đến vì Xích Đồng tranh thủ đến một điểm hữu dụng đồ vật. Tống Thư Hàng, ma đế truyền thừa còn không có hoàn toàn giải khai, chờ giải khai về sau, có thể vì Xích Đồng lưu một phần. Sư huynh của ta cải tiến quy tức thuật muốn hay không? Lần trước kiếm nhất sư huynh còn để cho ta hỗ trợ đem hắn cải tiến quy tức thuật phát dương quang đại tới. Ta lúc đầu chuẩn bị truyền một phần đến Cửu Châu Nhất Hào Quần, kết quả quên mất. Vũ Nhu Tử nói. Bảo vật cũng phải thả một điểm, đao ý thông huyền hạt sen thả mấy cái, ý tứ. Tống Thư Hàng nói. Cái này lúc, thông nương nhịn không được nói, ta bộ kia yêu tinh bí pháp muốn hay không cũng bỏ vào. Trong đó có mấy loại bí pháp vẫn là rất hữu dụng. Thả, nguyện ý thả đều có thể bỏ vào. Tống Thư Hàng nói. Hắn cùng Vũ Nhu Tử. Thông nương càng trò chuyện càng có lực, hận không thể lập tức ra ngoài bố trí cái này bí cảnh. Hắc Long thế giới, Đát Ma rừng rậm, Long huyết phân bộ lạc. Tống Thư Hàng ở lại trong lầu các. Đậu đậu lè lưỡi, tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy vội. Hắn thiên tư thông minh, lấy đoạt đáp tốc độ, hơn một giờ liền đem tất cả để trả lời xong tất. Vốn cho rằng bài thi sau khi hoàn thành. Liền có thể từ chuột hamster vòng chạy bên trong đi ra nghỉ ngơi một hồi. Kết quả con hàng này lại bắt đầu một vòng mới tuần hoàn. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử đi cái kia Long Lạc tiết điểm hơn nửa ngày, đậu đậu ngay tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy nửa ngày. Một lần lại một lần bài thi về sau, hắn không cẩn thận đáp sai rồi mấy lần, chuột hamster vòng chạy tốc độ tăng thêm mấy ngăn. Đậu đậu chân đều chạy mềm nhũn. Thư Hàng tên kia còn chưa có trở lại sao? Uông đậu đậu thở phì phò kêu lên. Hắn phát hiện cái này chuột hamster vòng chạy không chỉ có cấm bay, còn có mỏi mệt gấp bội, trọng lực gấp bội loại hình hiệu quả. Mà lại, theo tại chuột hamster vòng chạy bên trong chạy thời gian càng lâu, các loại kèm theo hiệu quả cũng sẽ nhao nhao hiển hiện. Rất nhiều đậu đậu căn bản là không có cách nhận ra bí pháp hiệu quả, tác dụng trên người nó, dẫn đến hắn mới chạy nửa ngày, liền thở hổn hển, tứ chi như nhũn ra phải biết, dưới tình huống bình thường. Ngũ phẩm đại yêu khuyển toàn lực chạy lên mấy tháng đều không mang theo thở. Một bên, đang cho lầu các đổi chỗ tấm lão tộc trưởng ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hắn nghe không hiểu đậu đậu. Đang lúc cái này lúc, trong hư không có một cây ma thần trụ giáng lâm, rơi vào lầu các bên ngoài. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Thông Nương cùng Xích Tiêu Kiếm thân ảnh, xuất hiện tại trong lầu các. Thư Hàng ngươi rốt cục trở về, đậu đậu cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thư Hàng đẹp mắt như vậy, nhanh, nhanh dừng lại cho ta cái này vòng chạy. Cái đồ chơi này vô hạn tuần hoàn, ta sắp phải chết. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, đậu đậu ngươi nên đi theo ta cùng Tống tiền bối cùng đi.
Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, chúng ta lần này, chơi cũng vui. Đậu đậu, nhanh, trước giúp ta dừng lại. Không có vấn đề, dù sao chúng ta là anh em tốt, ta lập tức giúp ngươi dừng lại. Tống Thư Hằng nói, hai tay của hắn lại khống chế không nổi gửi mình, lấy điện thoại cầm tay ra, đối đậu đậu từng cái góc độ vỗ thật nhiều tấm hình. Đậu đậu, đậu đậu, ta đột nhiên có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tống Thư Hằng chụp ảnh thời điểm, còn một bên hỏi thăm. Đậu đậu, hỏi một chút hỏi, nhanh lên hỏi. Chó ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi vì cái gì không mặc quần? Tống Thư Hằng hỏi. Đậu đậu, chó tại sao phải mặc quần a? Chó dựa vào cái gì muốn mặc quần? Nhìn thấy đậu đậu một mặt u oán bộ dáng, Tống Thư Hằng vui vẻ đem cái này màn ảnh thu xuống tới. Sau đó niệm lực khẽ động, đem chuột hamster vòng chạy dừng lại. Vòng chạy cửa kho mở ra, đậu đậu thả người nhảy lên, hiện ra đại yêu khuyển hình thái, cắn một cái hướng Tống Thư Hằng đầu. Biến dị cương thủ đầu hình thái, Tống Thư Hằng cũng không né tránh. Chỉ là yên lặng vận chuyển biến dị cương thủ. Sau một khắc, đầu của hắn hóa thành đen kịt sắt thép chi sắc, tản ra kim loại sáng bóng. Đậu đậu cắn một cái tại đầu hắn bên trên, đau răng. Uông ô, đậu đậu giận dữ. Ha ha ha, không chiêu đi. Tống Thư Hằng thu hồi điện thoại, ta đầu sắt, ta kiêu ngạo. Xích tiêu kiếm, cái này hình thái Tống Thư Hằng, không cứu nổi. Nhưng là chơi rất vui, Vũ Nhu Tử nói. Xích tiêu kiếm chuyển qua chuôi kiếm nhìn hướng Vũ Nhu Tử cô nương này, cũng không có cứu được. Đau răng thì xuống đây đi, ta đầu sắt ngươi không cắn nổi, đừng vùng vẫy. Tống Thư Hằng nói. Ô ô ô, đậu đậu răng gắt gao cắn Tống Thư Hằng đầu, chính là không hé miệng, đây là hắn sau cùng quật cường. Đối diện, Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, điều chỉnh tốt góc độ, cho Tống Thư Hằng liền chụp mấy bức chiếu, lại ghi chép một đoạn tiểu thị tần. Tống Thư Hằng còn rất phối hợp Vũ Nhu Tử, bày ra đủ loại động tác treo ở trên đầu đậu đậu, coi như là vật trang sức. Luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Vũ Nhu Tử nói, nhưng nàng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua một màn này. Tống Thư Hằng cười hắc hắc, quay đầu nhìn về lão tộc trưởng, tộc trưởng, nhà ta tiểu âm trúc có khỏe không? Âm trúc cô nương còn đang ngủ bên trong, nhìn qua cũng không có vấn đề. Bất quá nàng đã vài ngày không tỉnh lại ăn cơm đi, không quan hệ sao? Lão tộc trưởng có chút lo lắng nói. Tiểu cô nương kia rõ ràng không phải cái kia bế quan trạng thái, một mực không ăn đồ vật, khó trách trưởng gầy như vậy tiểu. Không sao, tính toán thời gian, nàng cũng nhanh muốn tỉnh. Tống Thư Hằng nói. Dứt lời, hắn lại nhìn phía Long Lạc tiểu trợ thủ. Là thời điểm nói chuyện thù lao. Bá Long nhân viên quản lý, ngài có gì cần đồ vật sao? Long Lạc tiểu trợ thủ hỏi ma đế Long Lạc tiết điểm bị xử lý, Long Lạc ý chí tâm tình phi thường tốt, sở dĩ Long Lạc tiểu trợ thủ cũng lộ vẻ rất hào phóng. Ta vừa vặn cần một ít gì đó. Tống Thư Hằng nói, tiếp đó, ta cần trước về một chuyến hiện thế, cùng các tiền bối tụ họp một chút, xử lý một trận yến hội. Ta cần một số rượu. Côn Na nữ sĩ nơi đó có một nhóm rượu ngon, so với biệt tuyết tiên cơ tiên nhưỡng còn tốt hơn uống một số, tửu kinh đủ lớn. Mà lại, Côn Na nữ sĩ đám kia rượu đối tinh thần lực thêm thành rất không tệ. Rất thích hợp dùng để xử lý yến hội. Không có vấn đề, ta có thể chuyển di một nhóm số lượng cho ngài. Long Lạc tiểu trợ thủ đáp. Mặt khác, có thể hay không vì ta tuyên bố một hạng Long Lạc nhiệm vụ, mời cấp thế giới ma chủ xuất thủ, thay ta chế tác yến hội tiệc. Tống Thư Hằng lại nói. Long Lạc thế giới, cũng có cùng loại tiên trù tồn tại, ngay lúc đó Côn Na nữ sĩ liền tự mình xuất thủ, thay Tống Thư Hằng bọn người làm ra dừng lại Hắc Long thế giới đặc sắc tiệc. Tống Thư Hằng nghĩ đến, đã mời Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối họp gặp, không bằng mời bọn họ ăn chút đặc sắc. Hắc Long thế giới tiệc, vừa vặn có thể mời quần bên trong các tiền bối nếm thử tươi. Không có vấn đề, tùy thời có thể tạo ra nhiệm vụ. Long Lạc tiểu trợ thủ trả lời, mặt khác, có một kiện lễ vật, béo cầu nữ sĩ nói muốn tặng cho ngươi. Ta kỳ thật đối béo cầu hai cái có chút quá mẫn. Tống Thư Hằng nói, là lễ vật gì? Long nhãn đá quý, Hắc Long thế giới hai mắt vị trí đặc sản, cách mỗi ngàn năm biết sinh sản một nhóm. Xin mời đi theo ta. Long Lạc tiểu trợ thủ nói. Long nhãn đá quý, kỳ thật ta đối trong mắt, con người mấy cái này từ cũng có chút mẫn cảm. Tống Thư Hằng thở dài nói.
Béo cầu hai cái này từ là bởi vì đối phương không thể trêu vào, lại nhất định phải đến đối hắn, có bóng ma tâm lý. Trong mắt cùng con người mấy cái này mẫn cảm từ, bảy thành bóng tối đến từ nho gia thánh nhân, ba thành bóng tối đến từ mọc ra mắt tinh cầu đại lão. Thông nương, người mẫn cảm từ thật đúng là không ít. Đây chính là nhân sinh A, trưởng thành theo tuổi tác, nhân loại trong lòng cuối cùng sẽ thêm ra rất nhiều cấm kỵ từ. Tống Thư Hàng cảm thán nói, thừa cơ phát một gia độc canh gà. Vũ Nhu Tử, bình thường lấy loại này danh tự bảo vật, phẩm cấp cũng sẽ không quá kém. Long loại thân thể một bộ phận, đều là đồ tốt. Đậu Đậu liếc mắt, ngươi cho rằng long nhãn chính là long nhãn quả nhãn. Long nhãn chẳng lẽ liền không thể là cùng lệ chi quả vải, đặt song song cái kia long nhãn. Ăn ngon lắm cái kia. Long nhãn có thể ăn, nhưng lệ chi tiên tử không thể ăn. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Đậu Đậu lại bổ sung, ta nhớ không rõ, long nhãn không biết là đạo trưởng vẫn là tiên tử. Nếu như lệ chi tiên tử không thể ăn, long nhãn đạo trưởng hoặc tiên tử cũng không thể ăn. Sở dĩ, long nhãn đá quý có thể ăn sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Xích Tiêu Kiếm. Ni mã, các ngươi trao đổi thời điểm chủ đề đến cùng là thế nào nhỉ? Người bình thường cùng các ngươi nói chuyện phiếm lời nói, căn bản trò chuyện không đi xuống. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêm túc trả lời, long nhãn đá quý không thể ăn. Cái kia có thể móc ra tới đập vào vành mắt bên trong sao? Tống Thư Hàng lại hỏi. Không thể, Long Lạc tiểu trợ thủ tiếp tục nói. Vũ Nhu Tử, vậy nó có thể gieo xuống tới làm hạt giống sao? Cũng không thể, Long Lạc tiểu trợ thủ nói tốt tại hắn là không có tỷ khí tiểu trợ thủ chương trình. Đậu Đậu, điều này cũng không có thể dùng, vậy cũng không thể dùng, vậy nó có làm được cái gì? Cách mỗi ngàn năm, từ Hắc Long thế giới hai mắt vị trí sẽ xuất hiện long nhãn đá quý, hàng năm sản xuất số lượng tại 13 mai tả hữu. Sẽ thông qua chỉ định nhiệm vụ hình thức, phát cho Hắc Long thế giới thánh giả. Sử dụng long nhãn đá quý về sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên, đồng thời để Hắc Long thế giới thánh giả tiếp xúc đến siêu thoát long lạc phương pháp. Long Lạc tiểu trợ thủ giải thích nói. Cũng chính là Hắc Long thế giới thánh giả nhóm, dùng để siêu thoát, đột phá đến cấp 9 bảo vật. Thứ này ta lấy đến làm gì dùng? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Long Lạc tiểu trợ thủ tiếp tục nói, trừ cái đó ra, tại tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên về sau, long nhãn đá quý có nhất định tỷ lệ đang sử dụng người thể nội ngưng kết ra long phù. Long phù có long phù chuyển sinh phục sinh công năng. Coi như rời đi Hắc Long thế giới xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể tại Hắc Long thế giới bên trong hoàn thành trọng sinh, tác dụng phụ là sẽ tổn thất bộ phận tu vi. Há, phục sinh pháp khí. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, mà lại là đẳng cấp rất cao phục sinh pháp khí, liền cửu phẩm cảnh giới cũng có thể sử dụng. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, năm nay thánh giả số lượng vì 11, ấn Long Lạc quy tắc, cần lưu một cái long nhãn đá quý chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dư thừa một cái, có thể đưa cho bá long nhân viên quản lý làm lễ vật. Chỉ có một cái, trước kia không tồn kho sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ nói. Tồn kho bị trộm, Long Lạc tiểu trợ thủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng. Nói cách khác, nếu như tồn kho không có bị trộm, hắn nói không chừng có thể được đến chí ít hai cái long nhãn đá quý. Cái nào trời đánh trộm bảo khố? Ma đế, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu, đúng vậy. Long nhãn đá quý đang sử dụng về sau, có thể tiếp xúc đến Hắc Long thế giới bản nguyên, đối với ma đế tới nói đây chính là đồ tốt. Sở dĩ, mỗi ngàn năm có dư thừa long nhãn đá quý đều sẽ bị ma đế cho khô đi, dẫn đến Long Lạc hiện tại liền một cái long nhãn đá quý tồn kho đều không có. Lúc đầu đợt tiếp theo long nhãn đá quý vẫn phải hơn 10 năm mới có thể một lần nữa sinh ra. Nhưng là vì chúc mừng ma đế cái u ác tính này bị cắt bỏ, Hắc Long thế giới sớm đem long nhãn đá quý sản xuất ra, xem như thế giới đối Tống Thư Hàng quà tặng. Đáng tiếc, ta vốn đang coi là có thể cho chúng ta mấy người trợ thủ một cái long nhãn đá quý. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, mà lại ta đối phục sinh pháp khí nhu cầu vẫn là rất cao, loại vật này càng nhiều càng tốt. Xích Tiêu Kiếm nhịn không được nhắc nhở, ta ngược lại cảm giác loại vật này, người có một cái như vậy đủ rồi. Nhiều ta sợ ngươi liền không cách nào khống chế bản thân. Đặc biệt là Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái, tựa hồ còn không có hoàn toàn từ tâm ma ảnh hưởng hình thức bên trong khôi phục lại, đối trong đầu các loại to gan ý nghĩ lực chấp hành độ đặc biệt cao. Được rồi,
có một cái long nhãn đá quý cũng tốt. Tống Thư Hàng lại nhìn phía Đậu Đậu cùng Vũ Nhu Tử. Đậu Đậu trên người có một cái phục sinh kim tệ, đó là hắn tại thiên kiếp thế giới bên trong thời điểm, chuẩn bị giết đậu xả thân lúc, trang trên người nó. Vũ Nhu Tử, đến. Tống Thư Hàng hướng phía Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ tiến đến Tống Thư Hàng bên cạnh, chuyện gì, Tống tiền bối. Vươn tay ra, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử duỗi ra bản thân tay nhỏ. Tống Thư Hàng lấy ra một cái phục sinh kim tệ, đặt ở trong tay nàng, tiền bối cho ngươi tiền mua đường ăn. Vũ Nhu Tử khuôn mặt nhỏ trống thành bánh bao, Tống tiền bối, ta cũng không phải tiểu hài tử. Phục sinh kim tệ, lục phẩm cảnh giới trước có thể dùng. Phục sinh lúc không có đại giới, chính là phục sinh thời gian muốn nhìn nhân phẩm. Mặt trái 10 năm, chính diện 10 tháng. Nếu là nhân phẩm nghịch thiên, dựng đứng lúc cái kia chính là 10 phút. Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật lục phẩm chân quân. Tại tu chân giới cũng coi là tiền bối cấp nhân vật. Nói cách khác, những thứ này phục sinh kim tệ hắn đã không cần dùng. Đưa cho Vũ Nhu Tử cái này, là 12 mai phục sinh pháp khí thứ 9 mai kim tệ. Còn sót lại 3 cái, hắn chuẩn bị cho Sở Sở, Tước Yêu tiểu thải các lưu một cái. Cuối cùng một cái, là vì A Thập Lục giữ lưu. Tiểu Âm Trúc cùng Thông Nương trên người cũng còn có một cái phục sinh kim tệ tại, không có sử dụng mất. Tạ ơn Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, kỳ thật, trên người nàng có phụ thân vì nàng chuẩn bị phục sinh thủ đoạn, nhưng nàng vẫn là rất vui vẻ nhận lấy cái này phục sinh kim tệ. Xích Tiêu Kiếm ở một bên rơi vào trầm tư khó trách, rõ ràng phục sinh kim tệ thời gian cooldown đã đến, Tống Thư Hàng vẫn còn không có sử dụng bọn chúng. Nguyên lai là bọn chúng đã không phát huy được tác dụng rồi. Long Lạc tiểu trợ thủ mang theo Tống Thư Hàng, đi vào Long Nhãn Bảo Thạch làm ra. Nơi này là Long Lạc trọng địa, không có quản lý viên quyền hạn không cách nào tiến vào. Sở dĩ, Tống Thư Hàng chỉ có thể một thân một mình tiến vào bên trong. Vũ Nhu Tử cùng Thông Nương các nàng lưu tại Long Huyết Phân Bộ Lạc. Tống Thư Hàng dùng Long Lạc quyền hạn công đức võng lạc vì trung chuyển. Để Vũ Nhu Tử các nàng tại Hắc Long thế giới liền lên hiện thế mạng lưới, làm cho các nàng đang chờ đợi thời gian bên trong có thể nhìn xem phim, lên mạng tâm sự, sẽ không quá nhàm chán. Long Nhãn vị trí, cùng Long Lân đồng dạng ra đời hai cái tiểu thế giới. Cùng Long Lân tiểu thế giới khác biệt, Long Nhãn tiểu thế giới hóa thành hai cái to lớn hải dương, trong đó không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Tống Thư Hàng đưa tay tiếp xúc Long Nhãn tiểu thế giới nước biển. Những thứ này không phải là Hắc Long nước mắt ha. Chỉ là đơn thuần nước biển. Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Hắc Long thế giới, thật đúng là kỳ diệu. Tống Thư Hàng nói. Nếu có hướng một ngày, ta tu luyện tới đầu này Hắc Long cảnh giới, có phải hay không cũng có thể thân hóa hành tinh, có vô số sinh linh trên người ta sinh tồn. Hắn không tự chủ được não bổ bên dưới màn này, sau đó điên cuồng lắc đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới trên người mình sinh hoạt vô số tiểu nhân, tiểu động vật, hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Đến lúc đó hắn xoa tắm rửa đối trên người sinh vật tới nói đều là tận thế rồi. Vẫn là từ bỏ, hóa thân hành tinh loại sự tình này, ai có hứng thú ai đi làm. Đến bảo trì không nhúc nhích, còn không thể kỳ cọ tắm rửa vận động. Tống Thư Hàng nói. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêng đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng, đột nhiên nói, vậy nếu như có một ngày. Cả cái chư thiên vạn giới đều hủy diệt, ngoại trừ bất hủ người bên ngoài, toàn bộ thế giới không người có thể sống sót, vạn vật đều đưa hủy diệt. Nhưng là, bá long nhân viên quản lý ngươi nhưng có thể thân hóa hành tinh, hóa thành cả cái chư thiên vạn giới sau cùng che chở, đem ngươi muốn người che chở trên người mình, ngươi nguyện ý không? Chư thiên vạn giới không phải vĩnh hằng. Trường sinh giả không có thọ nguyên hạn chế, có thể vĩnh viễn sống sót, nhưng bọn hắn cũng không phải là bất hủ. Cuối cùng cũng có một ngày, chư thiên vạn giới đều sẽ hủy diệt. Tựa như là Hắc Long thế giới nguyên bản thế giới đang ở đồng dạng. Chấp trường bất hủ chỉ có một cái, coi như tăng thêm một số đã từng nắm giữ bất hủ huyền bí xuất ngũ thiên đạo, cũng chỉ có 7 vị. Đương kim béo cầu thiên đạo, là vị trí thứ 8 bất hủ người. Chư thiên vạn giới ngoại trừ cái này 8 vị hoặc bọn hắn chuẩn bị ở sau có cơ hội còn sống xuống dưới bên ngoài, còn lại vạn vật đều đưa hủy diệt. Nếu như đến một khắc này, bá long nhân viên quản lý ngài biết nguyện ý biến thành một khỏa không thể kỳ cọ tắm rửa hành tinh sao? Long Lạc tiểu trợ thủ hỏi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên.
thân nhân, hảo hữu, người thương, đều đưa hủy diệt, mà mình có thể hóa thân hành tinh, che chở ở các nàng cùng bọn hắn, đáp án kia còn phải nói gì nữa sao? Nếu quả như thật có một ngày như vậy, đúng vậy, ta nguyện ý, Tống Thư Hàng nói không phải liền là mấy ngàn vạn năm không tắm rửa sao? Nhịn một chút cũng liền đi qua. Mà lại, chỉ cần chống đến thế giới mới mở, hoàn toàn mới chư thiên vạn giới thành hình về sau, bản thân liền có thể đem trên người sinh vật chuyển di ra ngoài, bản thân lại từ hành tinh trạng thái khôi phục lại, hảo hảo tắm rửa cái gì. Bá Long nhân viên quản lý quả nhiên không hổ là bị béo cầu nữ sĩ nhìn chúng người. Long Lạc tiểu trợ thủ nói, ngài có được cao thượng phẩm chất. Nơi này chỉ có hai chúng ta, cũng không cần dạng này ủng hộ, không người xem cũng không có ngoại nhân nhìn thấy. Tống Thư Hàng cười nói. Long Lạc tiểu trợ thủ, thi hành mệnh lệnh, từ giờ trở đi, không còn khích lệ Bá Long nhân viên quản lý. Tống Thư Hàng, còn có loại này thao tác. Vọng Thiên, ta muốn đem mệnh lệnh này cho Triệt Tiêu rơi không? Triệt Tiêu, chẳng phải lộ vẻ ta muốn bị người khích lệ. Nhưng không Triệt Tiêu, lại cảm thấy cơ tim tắc nghẽn lợi hại. Long Nhãn Đá Quý đi ra, cái này lúc, Long Lạc tiểu trợ thủ lên tiếng nói. Vô biên vô tận trên biển, có sán lạn người người quang mang bay lên. So Tống Thư Hàng nhìn qua bất luận cái gì yên hoa đều muốn mỹ lệ. Một màn này, lại là ta lẻ loi một mình quan sát, thực sự có chút lãng phí. Tống Thư Hàng nói khẽ. Lúc này, bên người nếu là có cái nàng, hắn cùng nàng mười ngón đan sen, nhìn qua yên hoa nở rộ, hình ảnh đến có bao nhiêu duy mỹ. À, ta quả nhiên cũng đến ở độ tuổi này. Bá Long nhân viên quản lý, còn có ta hầu ở ngươi bên cạnh. Long Lạc tiểu trợ thủ nghiêm túc trả lời. Tống Thư Hàng, ngươi câu nói này, ngược lại để cho ta nội tâm càng bị thương nặng. Trong lúc đang suy tư, công đức xà mỹ nhân hiển hiện, nàng cái đuôi cuốn thành một đoàn, ghé vào Tống Thư Hàng trên lưng, con ngươi nhìn qua xa xôi chỗ hào quang sáng chói. Tống Thư Hàng hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Chỉ thấy lúc này, tiên tử hai mắt mê ly, phảng phất lâm vào một loại nào đó ngọt ngào trong hồi ức. Tống Thư Hàng nhíu mày không cần độc tâm thuật, lấy hắn bây giờ còn chưa nhập môn đọc mặt thuật đều có thể đoán được tiên tử đang suy nghĩ gì. Nàng nhất định lại là nhớ lại mình và Trình Lâm năm đó mỹ hảo chuyện cũ. Tống Thư Hàng còn nhớ rõ chính mình lúc trước nhập mộng thời điểm, tiên tử chính là ngồi ở một cái hồ nước khổng lồ bên cạnh, sau đó Trình Lâm tiên tử đi ra vẩy nàng. Đang lúc Tống Thư Hàng não bổ tiên tử cùng Trình Lâm tiên tử chuyện cũ lúc, đột nhiên, công đức xà mỹ nhân dùng sức vỗ tay một cái. Sau đó nàng vung tay lên một cái, đem công đức phỉ kình kêu gọi ra. Công đức phỉ kình dùng sức nhảy lên, hướng về cỡ quả nhãn trong biển, tại trong biển rộng nhanh chóng du động. Cùng một thời gian, công đức xà mỹ nhân cái đuôi cầm chắc, như là lò xo đồng dạng bắn ra mà ra, vững vàng rơi vào cá voi trên lưng. A a a a, công đức xà mỹ nhân trong miệng phát ra một chuỗi vui vẻ tiếng kêu thảm thiết. Rõ ràng là tiếng kêu thảm thiết, nhưng lại có thể rất rõ ràng nghe ra vui vẻ hương vị. Tống thị kêu thảm pháp tại tiên tử trong miệng, đã chơi ra hoa văn. Cứ như vậy, công đức xà mỹ nhân cưỡi phỉ kình, tại cỡ quả nhãn trong biển nhanh chóng du động, hướng về xa xa sáng chói yên hoa phóng đi. Nơi này có thể chụp ảnh sao? Tống Thư Hàng hỏi. Long Lạc tiểu trợ thủ nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra. Đem trước mắt cái này so yên hoa còn đẹp hơn gấp trăm lần hào quang óng ánh hình ảnh, thâu xuống tới. Mênh mông nhưng lại bình tĩnh đại hải, mỹ đến để cho người ta hít thở không thông loại yên hoa quang hiệu, còn có trong biển rộng mơ hồ có kỳ cá voi thiếu nữ tại trong biển chơi đùa thân ảnh, duy mỹ như vẽ. Đập xong video về sau, Tống Thư Hàng kiểm tra một lần, cái này video ngắn cũng không có thất thường gì địa phương, thuộc về có thể bị bất luận kẻ nào quan sát loại hình. Nghĩ nghĩ về sau, Tống Thư Hàng chủ động kết nối công đức võng lạc, đem bản thân thu xuống video phát đến phần mềm chat bằng hữu trong vòng. Tiếp theo, hắn lại phát một phần đến Cửu Châu Nhất Hào quần cùng hưởng không gian. Công đức võng lạc thật là một cái đồ tốt, để Tống Thư Hàng có thể vượt không gian lên mạng, từ đó về sau vô luận đi đến nơi nào, cũng không cần lo lắng ngắt mạng. Tống Thư Hàng vì sáng tạo ra cái này công đức võng lạc đại lão điểm 666 cái tán. Phát lên video ngắn về sau, Tống Thư Hàng lại phối một câu, tiện tay vỗ xuống một màn, duy mỹ phảng phất là mộng cảnh. Tiếc nuối duy nhất chính là người xem chỉ có một mình ta, một mình ngồi nhìn một màn này, cảm giác thoáng có chút lãng phí cùng tịch mịch.
Một màn này, đơn giản như là kỹ xảo điện ảnh đồng dạng hoa lệ. Mà lại, so với kỹ xảo điện ảnh đến, hắn càng thêm chân thực. Bằng hữu trong vòng video ngắn vừa mới phát lên, rất nhanh liền có người hồi phục. Cao Mỗ Mỗ, a, à, Thư Hàng ngươi không phải đi quán cơm mua bữa ăn sáng sao? Một màn này là từ đâu đập tới được? Xin gọi ta ba tử, lãng phí lời nói liền mang ta đi nhìn a, à, ở nơi nào nhìn thấy? Đợi đã, ngươi không phải đi mua bữa ăn sáng sao? Lý Dương Đức, cái nào bộ phim báo trước phiến? Ba vị bạn cùng phòng trước tiên cho Tống Thư Hàng điểm tán thêm hồi phục. Bạn cùng phòng phần mềm chat tên, biểu hiện chính là Tống Thư Hàng cho bọn hắn ghi chú tên. Tống Thư Hàng nhìn thấy ba vị bạn cùng phòng hồi phục, vọng thiên. Kém chút quên ta còn tại trường học đi học. Lần này Hắc Long thế giới chuyến đi, là hắn rời đi trường học thời gian dài nhất một đoạn thời gian. Lại thêm tại Hắc Long thế giới lúc, mỗi một phút mỗi một giây đều ở vào tình trạng khẩn trương, lại phải đối đại lão, lại phải đối thiên kiếp, lại phải đối mặt cả đời chi địch công tử Hải. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiền Bối Thụ Yêu Khinh Vũ còn tại trường học đóng vai lấy Tống Thư Hàng bộ dáng. Đồng thời, luôn cảm giác nàng tại kiên trì đem Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng dưỡng thành phế nhân. Liền đi quán cơm mua bữa sáng, đều từ nàng một mình ôm lấy mọi việc. Còn như vậy bị nuôi xuống dưới, ba cái bạn cùng phòng dược hoàn. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, hồi phục ba vị bạn cùng phòng, các ngươi đoán. Hồi phục xong, hắn lại cho Khinh Vũ phát cái tin, cùng nàng ở giữa làm tốt câu thông, tránh cho lộ tẩy. Khinh Vũ cùng hắn ở giữa, có cơ hội đến thường xuyên câu thông, mới có thể tránh miễn lộ ra chân ngựa. Một bên khác.